Facebook phải đâu trâu bò mà ngồi like hoài. Mà không like nó đâu có vui nên phải like. Tình hình yêu phi chúng ta phải cập nhật đêm ngày nào. Đưa máy lên chúng ta cùng like. Thiệt là buồn. Để ngày hôm nay coi coi new feed nó đăng cái gì. Diệt Hương Hoài Tâm hùng như bán bún mắm. Minh Tuyết mở tiệm bò bít tết. Sao ca sĩ dạo này chuyển qua ăn uống hết trơn vậy trời. Nguyệt thiệt. Ơi Nguyệt. Nguyệt ơi. Ai? Ai kêu tôi đó? Mặt chó tôi đây. Ai vậy? Nguyệt. Thầy Minh đó hả? Đúng rồi. Đến. Không có khóc như vậy nha. Tôi xúc động quá. Và mời thầy vào. Merci beaucoup madame. Nói gì vậy? Mới đi Paris về. À vậy hả? Ừ, vậy thôi anh sọt ti vô đi. You sit do. Hả? À, lộn, you sit down. À, thank you. Ờ, dạo này được cái nói tiếng Anh như gió mà tiếng có tiếng không ha. À, thầy uống gì? Nói đi để tôi pha. Nguyệt ơi, gặp em rồi. Anh không có khác cái gì hết Nguyệt à. Anh không có đói bụng nữa. Tôi không có hỏi thầy ăn hay không mà đói hay không nha. Tôi hỏi là uống cái gì thôi, hỏi cái gì trả lời có đó giùm tôi cái, đừng có màu mè giùm cái đi nha. Bao nhiêu năm tình nghĩa, bây giờ khách đến nhà không trà cũng nước, nói đi để tôi pha nè. Cho anh cái cappuccino. Thấy nấu dịch không? Biểu uống thì không uống mà uống cái đầu cái thứ nghiệt không hả? Tôi nói cho thầy nghe, ở đây là tể xá tư gia, chứ không phải tụ điểm quán bar mà có cappuccino. Ở đây là vùng quê nên chỉ có cà na với cà pháo thôi. Cho anh một ly cà chua. Vậy đi đồ cà chớn. Hả? Nguyệt, tại sao em nói anh như vậy chứ? Nói cái gì? Hồi đó thầy, thầy làm tôi có chữa rồi thầy bỏ tôi đi, thầy có nói vậy không? Bao nhiêu năm trời một thân tôi, một mình thân tôi, tôi vất vưởng giữa chợ đời, rồi tôi đưa con cho thầy nuôi, rồi tôi có nói gì thầy hay không? Rồi bữa nay thầy qua và cái gì thì cũng hạch sách tôi vậy hả thầy? Nguyệt, anh hối hận, đừng có kêu tôi cái tiếng thầy. Tôi nghe nó như thế nào nó khó chịu làm sao á, mà nó sư phạm nữa hả? Gọi tiếng thầy thì nói là sư phạm, không lẽ chuyển qua thằng cho nó đỡ xúc phạm nè. Bây giờ nè, gọi thầy tiếng thầy thì thầy nói khó chịu, vậy còn tiếng ngọt ngào êm ái khác thì bụng dạ thầy đã biết sao thầy không chịu nói ra. Trời ơi Nguyệt ơi, anh cúi đầu chờ em cào. Cái gì vậy? Ê, quên. Cái gì vậy? Quên. Anh xin cúi đầu chờ ân huệ em, rộng lòng tha thứ cho anh. Kẻ gây cho em biết bao nhiêu lần đần, suốt cuộc đời duyên phận dở dang. Nghe đâu đây có mùi lương tâm cắn rứt. Thầy à, thôi thì bây giờ tôi không gọi thầy bằng thầy nữa, vậy sẽ gọi bằng gì đây? Bằng mình ba thằng tâm, hay chỉ bằng hai tiếng baby cho phong cách?
ho à, ho à. Mình ba của thằng Tâm, trời ơi, nếu kêu được cái tiếng mình thì có nghĩa là em sẵn lòng tha thứ. Nên Nguyệt ơi, kể từ đây hai chúng ta âu yếm, gọi nhau đến hơi thở sau cùng. Nửa đời còn lại anh với em gắn bó mặn nồng. Nguyệt ơi, tuy chúng ta không đường hoàng lễ giáo, nhưng nghĩa vợ chồng âu yếm có nhau. Người ta không tin, nhưng chúng ta không bao giờ vượt qua khỏi cửa của gia đình. Nguyệt ơi, kể từ đây chúng ta nối lại mối tình xưa gian dở. Nếu như theo mối tình này thì có một người phụ nữ phải khổ đau là tôi. Nhưng để chiều theo ý của thầy thì thêm một con bánh bèo vợ thầy ở nhà nó sẽ đau khổ. Thôi thì như vậy đi để trọn vẹn nè. Anh cứ để cho tôi cam bề với chiếc tình yêu thuở ban đầu như nước chảy qua. Cầu vừa gặp thì đã xa, tình yêu của chúng ta thôi đành chịu xót xa để cho con khôn lớn nên người. Vậy cho tròn bổn phận của anh, tiếc làm gì hoa vàng trên cỏ xanh. Anh ở đây, anh là bà của thằng Minh, đang đứng nói chuyện với con mẹ. Cái gì? Mẹ của thằng Minh. Mẹ thằng Tâm. Mẹ của thằng Tâm. Trời ơi, thằng Minh là thằng này nè. Tôi, chúng ta hãy nâng ly chúc mừng cho con trong ngày lễ thành. Minh à, em không còn mặt mũi gì để gặp con mà nghĩ đến chuyện nâng ly. Chỉ có một chút quà món gửi đến cho con vào cái ngày lễ thành hôn thôi. Quà đâu? Đưa quà anh coi. Đưa quà cho anh coi. Quà của con với bộ của anh sao mà anh làm tí tương tước hả? Nhưng mà anh mừng. Đứa nào quà, đứa nào đứa đó mừng, nó làm chi ghê vậy? Đưa đây, đưa quà anh. Thì từ từ ta lấy ra. Đây, đây, đây. Kỷ vật ngày xưa, mặt gối theo còn gian dở. Trời ơi, em ơi, đẹp quá. Em theo đẹp quá. Cái gì trong mẹ? Em theo cái gì? Thầy vẫn xí mứng như năm nào. Em theo mối tình của tụi mình đó. Hai con vật tượng trưng cho tình cảm của tụi mình đó. Hai con chim à? Không, ngày xưa người ta theo chim, còn em theo con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Không, anh thích con chim em kìa. Cái gì vậy? Không phải. Cái gì vậy? Thích cái gì nghiệt ngã vậy? Anh thích em theo con chim cơ. Giờ này còn thích con chim à? Tại vì hồi xưa có theo con chim mà theo cái nét nó lợt quá, mất cái mỏ con chim, nó theo rộng nó thành con bướm. Thôi kệ đi. Tưởng anh... tượng đại con chim đi. Anh cứ tưởng tượng là con chim của em, thích quá. Cái gì vậy? Không, em thiêu. Rồi, thầy vẫn xàm như năm nào thầy à. Muốn tôi quay trở về với thầy chứ gì? Muốn tôi quay lại mối tình xưa chứ gì? Không,
không còn được nữa đâu thầy à. Nguyệt ơi, thôi đừng nói nữa, bởi vì gương xưa đã vỡ làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng ta soi vào bước chân con đang chập chân trên đời. Quãng đường xa còn gây gò thăm thăm xa vời. Thằng Tâm nó sẽ như thế nào trước cảnh chờ đời sống ảo câu lai. Buổi giao thời mới cũ đổi thay, chúng ta là nạn nhân của truyền thông Facebook. Vậy thì chúng ta phải giúp cho con thoát khỏi dòng mua lại rì bọt phũ phàng. Nguyệt ơi, anh lo cho con tất cả, nó ăn học rất là thành tài, nó rất là có hiếu. Nhưng mà nó chỉ thiếu có một điều là... Thiếu cái gì vậy? Mẹ ruột của nó. Phạt, phạt. Gì vậy Nguyệt? Ruột em đứt từng đoạn nè Minh. Trời ơi. Minh ơi, nhưng theo em như vậy cũng chưa là đủ. Mà thương con là mình phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để cho nó đi vào vết cũ lối mòn của hai chúng ta ngày trước. Ngập trong lớp cặn bã rong rêu ao tù, phải chấp cánh cho ước mơ của nó bay xa. Cho nó hiểu mình lùng nguyệt cao, ăn ở tào lao mới đẻ ra nó bị khùng. Dạy cho nó biết lướt web, lướt mạng online, check in hàng ngày để tránh xa mấy con hot girl trên Facebook. Cho nó được sáng dạ sáng lòng, phân biệt thế nào là status với comment. Em giỏi quá, em thông minh quá Nguyệt à. Nói chung Nguyệt năm nay đã khác xưa rất nhiều. Không thôi người ta nói mình lạc hậu. Nguyệt. Gì anh? Nguyệt ơi. Sao? Anh đem thằng Tâm tới đây. Cái gì? Cho thằng Tâm nó được gặp em Nguyệt. Bữa nay thằng Tâm nó có mặt ở đây hả? Thằng Tâm nó có mặt ở đây. Anh đặt tên cho nó là cái gì Tâm vậy? Anh đặt cho nó là Hoài Tâm. Rồi. Xong luôn. Sao vậy? Hư luôn cái mỏ thằng nhỏ rồi. Ủa sao vậy? Bao nhiêu tên đẹp không đặt, đặt Hoài Tâm. Nguyên một cái bô sa này, ai không biết thằng Hoài Tâm. Cái hàm dưới nó ở Cali mà cái hàm trên nó ở New York. Xong rồi. Nguyệt. Cái thằng con tôi là nó không thể nào về không ăn cơm không được, chỉ có cạp bắp thôi. Không. Cái gì? Nguyệt ơi. Sao? Con của mình răng nó hơn. Răng hơn hả? Cái vô cái ra cũng đỡ lắm. Trời ơi, rồi nó hung ai chắc chết nhỏ. Anh kêu nó vô. Kêu nó vô giùm anh. Tâm à. Tâm. Dạ. Vô đây con. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Đâu đâu? Cái gì? Má 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 con đâu? Má má con đâu? Chỉ coi con hốt hốt má con về liền coi. Ơi. Đâu rồi? Má con đâu? Đâu? Thằng mày. Ủa má con đâu? Hả? Từ từ đó. Má con kìa. Hả? Năng niệm má con đi con. Tâm. Má 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 con hả? Tâm. Tâm má. Tâm. 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 Ê, tao chống mặt Tâm nha. Má bị rối loạn tiền đình con. Đó, vậy hả? Đừng, đừng có chạy quá, má má dí không kịp. Ủa nãy giờ con mình má chạy mà. Má đứng yên ở đây nè. Đến với má. Đến với má đi Tâm. Má. Con. Má. Má. Con ơi. Dạ. Sao má chào đạo thế này? Sao vậy má? Sao má chống mặt quá? Sao vậy? Má mệt phải không? Trời ơi. Trời ơi. Tâm, má bị thoát gì để đệm con? Sao mày đu má như thằng lằn đu cột dừa, một hầu rụng hai trái dừa tao mày đền nghe mày. Trời.
con đâu có đu dừa. Má kêu con đến với má thì con đến. Đến cái gì mà đến kiểu nghiệt ngã hả? Thì con hơi nhiệt tình chút xíu thôi. Tâm. Dạ. Con đó hả? Dạ con đây. Anh ơi, anh nuôi con mình lớn quá. Ê. Anh ơi, nó xấu vậy. Trời ơi, nó giống anh như đúc vậy đó hai cha con. Cái mặt như hai con hà mã. Nguyệt. Cái gì? Tại sao em nói xấu anh như vậy chứ em? Thì anh có đẹp đâu. Ráng gọi má một tiếng má. Bao nhiêu năm qua má không có gặp con. Kêu má một tiếng cho má vui lòng đi Tâm. Gọi một tiếng má triệu mến đi con. Hai, ba. Má. Ê sao giống nó chửi em vậy anh? Kêu lại con. Con, à, con ơi. Kêu, con đẩy cái là... hơi nhẹ nhẹ thôi. Con làm mạnh quá giống như con chửi. Má. Con làm nhẹ nè. Hai, ba, nhẹ thôi. Má. Này giống chửi hơn nè. Đó. Cái này là giống luôn nè. Đó. Con. Đi ra. Bây giờ không nói má được thì nói chữ mẹ. Mẹ đi. Ừ. Con kêu mẹ đi. Mẹ. Nói chữ cho mẹ nó, nè. Nó nhẹ nhàng. Mẹ. Hai, ba. Mày. Đi về. Đi. Đi về. Trời ơi thôi. Đi về. Đi về. Đâu. Má. Con kỳ quá. Không có lý do gì để nhận nhau nữa. Con phải nói cho nó nhẹ nhàng. Đây nè, nghe ba nè. Ba phải kêu. Con đừng có làm cho mẹ con giận. Con phải kêu vậy nè. Mẹ. Đi về luôn. Đi luôn. Đi luôn. Thấy chưa? Thấy bên này, chưa? Quẹo quẹo phải. Bước ra. Trời ơi. Anh xin em. Anh xin em. Đứng không tới cái này nè. Trời ơi. Cái gì đấy? Trời ơi. Trời ơi trời. Tại vì nó là con trai. Đấy. Còn anh là đàn ông. Nói nó mạnh dạn như vậy. Em tha thứ. Nói chuyện với mẹ. Cái đàn hoàng. Để con giải quyết cho ba. Cứ nói đàng hoàng với mẹ nè Tâm. Nói. Tâm. Nói đi con. Bây giờ phải kêu sao? Giờ má cũng không được, mẹ cũng không xong nữa. Thôi mẹ, mẹ nói đại một cái tiếng nào để mẹ tự hiểu là mẹ được rồi. Thôi vậy giờ chuyển qua tiếng Anh con kêu luôn nha. Cũng được nữa. Ok. The mummy. Mummy là xác ướp ba ơi. Trời. Mày bày đặt, mày bày đặt nữa. Nó nói mày kêu mom cho rồi đi. Mommy mới là mẹ, còn mummy là xác ướp. Mày kêu một chữ mom là xong rồi. Ok. Mom. Mom là bạn thằng Hô. Hô là hoài tâm, mớm là mày nè. Trời ơi trời. Em á, cái gì em cũng bắt bẻ con được hết. Nó kêu đó. Sai làm sao mà nghe được. Cái gia đình này gặp nhau là nó kêu vợ ta. Ta để cho. Mày ơi, cái quái này kêu vợ ta. Ủa gì vậy trời. Ủa gì vậy. Quá quà tay thở cho nó gây lộn cho ta này. Trời trời. Con kêu con vô đây để giải quyết công chuyện mà giờ giải quyết không xong à. Con năn nỉ má con đi. Để giờ con nói bây giờ má nhịn cái cho con kêu một tiếng cho rồi đi cho xong nè. Ngồi xuống đây nói với má. Quỳ xuống. Dạ. Gần bên má. Dạ. Nói đi con. Mẹ. Bao nhiêu lâu ta không gặp nhau. Bao nhiêu lâu ta không thấy nhau. Khi yêu nhau con tim đậm sâu vậy mà mẹ vội vàng quên mau. Ủa sao giống không cảm xúc Hồ Quang Hiếu vậy? Dạ anh nói đó. Mày khùng hả, mày gặp mẹ mà mày không cảm xúc là sao mày? Cảm xúc vô. Con mượn cái bài hát để con nói lên cái lòng con. Nói lòng từ đáy lòng của con. Tại vì con thiệt, con không có cảm xúc thiệt. Nhỏ lớn có gần mẹ đâu có cảm xúc. Ráng tưởng tượng mẹ đi con. Mẹ là mẹ của con nè. Dạ con xin lỗi mẹ. Tại vì nhỏ tới lớn con không được gần mẹ. Cho nên con không biết mẹ là ai. Mẹ biết không? Hình bóng của mẹ trong tâm trí con. Từ nhỏ tới giờ, con chỉ biết mẹ là một người phụ nữ. Mặc áo đầm trắng, tóc dài xõa mặt. Đêm đêm mẹ dập dìu vất da vất dưỡng len lỏi vào trong giấc mơ của con. Ủa sao nó diễn tả hồi tôi giống cô hồn vậy? Cái gì kì vậy? Nói cái gì vậy con? Mày con... diễn tả. Thấy sao nói vậy? Trời ơi mẹ nó mà nó tả hồi như phim ma vậy đó. Thôi được rồi, được rồi. Yên tâm, ba yên tâm. Để con nó không làm được mà. Để con lấy cảm xúc lại. Mẹ. Mẹ ơi, mai lên chốn thành đô nhà xe. Cái làng nhà điện ở đâu vậy? Con lộn tuồng. Điên vừa nó thôi. Con vô lại. Mẹ. Mẹ ơi, kể từ ngày mẹ cuốn gói theo trai. Hồi nào.
con hồi nào con lộn. Kể từ ngày mẹ bỏ ba con. Sai. Ủa sai nữa hả? Mà kể từ ngày ba con bỏ mẹ. Ở này đúng rồi nè. Mẹ biết là con của mẹ như một đứa trẻ bơ vơ giữa dòng đời phiêu lãng. Nên xúc động. Có nhiều đêm thèm lắm một dòng sữa mẹ thơm ngon. Bởi vì sữa mẹ là tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Cái đó là quảng cáo trên TV. Mà trong trường hợp này nó đúng, kể em đi. Ơi Tâm. Dạ. Mẹ không có cách gì mẹ cho con gì hết. Ngày hôm nay gặp mẹ lần đầu tiên, con muốn gì con nói đi để mẹ làm cho con Tâm. Cho con bú miếng. Chắc hư luôn cái bình sữa. Cái thằng này. Dạ. Cái đó để cho ba bú. Cái gì? Cái gì? Ba về dành với con không à? Sao ba bú được mà con bú không được? Con tại vì cái răng con vậy, con bú là nó dập cái cây của mẹ hết. Trời, cái trái cây của mẹ mắc mớ gì ba lo? Của mẹ là của ba. Ở đâu ra nè, tôi tát một cái là cái nọng còn mà cái càm như cái răng cắm vô tường nghe chưa? Tự nhiên đâu ra trái cây tôi là của ông vậy? Thì của em à, anh dầm anh ăn hồi đó hết trơn rồi đó. Nói là cây cười ha, phải đúng đó. Không có để cho con nó nói. Bây giờ hai cha con tới đây ngày hôm nay cái mục đích gì? Cứ xà quay và tôi mệt quá. Bây giờ nè, để con nói luôn nè, vô vấn đề chính luôn nè. Mục đích đó là ba cảm thấy ba có lỗi rồi, thấy không? Biết lỗi ân hận lắm rồi đó, ở nhà không dám nói câu nào hết đó. Bà qua đây cái mặt đó vẫn còn đó, vừa vẫn còn sệ, thấy không? Ở nhà sệ và riết mà thành cái nọng luôn đó. Đó mẹ mày hả? Mày qua mày nói cho ba chửi tao đi. Con đang nói nói đúng rồi. Hối hận cái gì? Người ta hối hận người ta phải buồn. Tại sao càng ngày càng buồn anh càng mập ra vậy? Buồn là tại vì anh ăn giặt nhiều quá nó mập chứ sao nữa. Có đi bia ôm uống riết nó phải. Ê! Cái thằng này mày qua đây mày nói với mẹ mày nhiều cái quá. Không biết rồi, giờ để con nói luôn nè. Cái mục đích con qua đây là để con năn nỉ mẹ. Mẹ về với ba đi, mẹ tha lỗi hết cho ba đi để về. Có mẹ, có ba, có con, gia đình mình sum họp. Đúng rồi. Mẹ! Mẹ hay là mẹ của ngày hôm qua? Đừng bỏ mặt con một mình nơi đây. Dừng lại và xóa đi những ký ức xưa. Cái gì nữa vậy trời, nó qua tới Sơn Tùng nữa rồi trời. Dạ. Mày ú là cái gì? Ú là nói ông mập đó, ngồi xuống đi. Trời ơi cái... Con đang nói mà ba cứ chọt chọt như hoài. Bây giờ cái cùng là mày muốn cái gì? Thì mẹ nghe con nói nè. Gì? Xin hãy là mẹ của ngày hôm qua. Đừng bỏ mặt con một mình nơi đây. Xóa nhòa gì dừng lại đi. Hai là mẹ của hôm qua đi mẹ. Nguyệt. Muốn Nguyệt quay về sống với hai cha con đúng không? Đúng rồi. Con cần mẹ quay về đúng không Tâm? Dạ. Đúng không anh? Đúng rồi. Đúng không Nguyệt? No. Nghĩ sao vậy hả? Nghĩ sao đi bao nhiêu năm trời cho một mình tôi chịu khổ bao nhiêu năm nuôi con lớn gần này mà dạy con không có nên hết ha. Nhìn con nó ra con người không? Ủa? Nhìn đi. Cái đầu y như là cái ghế ta đem ngồi vậy đó. Trời. Nghe không? Rồi anh coi nó như vậy. Rồi bữa nay ngày hôm nay anh có gia đình cho đã rồi bắt tôi quay về với anh. Nè, hồi xưa phụ nữ ngộ ghê vậy đó. Cứ chờ đàn ông chờ cho khổ cho đau cho khổ. Chứ bây giờ khác rồi nha Minh nha. Ngày xưa cái bà kia bả là Tô Ánh Nguyệt. Còn con này không phải Tô Ánh Nguyệt nha. Em là gì? Nha, tôi không phải Tô Ánh Nguyệt mà là tôi là con Nguyệt bán cốc tay tô. Nha. Thành thứ đó tôi không có chờ đợi gì trơn á nha, chế đã có chồng. Ha. À, ok, chế giữa trái cây mà chế đâu có sợ, tại sao chế phải đợi em cưng hả? Em ơi Nguyệt, em lấy ai? Bằng Kiều. Hả? Nha. Trời ơi, chồng tôi là ca sĩ được chưa? Ngon lành, nghe chưa? Người phụ nữ á, ha, ngày xưa là chờ đợi đàn ông, chờ đợi một cách mù quáng. Khổ quá vậy mấy chị, đúng không? Trong khi chị em mình đẹp mà, đúng không mấy chị? Đúng không? Mà người ta nói cái gì? Người ta nói là đẹp có quyền. Thành thử ra đó, ngày xưa chờ đợi, còn bây giờ không có chờ đợi nữa nha. Nói thẳng vô mặt của Minh luôn, là bây giờ Nguyệt không thể quay về với Minh đâu. Là bởi vì sao? Là bởi vì giờ em đã là vợ người ta. Áo cưới cô dâu cầm qua, giờ anh bước đi như hồn ma. Buồn thay la la la.
vẫn khỏe. Ôi trời ơi, cảm ơn chị nhiều nhá. Từ lúc chị dạy cho em cái yoga đấy, nó cứ như ngồi thiền đấy ạ. Lòng nó thanh thoát nhẹ nhàng, nói năng không còn biết giận hờn ai là gì. Em nói thật với chị nhá, bây giờ mà có ai đến đây bóp cổ em chết, em cũng không dám trách mắng gì đâu. Dạ sao hả chị? Vừa rồi chị vừa gặp con Yến à? Mẹ tiên sư bố cái con đấy. Em nói thật với chị nhá, nó hôm nọ nó bảo em nó không có tiền đi chợ, nó vay của em 200.000, mãi bây giờ một tuần nay nó chưa trả. Em nói thật chị nhá, nó mà ăn được cái tiền đó của em ấy, em cầu cho nó nhá, đi qua cầu thì cầu sập, mà đi sông thì chìm thuyền, mà đi qua chợ thì ngang qua hàng trái cây vấp ngã vào quả mít chết tươi, không biết đâu là mít mà biết đâu là nó. Sao chị, đấy là em trù từ xa thôi, chứ nếu mà nó lại gần em tát nó một phát, đừng hỏi tại sao nước biển màu xanh mà rượu đế màu trắng, mà chán nó màu đen, mà mắt nó màu nâu, mà mõn nó màu cà tím đấy nhé. Dạ. Hello. Dạ chị ơi, chị ơi. Hello. Em phải tập yoga lại rồi. Chào chị nhá, hẹn gặp lại sau nhá. Hello. Dạ, dạ, cái gì ạ? Hello. Dạ, xin lỗi người tôi toàn đồ thật, không có đồ lô chị ạ. Xin chào. Ồ, dạ xin chào bà. Dạ xin lỗi, bà là ai ạ? Ồ, tôi là Cindy, Việt Kiều Mỹ. Ở chết bên rồi bà ơi, bà ơi, chắc bà nhầm rồi. Nhà tôi không có quen ai là Việt Kiều cả. Chẳng hay là bà tìm ai ạ? Ồ, tôi kiếm anh Hút. Bà nhìn kỹ đi, nhà tôi đất chật như thế này, không thể nào trồng được rau húng. Oh my god. Bà nhầm nhà rồi. No, anh Hùng, sinh viên khoa văn Hùng Đô. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô. Yeah. Hùng Đô là nhà ở đây này. Yeah. Thế hóa ra đây là khách quý quen Hùng Đô à? Yeah. Dạ, thế mời bà ngồi ạ. À. Dạ, mời, 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 mời. Ôi dồi ôi, khách quý đến nhà rồi, thảo nào. Vào thấy nó sang trọng ngay. Thế bà ơi, thế mời bà dùng nước nha. Chết rồi, xin lỗi bà. Nhà hết nước. Thế thôi, bà tạm hít khí trời cho trong lành nhé bà nhá. Khỏi uống nước. Bà ơi, thế tôi mạo muội hỏi bà, có phải là chẳng hay con gái của bà nó quen thằng con trai của tôi không ạ? Oh no! Xin tự giới thiệu, tôi là người yêu của anh Hùng. Sao vậy? Oh, bà đừng chao đảo, xin lỗi bà. Nói chính xác hơn, tôi là vợ sắp cưới của anh Hùng. Ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi, ôi dồi. Bà là vợ sắp cưới của thằng Hùng con tôi. Yeah. Con tôi năm nay nó mới ngoài hai mấy tuổi. Oh my god, đây là má của anh Hùng. Oh, vậy nãy vợ con không phải phép rồi. Con xin lỗi, đã lý con phải kêu bằng mami. Mami, 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 mami. Thôi, 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 được rồi. Bà đừng có má mi hay là khoai mì gì hết. Cả gia đình tôi từ trước giờ ăn khoai mì chán quá rồi nhá. Thế tôi nghe bà kêu tôi lạnh hết cả gáy luôn. Thế tôi mạo muội hỏi thăm bà là năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ? Ồ, thế năm nay má bao nhiêu tuổi? Tôi 50. Ồ, vậy là con hơn má 2 tuổi. Trời ơi, cái này là tôi chết rồi, lên máu rồi. Trời ơi, thủa đời này có ai đời mà con dâu nó hơn mẹ chồng đến 2 tuổi. Bà già như thế làm sao bà lấy con tôi được? Oh no mommy, mốt đến bây giờ là mấy bây giờ lúc nào cũng cần một phi công trẻ để cưới. Oh quên để lái. Xin lỗi bà, con tôi mà nó lái bà vài vòng thì nó cũng chết tươi luôn. Ôi trời ơi là trời. Này, cái chuyện đó là ở bên Mỹ thôi nhá. Yeah. Mình là người châu Á, mình không thể nào mà sống ngược ngạo như thế được. No, no, no. Châu Á cũng có, ngày xưa có tiểu long nữ đã lấy dương quá. Bà rảnh không? Bà vào trong phòng tôi đấy, bà soi gương đi. Mặt bà như con tiểu hổ ấy. Người ta là tiểu long nữ, bà tiểu hổ là... Thật ra là nhìn kỹ ra nhá, bà không phải là con hổ, là bà nguyên một con sư tử cái. Úi dồi, kinh quá. Bà không thể nào bà lấy con tôi được. Úi dồi ôi, bà quen con tôi trong trường hợp nào? Ồ, chúng con quen nhau trên internet. Thảo nào, internet, hình ảnh nó mờ mờ ảo ảo, không trung thực. Chứ bây giờ con tôi mà nó ra đây nó nhìn thấy bà thì nó chỉ có mà chết ngất thôi. Úi dồi ôi là rồi ôi. Alo, Hùng à, con đang ở đâu đấy?
về nhà nhá, đang có một con sư tử nó đang lạc chuồng, nó vào nó cắn mẹ này. Về mà cứu mẹ nhá. Con tôi nó quen bà, nó có biết cái số tuổi của bà không? Ồ, biết chứ. Anh nói là tuổi tác không thành vấn đề. À, anh còn nói à, thi sĩ Nguyên Sa có câu: yêu nhau không ai tính tuổi bao giờ. Thời bây giờ yêu nhau chỉ tính tiền trong nhà băng và hột đeo trên người mà thôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ mấy rồi con? Mẹ. Ừ. Cháu chào bác. Bà thấy chưa, hình ảnh bây giờ trung thực rõ nét rồi. No. Con tôi nó vừa kêu bà bằng bác đấy. No, anh Hùng. Cindy, Cindy. Oh, Cindy à? Yeah. Úi dồi, ở ngoài em còn trẻ hơn ở trong hình. Yeah. Nhìn có cháu ngoại mà như con gái á. Yeah. Em ăn. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi trên đây. Xin tự giới thiệu với mẹ, đây là bạn gái của con. Tôi biết rồi, bạn gái của ông ấy già như bà cố ngoại của tôi đấy. Hôn cho bà cứ như là bà hôn cháu ấy. No, 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 no. Em mới căng ra mặt hung nhẹ nhẹ thôi. Tôi theo tôi nghĩ bà không những căng mà còn bơm nữa cơ. Ai đời cái thủa đời này năm mươi mấy tuổi rồi mà đồi núi thì cứ nhấp nhô như thế. Tôi xin lỗi nha, tướng bà mà có rớt xuống sông thì không bao giờ chìm nhá. Sao đấy hả mẹ? Thì bơm nhiều quá nó như phao, thả xuống nước là phải nổi chứ con. Ồ. Căng thật. Ờ căng thật. Em cứ ngồi ở trên lòng anh, đừng có ngồi xuống ghế nhá. Sao vậy? Ghế nhà anh nhiều đinh nhá, nhỡ nó xì. My God. Ơi. Này. Đừng có mà dụ dỗ vị thành niên nhá. Lại đây nghe mẹ dạy này. Con không có nghe ông bà ta nói một câu à? Chồng già vợ trẻ là tiên, mà vợ già chồng trẻ mới điên điên khùng khùng. Mày đi mày lấy cái bà già này à? Mẹ cứ hơi đâu mà nghe ông bà làm gì? Càng nhiều tuổi thì càng nhiều kinh nghiệm. Yeah. Trời ơi, còn kinh với cả nghiệm. Ông ơi là ông ơi. Ông ơi, ông mở mắt ra mà xem này. Thằng Hùng con ông nó bị mù rồi ông ơi. Ngày xưa mắt ông sáng như trăng rằm đêm 30. Ông lấy tôi đẹp như hương, như hoa, như tiên, như Phật. Có gì đâu mà giật mình. Thôi nói xong tôi còn giật mình nữa đây này. Bây giờ thằng Hùng con ông nó lấy một con vợ vừa già vừa xấu. Xấu như con cú, con cáo. Ông ơi, tôi nói vậy mà ông còn nhăn răn, ông cười được à? Trời ơi, cái mặt buồn cười quá đi. Ơi, con ơi con ơi là con ơi. Con ăn gì mà con ngu thế à con? Thì mẹ ăn gì con ăn đấy. Ôi trời ơi, ý nó bảo tao ăn cái gì đây? Con ơi, người ta có cháu ngoại rồi, mày còn rúc vào nách người ta làm cái gì? Yeah, con có hai đứa cháu ngoại. Nó cao hơn anh Hùng nữa. Để con dẫn về thăm má. Thôi cảm ơn bà, khỏi dẫn về. Bà dẫn về nó đứng cạnh thằng Hùng, người ta lại tưởng thằng Hùng là cháu chúng nó là chết đấy. Thế bà có chồng chưa? Bà ly dị lúc nào? Ồ, má hỏi chồng nào? Con có tới ba thằng. No, baby. Anh là tình yêu xét đánh của em. Em mới gặp em là xét đánh yêu ngay. Còn ba thằng kia là yêu qua đường thôi, bỏ rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. Ôi trời ơi, con ơi là con ơi. Đấy, chúng mày còn hôn hít nhau, thiên hạ nó nhìn vào nó cười trong 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 mặt đấy. Mẹ lúc nào cũng thiên hạ, với lại cứ đem thiên hạ ra mà dọa con. Thiên hạ người ta cười hay là khóc thì đâu có liên quan gì đến con. Yeah. Chẳng có liên quan gì cả. Yeah. Mà mày không nghe người ta vẫn hát à? Hát cái gì? Trời ơi, trời, 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 cái gì trời? Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về dĩ vãng của ngày xưa. Dù đời không như ý ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Ôi trời
hay hơn Bằng Kiều. Để em bảo lãnh anh qua bên Mỹ cho anh vô trong trung tâm tiếng Nga dập thằng Bằng Kiều. Nhiều khi anh đứng cạnh còn cao hơn nó. Anh ơi, em có tuổi rồi, nhảy tới nhảy lui nóng quá. À, xin phép anh cho em được vô restroom em tắm cho em và cho con em nhé. Hả? À, cái gì? Đi về đây cưới chồng còn mang con về cho nó nhìn và cho nhục à? Oh no no, con của con là con thỏ nè. Ôi giời ơi, lại con thỏ. Em lại yêu cả súc vật à, anh đâu có biết đâu. Yeah, em thích nuôi thỏ lắm, nuôi nó để lấy lòng mày áo. Sao con? Mày chết đứng như Từ Hải rồi phải không con? Trời ơi, mày lấy một con vợ vừa già vừa xấu mà vừa ác nữa cơ. Không phải ác bình thường mà ác như một con quỷ. Mày nhìn cáo lông nó kìa, nó mặc một cáo lông to như thế. Con thỏ bé như thế thì nó phải giết cả 100 con mới được cáo lông đấy. No, 101 con. Ôi trời ơi, trời ơi, trời. Anh ơi, anh có muốn tắm chung với em với thỏ không? À, thôi, 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 em cứ vào tắm trước đi. Ồ, em cứ... không tắm chung với em à? Thôi đi đường này, đi vào đây tắm. Dạ, yeah, đợi em chút nha. Baby, sao không vào tắm chung luôn đi? Sẵn buồn buồn đó, nó lột da, nó vặt lông mày ra, nó may quần. Nghe là phát lộn ruột lên. Con ơi con, mày đâu có thiếu tình mẫu tử đâu con. Trời ơi, bây giờ lại còn đi thuê cái bà già về bà tắm cho mày nữa cơ. Lại còn kêu bằng em ấy rồi, ôi nhục nhã quá con ơi. Trời ơi. Mẹ cứ than thân trách phận làm cái gì. Bây giờ mẹ xem, đàn ông Việt Nam ai chả muốn lấy vợ Việt Kiều. Vừa có tiền, cơm no, bò cưỡi. Bò với chả cưỡi. Cái đêm nằm anh ôm bà già này anh không sợ à? Đêm nằm thì nhà ngói tắt đèn cũng như nhà tranh thôi. Thì mà mẹ hỏi bao nhiêu ông ở dưới này đây này, có ông nào mà ôm vợ mà mở mắt đâu, nhắm mắt hết. Ông nào ôm vợ cũng nhắm mắt, chỉ có mở mắt lúc mà ôm bồ thôi. Con ơi, tương lai đại học của con đang sáng rực rỡ như thế, con không đi học mà con lại đi ôm cái bà già như thế này là sao hả con? Thì đi học cuối cùng con cũng là để kiếm tiền thôi. Nhưng mà bây giờ thời buổi bây giờ, bao nhiêu thằng bạn con ra trường rồi là thất nghiệp không có tiền, đi bưng phở hết. Bây giờ con này lại còn khoa văn nữa rồi. Khoa văn thì đi ra treo bằng lên xong rồi là đi chạy xe ôm à. Thì đằng nào cũng ôm thì ôm bà này vừa sướng vừa có tiền. Trời ơi, nó nói ra tôi tưởng giống như nó đi bán thân ấy. Thế ngày xưa Thúy Kiều bán mình chuộc cha được cả 1000 lượng vàng đấy. Thế anh ôm bà già này, ta trả anh bao nhiêu tiền? Thúy Kiều là Thúy Kiều, người ta vừa con gái mà còn trinh. Mẹ làm sao mà sẽ mẹ so với con. Bây giờ con tính sơ sơ cho mẹ này. Bây giờ nếu mà có làm hôn thú giả ấy, thì cũng mất 30.000 đô. Rồi qua tới nơi mình lại còn nhà, cửa, xe, cộ, tiền tiêu vặt. Con tính sơ sơ là con lãi to rồi. Lãi to, lãi bé, lãi lớn gì mẹ không biết. Mẹ thương con quá Hùng ơi. Con bé nhỏ như thế này mà con lọt vào tay cái mụ già kia, bà vần mày vài đêm thì mày nát như tương ấy con ạ. Mày có biết là người ta đang tuổi hồi xuân không? Sao mẹ biết? Thì tao cũng đang hồi xuân như bà tao biết. Con lấy cho mẹ một ông nhé. Thôi, không có Tây Tàu Mỹ gì hết ấy. Anh đừng có mà bán rẻ uy tín dòng họ nhà mình nhá. Con nhớ là nhà mình làm gì có uy tín nào đâu mà bán nhỉ? Ôi giời ơi, ông ơi là ông ơi. Ông ơi, nó còn bảo gia đình mình không có tí uy tín gì kìa. Ôi giời, nói thế mà còn cười được nữa kìa. Ôi giời. Ô, em muốn hát bài à? Hát đi. No, hát, nóng. À, nóng. Bà nội. Bà nội của tôi. Bà lại cho tôi hỏi tí đi, bà ngoại. Này, thế... bà ấy, bà qua Mỹ năm bao tuổi mà sao bà nói tiếng Việt trọ trẻ cứ như trẻ con lên ba thế? Tôi qua Mỹ 10... À, lúc 10 tuổi thảo nào? No, 10 năm về trước. Lúc đó tôi 42 tuổi. Cái gì? 42 tuổi bà mới đi Mỹ? Yeah. Mà bà nói tiếng như vậy hả? Mẹ, có biết nói tiếng bình thường không mẹ? Biết chứ. Nói như vậy mới mệt. Anh, hai cái vòi nước của anh đó, trời đất ơi. Trời, nước nóng, nước lạnh mà không có để.
em mở vô nước nóng em tưởng nước lạnh, em đẩy con thỏ vô nó tuột lông nó chết tại chỗ. Ôi đằng nào cũng chết rồi, em đừng có buồn nữa. Em đâu có buồn à. Sẵn nó chết rồi, em vô chổng em nấu rượu nấu thỏ cho ăn nha. Ủa gia đình không thích ăn rượu nấu thỏ hả? Vậy thôi để vô rút xương chiên giòn. Trời ơi trời, chưa có một con nào nó ác như con này nhá. Trời ơi, nó không phải ác bình thường mà nó là một con quái thú. Một con thỏ lông nó cũng ăn nhá. Lông nó dùng mà thịt nó cũng ăn mà xương nó cũng nuốt luôn. Trời ơi, một con quỷ già. Ôi trời ơi, em sao anh trao đảo vậy? Từ nãy đến giờ sao nó cứ choáng hoài à? Em phải hết sức thông cảm nhà anh. Vì em về đột ngột không có báo trước cho nên là không có sửa sang gì. No baby, I don't care. Anh đừng có lo chuyện đó. Theo như cái tính của em đó thì em sẽ cho cái xe ủi lô tới đây. Nó giật sập nhà anh kéo xuống cào. Không còn cục gạch đâu trời ơi. Hả? Này, mày đừng có bị mày là Việt Kiều nhá. Về đây muốn làm cái gì làm nhá. Đừng có mà ủi sạch nhà này nhá. Này, truyền hồn báo danh cho mà biết nhá. Đất này là đất hương hỏa của dòng họ vua Lê ba đời để lại đấy. Mẹ lại quá. Làm gì mà vua Lê mà để làm gì có xi măng mà xây. Bây giờ nhưng mà bây giờ vật liệu nó đắt lắm, đừng có xây, sửa thơ sơ sơ thôi. Nhà này mà sửa gì nữa? Đập đi, xây 3-4 tầng. Hả? Con vừa nói gì? Con xây nhà mới lên cho mẹ. Ủa sao giờ mẹ anh nói giọng của em luôn vậy? Mỗi lần choáng là nói tiếng Miên luôn. Vậy thôi, nếu mẹ anh không thích thì em với anh ra khách sạn. Mẹ anh có ở cái nhà hương hỏa của bà. Thôi, hương hỏa hay hương hồn gì cứ giặt sập cho mẹ nhá. Cứ xây cao lên cho mẹ. Con. Dạ con đây mẹ. Con. Đây. Con. Đây mới là con của mẹ đây. Ôi giời ơi, dâu hiền, dâu thảo của mẹ đây. Ôi giời ơi. Thương quá cơ. Em ơi, bây giờ mẹ nhìn sát mặt con mẹ mới định hình lại nhá. Con trẻ quá con ạ. Trẻ gì mà trẻ măng ấy. Nó như măng non ấy. Em ơi, nó ở bên Mỹ có khác như con. 52 tuổi mà nhìn cứ như 25 ấy. Kỳ duyên mà gặp con nó chỉ có mà sách dép cho con thôi. Con ơi, xây cho mẹ 2 tầng nhá. Đập nhà ra mà xây có 2 tầng chi cho nó mất công. Sẵn xây 3 tầng luôn. Hả? Con nói gì? Xây tới 3... Nói giọng bình thường đi, xây cho 3 tầng. À, xây 3 tầng hả? À. Ôi trời ơi, con ơi, nó còn trẻ hơn cái số tuổi 25 nữa con ơi. Con ơi, con xoay một vòng cho mẹ xem nào. Thôi đừng xoay, chóng mặt lắm để mẹ tự xoay được rồi con ơi. Con ơi là con, mẹ xoay con chóng mặt lắm phải không? Con ngồi đây đi. Trời ơi, nó trẻ như 19 tuổi. Eo ơi, nó ngồi mà nó còn cao hơn con ca sĩ tóc tiên luôn ấy. Ôi trời, cao gì mà cao thế? Con ơi, xây cho mẹ 3 tầng con nhé. Xây 3 tầng sẵn, xây luôn cái tầng hầm để mình bỏ xe hơi. Cái gì? Có cả ô tô nữa à? Ôi trời ơi con ơi. Trung tâm Thúy Nga còn ca sĩ nào mà trẻ hơn Tóc Tiên không con? Không, Tóc Tiên trẻ nhất. À, mẹ nhớ rồi. Bé Xuân Mai. Ôi, con cò bé của mẹ ơi. Eo ơi, nãy giờ nó vào đây, tôi nhìn cáo lông của nó là tôi đã hình dung đây là một con cò rồi. Eo ơi, con cò này xinh quá, con trẻ như 4 tuổi ấy. Rồi nhà mình bây giờ cứ như vườn mẫu giáo ấy. Con cò bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ trốn đi đường nào. Hùng ơi, con trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Ôi dồi, như vườn mẫu giáo này. Ui dồi, mẹ thấy con rồi. Hú hà. Con trốn mẹ à? Tại sao con trốn mẹ thế? Mẹ làm quá đấy, con xấu hổ lắm. Xấu hổ cái gì? Mới đây mẹ vừa mới nói con là mắt như mù. Giờ... Mù cái gì? Mắt anh mới là sáng như trăng rằm ấy. Bố anh mới mù kìa. Ông ơi là ông ơi. Ngày xưa ông mù nên ông lấy tôi xấu như cú như cáo. Bây giờ con ông nó lấy một con vợ đẹp như hương như hoa, như tiên như Phật. Ông ơi, trời ơi con ơi, dâu này nó mang vinh hạnh về cho gia đình nhà mình rồi. Con ơi, con mang xe hơi này, nhà lầu cho bố con này. Chả trách gì, nãy giờ con vào đây, bố con nhìn con cười tê tét đấy, thấy không? Đây là bố anh hả? Ừ. Mà nó anh không biết anh hỏa vậy? Anh không biết là đây có phải bố anh không nữa. Sao tự nhiên là mẹ lại treo một cái hình cười toe toét lên như thế mà thờ nhỉ?
Con ơi, con biết không, ngày xưa đấy, bố chết đi, đâu có tiền mà rửa ảnh đâu con. Thế là mẹ lấy bột màu, mẹ họa lên hình bố con đấy. Bây giờ con mang vẻ vang rồi, mai mốt mẹ rửa một cái hình bố thật to, mẹ treo lên nhá. Vinh hạnh quá con ơi, mẹ yêu con quá. Con, mẹ yêu con quá. Cindy! Cindy! Cindy à! Cindy! Gì nhỉ? Ôi xấu quá. Cindy. Ai vậy em? Sao mày dốt thế con? Vợ chồng người ta đấy. Sao mẹ biết? Trời ơi, nhìn vậy mà không biết à? Cả gia đình người ta mua được có một miếng vải thôi, chia ra làm đôi, chồng may cái quần, vợ may cái áo. Nhìn xa cứ như là cây vải di động ấy. Em vợ, chồng em thật à? Cháu chào bác. Rồi. Mày kêu vợ tao bằng em, sao mày kêu tao tới bằng bác lận? Bởi vì bác không phải người yêu của cháu. Bác người yêu của cháu, cháu cũng kêu bác bằng em thôi. Này cũng ba phải chứ. Ba phải, bốn phải cái gì? Nó nói là chính xác rồi. Trời ơi, khiếp, nhìn định hình xấu gì mà xấu thế. Rồi ôi, đàn ông mà còn bày đặt mặc áo bèo giạt mây trôi nữa. Mặc cái bộ đồ đã không xác định được giới tính rồi. À, nhìn kỹ tưởng như là vũ sư Nguyễn Hưng cái gì. Xin lỗi, nhìn ông là thấy mất hứng rồi. Cái xấu gì mà xấu thế con ơi, chồng con già quá, xấu quá, cao quá, không xứng đôi vừa lứa với con đâu. Con đứng cạnh thằng Hùng với mẹ này đấy. Ôi giời ơi, đẹp đôi nhá, xứng đôi vừa lứa nhá. Con lấy Hùng là sự lựa chọn đúng nhất. Con ơi, con phải bỏ ngay lão già này nhá, khóc lóc năn nỉ ô gì bỏ ngay. Con mà không bỏ lão ta, mẹ buồn con lắm đấy. Có gì đâu mà phải buồn mẹ. Sao không buồn? Nó mà không bỏ là mất mẹ căn nhà 3 tầng đấy. Đi vào. Cái gì vào gì? Này này, sẵn vào vẽ cho mẹ thiết kế căn nhà 3 tầng nhá. Với lại kêu con cò bé bé nó san bằng cái ao rau muống, nó làm cái bể bơi cho mẹ bơi. Chiều chiều bơi như vịt cho nó vui. Công nhận á, em chịu đựng cái bà này nổi hay thiệt á. Xin đi à. Anh còn khóc nữa hả? À, xì. Nóng tưởng quá. Anh khóc chứ. Nóng quá. Cindy à, anh biết em vẫn còn thương anh mà. Nếu không còn thương anh á, thì em đâu có chọn cái bộ đồ mà ngày xưa chúng ta đi thi chương trình Dancing Dreams. Thấy không? Tha lỗi cho anh đi. Tha lỗi cho anh đi. Buông ra. Tha lỗi cho anh buông đi. Buông ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Anh nhớ lại đi. Ngày xưa anh về Việt Nam á, mẹ con tôi còn quỳ xuống nữa kìa. Tôi năn nỉ anh, tôi nói anh ơi đừng có bỏ mẹ con tôi. Vậy mà anh cũng đi về Việt Nam. Anh nói gái bên bển nó trẻ quá, nó đẹp quá, giò nó dài tới nách, nó đứng bên trái mà nó ngoái lỗ tai bên phải, làm sao chịu nổi. Anh thấy chưa, bây giờ nó về đó nó ăn hết của anh rồi, nó đuổi anh ra khỏi nhà rồi anh mới kiếm tôi phải không? Có bao giờ anh đi về Việt Nam anh ăn anh chơi mà anh nghĩ tới vợ anh không? Lúc ăn thì anh nhớ, còn lúc chơi thì anh quên. Anh còn nói vậy nữa hả? Tôi hỏi anh nè, có bao giờ anh ngồi anh nghĩ tới em? Có bao giờ anh buồn anh khóc vì em? Tình yêu ta ly tan vùng vỡ khi đẹp đôi, vì sao thế em làm gì có lỗi? Đúng. Trời ơi, cái gì vậy? Tôi đúng mà nạt tôi dữ vậy? Em không có lỗi, anh mới là người có lỗi nè. Em biết không, anh rất hối hận. Nhiều đêm á, anh không ngủ được, suốt đêm anh khóc đó em biết không? Anh đừng có xạo, chưa bao giờ tôi thấy một giọt nước mắt của anh. Anh khóc rồi sao em thấy được chứ? Bởi vì nước mắt đã nóng không rơi thành dòng. Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng, ôm sầu mà vẫn tươi cười khi em nói đến câu giã từ để muôn đời gọi mãi tên em. Tha thứ cho anh đi, xin đi. Xin đi, cho anh cơ hội thứ hai đi, xin đi. Yeah. Xin cái gì đi? Em này, nếu mà em hát như thế thành ra là em vẫn còn lưu luyến với ông ấy.
Nhưng sao mà em hát cái bài đó được? Dạ hát bài gì? Em phải hát cái bài này này. Ta xa rồi em nhé, đường anh cứ đi, đừng về bên gác cho để mặc tôi với đời. Anh đi tất xa, đừng nhớ chuyện ngày qua. Tình nhân hỡi, giờ xa cách nhau rồi. Hay quá. Vỗ tay cái gì cả bác nữa. Sao? Ai mà đi muốn vợ về mà lại hát cái bài đấy, ai người ta về? Chứ hát bài gì? Bác, bây giờ bác phải hát cái bài này. Bài gì? À. Em ơi sao em đành vội nói câu chia ly, em ơi sao em đành vội bỏ anh ra đi. Anh luôn yêu em và sẽ thứ tha cho em. Ơi em, người yêu dấu ơi. Trời đất ơi, anh đang có lỗi mà anh kêu anh thứ tha cho tôi lỗi gì mà anh thứ tha? Hát hộ bác chứ mà. Hát hộ gì cũng vậy. Đúng rồi em ơi, hát đúng đó, tha lỗi cho anh đi mà. Không có tha lỗi cho anh. Em không có tha lỗi cho anh thì bữa nay anh kêu em kêu anh tới làm cái gì? Kêu anh tới đây để chứng minh cho anh biết. Mấy anh cứ tưởng đàn ông của tụi anh á đi về Việt Nam nó lấy được gái trẻ, còn đàn bà của tụi tôi chồng bỏ là ngày mai chết hết hả? Không có đâu. Thế giới này nó vẫn xoay, trái đất này nó không có sạp. Mà một điều quan trọng nữa là đàn bà tụi tôi không hề chết. Đặc biệt còn lấy trai trẻ đẹp hơn của anh nhiều. Anh nên nhìn vô nè, nhìn cái gương nè. Anh thấy trai của tôi không? Trẻ hơn anh rồi đó. Đúng luôn. Đẹp trai hơn anh đó. Chính xác. Điều quan trọng là hát hay hơn anh. Sự thật. Đặc biệt là cùng size với tôi. Cái này đúng nhất à. Anh thấy chưa? Đàn ông của tụi anh sao tàn nhẫn quá vậy? Hả? Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Đàn bà mấy em lấy kép nghĩ cũng tàn nhẫn đâu thua vậy đàn ông. Thôi bây giờ tôi không nói nhiều với anh. Anh đi về đi, anh ra đi nơi này vẫn thế. Never see you again. Đi đường này. Thôi được rồi, nếu em đã nói vậy thì anh sẽ đi. Chúc em hạnh phúc. Bây giờ phải về sống cảnh gà trống nuôi cháu ngoại. Bác ơi. Gì? Mày đừng tao mà xì nha mày. Cháu xúc động đấy. Bởi vì cháu thấy bác già rồi mà còn bị vợ bỏ. Thôi đứng đây một tí đi, để cháu hỏi xem như nào. Từ nãy giờ anh biết là em lấy tôi á chỉ vì là trả thù chồng thôi, chứ đâu có yêu đương gì đâu. Đúng có rồi. Phải không? Đúng rồi. Mày là con nít làm sao mới yêu mày được. Giờ tính như nào? Thôi bây giờ như này. Bác. Bác phải hết sức thông cảm với bác trai. Bởi vì đàn ông mà, người ta lỗi lầm nhưng mà người ta biết lỗi rồi người ta về, người ta năn nỉ, người ta... Bác phải hết sức thông cảm, bác dằn lòng xuống, bác quay về hai vợ chồng hạnh phúc thôi. Chứ không còn tình cũng còn nghĩa mà. Vậy anh không có yêu em hả? Ui dồi ôi, làm sao mà yêu được. Từ nãy giờ gọi bác bằng em mà cứ giận hết cả gai ốc lên đây này. Vậy thôi, bác cảm ơn con. Dạ, dạ, không có gì. Nó anh thấy chưa? Người ta người dân nước lạ đó mà ta còn suy nghĩ vậy. Ta trẻ hơn anh, ta không biết suy nghĩ nữa. Anh giờ anh có về Việt Nam ăn chơi nữa không? Nếu mà anh còn về Việt Nam ăn chơi, tôi về đây tôi lấy Hùng á. Thôi, không cần. Anh thề với em, kể từ ngày hôm nay anh không về Việt Nam quậy nữa. Thiệt không? Bị hết tiền là sao quậy được? Nói vậy hả? Giỡn thôi. Sao rồi? Gương vỡ lại lành rồi à? Tay trong tay, hạnh phúc lứa đôi, quay về với nhau rồi à? Dạ, gia đình em hạnh phúc rồi chị. Rồi, chết rồi. Cuộc đời của tôi lại chôn chân trong căn nhà hương hỏa hương hồn này rồi. Không có sự thay đổi con ơi. Hello everybody!
Ai vậy? Ai vậy? Hello, how are you? Hello, hello. Yeah. Anh là ai ạ? Oh, tôi là Việt kiều Mỹ. Tôi về đây kiếm... Thôi, từ nãy giờ nghe cái giọng này nhức hết cả đầu rồi. Giờ nói bình thường, nói tiếng Việt được không? Được chứ. Mới qua Mỹ có 1 năm là rành tiếng Việt lắm. Chỉ có biết tiếng Mỹ thôi. Dạ, xin được phép tự giới thiệu, tôi tên Trực. À, tôi là Dương Thường Trực. Ôi, sao tên gì buồn cười thế? Thế Dương suốt ngày à? Dạ, non-stop. Bây giờ anh đến đây đi tìm ai? À, tôi tới tìm người yêu của tôi. Nhầm. Nhìn cái mặt lại thấy nhầm rồi. Sao nhầm? Đứng lùi ra đây. Ở đây á, toán là viện dưỡng lão không à? Không có gái trẻ mà tìm người yêu. Đâu có nhầm được, người yêu tôi có viết địa chỉ rõ ràng đây, nhà ở đây nè, đó, rõ ràng đây nè. Đó, người yêu tôi tên Tuyết. Minh Tuyết không phải nhà ở đây. Tôi đâu có tìm Minh Tuyết, tôi kiếm Bạch Tuyết. Lại càng nhầm nữa. Sao nhầm? Ở đây toàn phù thủy không? Không có Bạch Tuyết. Có. Bạch Tuyết chính là nickname của mẹ. Hả? Bạch Tuyết. Đúng. Bạch Tuyết ở chú Lụng. Đúng. Trời ơi, hồi nãy vô là anh nghi lắm mà. Nghi gì? Bạch Tuyết ơi, có một chú Lụng ở đây còn 6 chú kia đâu? Dạ, em chưa có đẻ. Hả? Tuyết. Hoàng tử của lòng em. Bạch Tuyết. Trời ơi, thằng này là hoàng tử hả? Ừ. Chắc anh đi tự tử của em rồi. Say quá. Ghê. My Snow White. Hoàng tử ơi, hoàng tử của lòng em ơi, anh hôm nay đã về với em rồi à? Trời ơi Tuyết ơi. Ơi. Đã 50 tuổi rồi mà em nhìn còn trẻ măng à. Tao nói tươi xanh như nồi canh vậy đó. Có căng da mặt không? Em không có căng, em chỉ vá vài chỗ thôi. Vá mãi đến bây giờ mà nó hết da luôn, ngủ nhắm mắt không được anh ạ. Tuyết ơi. Ơi. Trời ơi, em sexy quá. Em hot girl của anh. Ôi dồi ôi, anh ơi, cái tên Dương Thường Trực không là em nghe em đã phê rồi. Anh ơi, anh trẻ quá, anh ngoài đời đẹp trai quá. Mẹ. Cái gì? Ôi, căn cứ ở chỗ nào mà bà, mẹ bảo ông này đẹp trai? Cứ hễ Việt Kiều là đẹp thôi. Con nhìn đi, mở mắt to mà nhìn kìa. Người ta đẹp từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, trắng muốt muồn muột. Anh cười đi anh. Hàm răng còn trắng hơn cả bộ đồ nữa cơ. Anh ơi, mất điện là không bao giờ em lạc anh đâu. Sao vậy? Tại một lần mà cúp điện á, em cứ nói anh cười đi là em tìm thấy anh được ngay. Anh biết mà, răng anh trắng hột xoàng kém thua. Anh ơi. Này. Gì? Ông kia. Ra đây tôi à? Để anh nghĩ ra lời chút xíu. Ừ. Rồi, đừng có hôn gió nữa. Cậu muốn nói gì với tôi? Năm nay ông bao tuổi? Thế cậu bao nhiêu tuổi? 25. 25 tuổi? 25 tuổi. Vậy hai đứa mình bằng tuổi với nhau á. Bắt tay cái làm bạn được không? Nhưng mà nói nghe, bây giờ đó tôi lấy má cậu thì theo như gia dế, cậu phải gọi tôi bằng bố. Bố cái ông nội nha, ông ấy bố. Em, bố, em ơi, muốn bố. Con em đang hiếp anh kìa. Anh không chịu đâu. Con, tại sao con lại ăn hiếp bố như thế? Bố ơi, bố ơi, bố đừng cười nữa. Bây giờ con gọi ai là bố bây giờ? Thôi kệ chúng nó đi, chuyện mình làm. Ngoan. Ôi dồi, tay cứ như cánh gà, thèm thật ý. Ôi gì? Anh. Sao? Ôi dồi ôi, em nhớ anh quá. Anh cũng nhớ em quá trời luôn đó. Tuyết biết không, anh rất là thèm khát, hao hức được về đây gặp em. Sao lâu quá anh không về? Nhưng Tuyết ơi, đã nhiều lần anh muốn trở về thăm em, nhưng vì vé máy bay nó mắc quá. Cho nên 4 tháng nay anh phải dành dụm. No food, no drink, no shopping, no nhiều thứ khác, mà anh chỉ đủ mua vé một
chiều. Vậy chiều kia ai lo? Tuyết lo. Trời ơi, Tuyết bán đất Hương Hỏa, Tuyết lo cho anh ấy. Tuyết lo cho anh à? Một chiều bác ơi, bác ơi, một chiều. Con bó tay với thằng Việt Kiều một chiều này bác ơi. Anh yêu em. Ôi dồi ôi. Em cũng yêu anh. Mẹ ơi, thôi thôi mẹ, con lạy mẹ. Cái gì? Mà con lạy mẹ. Tao tới sống thì tao chết tới nơi vậy. Thiên hạ người ta cười cho thối mặt ra mẹ ơi. Cười cái gì mà cười? Thiên hạ bây giờ có cười mẹ cũng giúp ích gì được mẹ đâu. Lúc nãy con dạy mẹ một câu gì con không nhớ à? Câu gì? Tình mình hai đứa chấp nhận mà thôi. Đừng nhìn về gì vang muôn ngày qua. Là không như ý, ta mong đợi thì cũng bắt đầu từ đây. Đồ chơi này giữ còn lâu rồi mà còn mới dễ sợ à. Rửa kỹ rồi Tết tụi nhỏ về để cho nó chơi là nó khoái liền. Chị Năm hả? Chừng nào con quê con gái chị nó về ăn Tết vậy ha? Mùng 2. Vậy ha, nói vậy thôi cho tôi biết năm nào nó cũng về ăn Tết với lại anh chị hết trơn á. Mà anh chị nó có mấy đứa cháu ngoại dễ thương hết sức nói luôn à nha. Ủa vợ chồng hai ở Mỹ năm nay về không chị? Không chị, gần chục năm rồi vợ chồng nó không có về. Mà vợ chồng thằng ba thì mùng 2, mùng 3 mới về lận. Ê, cho nên tôi mới kêu ông nhà tôi đó, ông đem ba cái quà ở dưới quê này đem lên trển cho tụi nó. Rồi sẵn dịp ghé sang biếu anh xui chị xui. Rồi tôi có dặn ổng là ghé nhựa chợ lớn á, mua một mớ quà mà đồ chơi của con nít để đem về để mà tặng cho cháu ngoại của anh chị. Trời ơi, muốn làm chi? Con đại nhóc nè, đồ chơi nhựa chợ lớn bền lắm, chơi lâu lắm. Trời. chị không biết đâu. Vậy chứ nhựa chợ lớn năm nào cũng mẫu mã mới hết trơn á. Dạ. Cái này cất hoang bên đi, để ông đem đồ mới về á. Trời ơi, nghe mà mẫu mã mới là tôi còn khoái nữa chi mấy đứa nhỏ. Trời ơi, đẹp lắm chị ơi. Cảm ơn trước khen. Kìa anh Năm kìa. Ông về chưa? Đây, ông nói ông đi ông về liền mà sao tới giờ này ông chưa chịu về nữa. Trời ơi, ông đi đâu kỳ cục dữ trời. Không biết ông đi đâu. Ở kìa. Tôi về rồi. Ông ơi, ông về rồi. ông về rồi. Để đây. Ôi. Trời ơi, mệt quá. Ngồi đi ông tưởng đâu là ông ăn Tết với mấy đứa nhỏ ở trển rồi chứ. Tết thì tôi phải về với mình chứ, ăn Tết với mấy đứa nhỏ chứ nó. Tao nói ông bà mà nói hay ghê vậy đó à. Nói cái gì ông? Đi một ngày đàn, học một sàn khôn. Trời ơi, chứ ở nhà ru rú rồi đâu có biết con bà vậy. Thôi uống miếng nước, uống miếng nước. Ông đi, hôm nay ông dập diều rồi, ông thấy gì ông nói nghe coi. Ôi, tao thấy nhiều cái chuyện vui lắm. Cái chuyện vui nhất là nó kẹt xe. Kẹt xe hả? Kẹt xe là tao ngồi trong xe, tao nóng ruột tới mồ. Thứ điều muốn rút dép lào chọi tài xế mà nó vui gì? Trời ơi, không phải đâu. Kẹt xe là tại vì á, Tết nhất người ta về quê. Rồi cái người ta cúng ông bà, người ta tảo mộ. Rồi cho nên là đi đông mới kẹt xe vậy mà. Ui, ba cái đó là cái kẹt bình thường. Vậy chứ sao? Ủa, cái kẹt này là nó cứ kẹt bất bình thường. Sao bất bình thường đâu, ông kể nghe coi. Để nghe. Tao nói cái kẹt này đó là do cái trạm thu phí nó đặt sai vị trí cái chỗ cây lậy đó. Trời ơi, người dân người ta phản đối quá. Rồi cái phí thì nó thu quá cao. Rồi bởi vậy mấy anh tài xế anh tức quá. Anh nào anh ấy chạy tới trạm thu phí cái chìa ra nguyên một bịch tiền lẻ. Vậy giấy 200 với 500. Trời ơi. Vậy đó đéo chừng nào mới xong. Cái vụ đó là ông biết cái vụ trạm thu phí cây lậy thôi. Còn mấy trạm nữa, trạm Đồng Nai rồi cái trạm Bến Thủy nữa cha nội ơi. Sao anh biết? Tôi đọc báo. Thấy không? Trời ơi. Thấy idol của tôi không?
không cần đi một đàn nào mà biết ba bốn sàn luôn đó. Ê anh Năm, có cái chuyện gì anh biết mà không phải do báo nó nói không anh Năm? Có chứ. Chuyện gì? Tôi nói cho nghe, khỏi cần đọc báo. Ở cái xóm này có ông cha già ở dưới quê không à, lâu lâu có trầu lên Sài Gòn gom gom ba bốn chuyện rồi cái về đây nổ banh nhà lòng luôn. Đó, cái thôi anh ơi. Thôi mà anh Năm anh nói chơi mà ông sao kỳ quá à. Anh em bạn nói chơi với nhau thôi, bỏ xuống đi rồi. Dạ. Rồi, cái chuyện đó nãy nó cái chuyện xã hội thôi. Giờ nói chuyện của gia đình mình nè. Sao đâu ông nói nghe coi. Tôi biết sao tôi lên Sài Gòn. Thằng ba nó đưa quà của thằng hai cho tôi. Vậy đó hả? Thằng hai ở Mỹ gửi về cho tôi cái phone Axi. Mình thấy không? Đâu vậy? Cái phone Axi nè. Trời ơi, đẹp không? Cái này mới nè ông ơi. Trời ơi, cả nước Việt Nam nó có hai cái thôi đó. Vậy đó hả? Cái một là cái ông mua 64 triệu. Còn cái này là cái thằng hai nó gửi cho mình. Đẹp quá ông ơi. Cái ông mà mua cái phone 64 triệu nghe nó không chết rồi. Bị thiên hạ giật cái điện thoại mày mở xuống đường chết rồi ông coi chừng. Trời ơi, chui đi cái anh này thiệt à. Cái này đó, đâu đâu ông thấy ông lem đen là tao nói cái gì đó tự sướng đó, ông tự sướng. Selfie. Tự sướng coi. Thầy chồng vô cái nè. Trời ơi, bà thấy gì không bà? Vậy. Tôi thấy hai con cá trà mới đớp móng á. Bởi vì cái anh Năm này anh cứ giỡn chơi vậy hoài vậy đó hả? Ui, anh thấy người ta có của là ganh tị mà. Mà ông nè, sao mà tôi nói nghe nè, lớn rồi xài điện thoại cùi bắp thôi. Mày đặt xài ba cái mũ mát thôi, nó lợi dụng coi tin tức rồi vô mấy cái trang web đen. Gì vậy? Có ngày nghe không? Nè, anh Năm. Gì? Nha, tôi coi này đừng có ai mà chỏ rồi sọt sọt vô để cho tôi coi kẻ với. Hai cái ông già dịch này tối ngày cái chọc kéo dao hoài à. Mà còn gì nữa không nói? Cái này quà của ông còn quà tôi đâu? Làm sao mà thiếu được quà của bà? Quà tôi đâu? Đây nè. Đâu cái gì đâu vậy? Trời ơi, cái con dâu của mình nó gửi cái này tặng cho bà. Trời ơi, từ bên Mỹ gửi về luôn đó. Cái gì? Tống xin kè. Trời ơi, nhiều dữ vậy đấy hả ông? Ừ, đó. Để lát nữa tôi coi. Rồi để đó đi, còn nhiều lắm. Rồi sao nữa? Trời ơi, ở Sài Gòn tôi lụm được cái này. Trời, cái gì vậy ông? Bữa nào có đêm trăng hai vợ chồng mình ra karaoke. Vậy đó hả? Được không? Trời, dữ quá em. Rồi, đó. Rồi, đấy, rồi. Rồi, yeah. Rồi, bây giờ vô tắm rửa để mà còn rước ông bà nữa chứ. Trời ơi, mới về cái đè tôi ra tắm liền vậy trời. Chứ đi nguyên ngày mệt mà. Ui, từ từ đi. Bà kho thịt chưa? Rồi. Làm dưa giá chưa? Rồi. Gói bánh tét chưa? Rồi, nói túm lại tất cả đều rồi. Trời, không phải tôi khen vợ tôi số 1 qua đây. Sao không? Sao? Hùng cái coi. Mẹ. Trời ơi, bà thấy gì không? Thấy rồi. Thấy hai con le le, nó trâu mỏ, nó gõ. Mày thiệt à? Tôi nói thiệt với anh Năm nha, cả đời anh Năm không có ai hung anh hết, cho nên anh không có biết hung là gì. Anh nói vậy bậy, tôi vợ ông, tôi không hung chừa ai hung ông đâu. Vợ chồng người ta bày tỏ tình yêu sao anh nó. Bởi vậy tôi nói bầm. Thôi đi, ông sao cứ kiếm chuyện với anh Năm hoài à? Hoài là kiếm chuyện mà ảnh kiếm với tôi. Không vậy mà mình lúc nào cũng vậy, nghĩ đến cho ảnh. Tôi đi về tôi mua quà cho mấy đứa cháu mình, cũng nghĩ đến quà mua cho cháu ổng. Đây nè, đó. Tôi chồng rớt cái xì của tôi. Trời ơi. Đồ nhựa chợ lớn này chị thấy không? Thấy anh sao tốt không? Đi ra đi mua đồ chơi cho cháu, của ảnh còn cho cháu mình nữa. Ê nói nghe. Cái cháu anh ở bên Mỹ này đồ chơi thiếu gì mất mớ gì mua cái nhựa này gửi qua bên chị. Trời ơi, chị Năm không biết cái nhựa chợ lớn bây giờ khắp thế giới luôn. Ở bên người ta xài nhựa chợ lớn không hả? Thôi đem vô trọng cách đi. Rồi, mấy nhỏ vô. Về chơi. Rồi. Dạ. Lâu quá không có gặp ông. Trời ơi, đi ở trển miết à nha. Trời ơi, dạ. Thì nói tao nói Sài Gòn nó Năm có nhiều. Dạ cảm ơn. Năm biết sao không? Ở Sài Gòn bây giờ tôi nói cái gì nó cũng lạ hết. Lạ nhất là cái này nè. Gì? Mình hả? Mọi năm á mình trưng cái ngũ quả là cầu dừa đủ xài. Đúng rồi, đúng rồi ông. Ở dưới quê mình là đại gia mà. Năm nay mình bỏ trưng cái ngũ quả đó cho bậy, tôi. Bậy, tại sao lại bỏ trưng cái đó? Đó là phong tục của ông bà có. Mà. Mình trưng cái khác mình nè. À. Trưng cái gì vậy? Khác? Tôi đem về rồi. Ông sao có nhiều chuyện lạ vậy ông? Đây nè. Đang chơi nổi hả ông? Vụ gì nữa? Từ từ coi. Gì đây? Cái gì? Năm nay mình trưng 4 thứ thôi. Cái gì? Cầu xài xả ga. Đây. Cầu xài xả xả là xà. Này rồi gà trời đất ơi. Cái này lạ nè bà quý vị. Ê
cầu xài xả ga. Vậy là bỏ cầu vừa đủ xài. Nhà tôi có tiền mà. Cái bình ga mày để bàn thờ mà đốt nhang làm có phùm ngon lành à nha. Anh Năm thì nói tầm bậy không à, ga nó xì một cái là nó nổ chung hết trơn cái đội. Nói nghe, đừng có chưng cái này là xưa rồi, tôi chỉ chưng cái này, ai dòm vô thấy già ông cũng đẳng cấp hết á. Cái gì? Chưng cái gì vậy anh Năm? Chưng một sâu tiêu với một bịch hột điều là ngon lành. Tiêu điều? Ông nội ơi, đây, anh em về nhà ông chưng đi. Anh này lớn hoài à. Bậy bạ. Thì bây giờ anh nói anh chưng bình ga, ga nổ lên là tiêu điều chứ sao? Thì ảnh thích chân tiêu đều để ông chân đi mệt quá. Thôi thôi sửa soạn đi vô tắm rửa đi, đây đây cô rước ông bà nữa. Thì mới đòi nè tôi tắm nữa vậy trời. Thì đi vô để ok rồi tôi vô tôi tắm á. À, có ai muốn gỡ cờ cuối năm không nè? Trời ơi rau nữa. Gì vậy anh Năm? Cánh ra. Khiêu khích tôi hả anh? Gì khiêu khích? Trời ơi anh gì, anh nói sao cờ tướng mình chơi hoài mà đâu phải lúc nào anh cũng thắng đâu mà anh kêu là gỡ sao anh? Có bao giờ mà ông thắng đâu, bữa nay tôi cho ông cuối năm cơ hội đó. Trời ơi, ông thích là tôi chiều, mà ông liều là tôi chích. Trời ơi, kỳ vậy hả? Không, tôi nhết là tôi qua tôi chơi với anh. Nè, mấy ông làm ơn chơi cờ, chơi cho nhỏ nhẹ nha. Chứ chơi cờ mà kể lộn hoài tôi chán, dễ sợ à. Quá, mấy bà làm như tụi tôi là con nít đi vô ủ đồ, lát tôi mặc tôi cúng không bà. Dĩ hòa, di quý nghe ông. Tôi biết rồi. Hai ông là sáp lại là có chuyện, sáp lại là có chuyện à. Sao mình cứ nhây nhây rồi vô ủi bộ đồ vest cho tôi. Rồi, rồi, rồi. Biết rồi, vô, vô, vô. Dĩ hòa, di quý nghe ông sao? Được rồi. Xếp cờ vô đi cha nội ơi. Trời ơi. Sao vậy? Hả? Tôi đi mấy ngày rồi không ai chơi với ông nhớ đúng không? Mà đặt rau rồi cho tôi cơ hội. Tôi với ông khắc khẩu quýnh cờ để giải trí tuổi già. Tôi nói anh nghe, mình bây giờ lớn tuổi rồi mình phải điềm đạm, ông hiểu không? Đó, giờ anh chọn quân màu gì? Tôi chọn cho anh chọn trước á. Thôi anh chọn trước đi. Nếu anh nói vậy thì thôi tôi chọn quân xanh. Vậy là anh thua xanh mặt. Chưa quýnh mà biết tôi thua xanh mặt. Anh chọn quân đỏ. Vậy là coi chuyện lát vô thế bí cái anh thua học máu à. Anh đó nha. Hết rồi thôi. Điềm đạm. Mời đi trước. Anh đi đi. Hả? Nó mới làm gì vậy bà anh vậy? Có chừng người thích. Ra đây nói nghe nè, ra đây nói nghe nè. Về chịu. Nè nè. Vô vậy. Tubi skin care. Tại nãy con dâu tôi bển nó gửi về hổm á, cứ tôi lấy tôi xài thử chút, trời ơi tôi nói nó mịn da mặt tôi. Rồi bây giờ con dâu tôi nó có gửi về cho bên gái của chị á một bộ này nè. Lấy xài thử đi chị Năm. Có tôi xài được không? Được. Trời ơi chị thấy da mặt tôi không? Rồi tôi láng quá trời láng. Sao tôi già rồi cái da mặt nám quá bà ơi. Chị xài cái này đi được rồi tôi nói con dâu tôi gửi về chưa? Tài tử nghe. Bỏ vô đi, bỏ vô. Nè nè, nay 30 rồi. Ngồi uống nước bạn vô coi. Ngày mai mùng 1 á chị 2 giờ đó chị có lại chỗ mà đờn ca tài tử không? Dễ gì không có chị. Ừ. Cái món ăn tinh thần của tôi mà dễ gì không có. Trời ơi chuẩn bị sẵn rồi. Vậy ha. Giờ tôi quất một câu cái là chị đối lại nghe không? Ừ. Nghe nè. Em là con gái nhà Mân, chân đi dép kẹp mặc quần lạnh đen. Hay. Anh hỏi em sao da trắng như bông lại, tóc em đen mượt. Tóc em đen mượt có người cài kẹp chưa? Trời. Nè chị nghe tôi đối lại nè nghe. Nhờ dầu dừa bồ kết nên anh nhìn như suối mơ. Em xin anh đừng có buông tơ làm cho tóc rối. Làm cho tóc rối hết mơ vậy thì đần ca tài tử. Uống đi chị Năm. Con ngựa tôi đâu? Con xe đâu? Cái gì vậy? Con xe đâu? Con xe gì? Là đâu có con xe. Ê, ông Sáu, xe gì? Đây nè, tôi để con mã lên, ông dớp con mã tôi thì tôi gài con xe, tôi chiếu tướng. Bây giờ con xe đâu? Ở đây cờ
cờ ăn không thấy con xe đâu. Con xe nó chắc nó rớt ở đâu đó, nó không trời trời ơi. Có anh Năm chứ đâu, có đâu mà. Hoàng, cái gì? Ông đứng nghiêm tôi coi coi. Nghiêm. Nghiêm cái gì? Cái gì? Đâu? Ai đừng có chụp bay tùm ba chút tùm lum tùm la cái gì vậy? Đây. Hả? Con này con gì đây? Con gì đây? Con gì? Ông Sáu. Con gì? Con cờ. Thì cái này là con cờ. Ê, con cờ mà ông nói theo kiểu con cờ nhấn nhá kiểu này. Ê, cái chữ cờ là âm cái. Kế bên cái chữ cờ là cái gì? Ê, ông lợi dụng nó tụt phải không hả? Ông chơi tụt phải không? Ông nói bậy nó bạ phải không? Nè, năm. Nãy giờ có một mình anh suy diễn là tụt thôi chứ. Cái này là con cờ, tôi nói là con cờ chứ. Từ dưới anh nói tụi nó tục là sao anh? Mà anh chơi anh giấu cờ phải không? Vô thấy biết anh giấu cờ ha? Không có, coi chừng hiểu lầm nha, anh hiểu lầm rõ ràng. Hiểu lầm rõ ràng. Anh nói gì? Cái nói là gì? Con là gì? Con gì? Con xe mà. Ừ. Đúng không? Xe thì nó muốn chạy đâu, nó chạy. Trời đúng không? Trời ơi, tự nhiên giờ anh nói đâu? Anh thấy con cờ đâu? Thấy lại từ có không? Lấy nè. Xe là có người lái mới chạy được nha, chứ không phải tự động nó chạy nha. Tự nhiên sao con xe nó lại chạy vô hạ bộ ông à? Hả? Này là dấu rõ ràng là mà còn chấu anh à? Xe robot á, xe tự động nó tự chạy đó. Cái đó ở bên Hoa Kỳ, còn ở đây không có. Thôi ông Sáu ơi, nhìn vô vậy là thấy ông bậy rồi đó ông Sáu à. Có bậy gì? Ông bậy đó. Bậy cái gì? Bậy cái con cờ này nè. Ông làm cho tôi mắc cỡ quá ông Sáu à. Thiệt tình kỳ quá, biết tính anh Sáu mà chơi thua là ăn gian liền, ông nhịn đi. Ghẹo ông chi giống ăn nhục. Thì biết rồi, nhưng mà ông này ông làm quá đáng. Ta nói vậy đó ông nghe. Cảm ơn chị Sáu đã vạch mặt chồng chị. Dạ. Coi như bữa nay là cuối năm rồi. Coi như là tôi thắng trận này rồi. Không có kịp gỡ đâu. Vô thay đồ. Vô bà cờ coi như thắng rồi. Vô đi. Ông đó giao thừa mà vui quá. Quýnh cờ ăn gian mà còn nói chuyện không có văn quá. Trời đây. Là tình hai cái ông này. Anh đó nha. Anh rủ tôi cờ ra đánh cờ mà. Muốn tôi cũng có thèm chơi với anh nữa đâu. Giờ làm gì? Quê là khó quê. Quê rồi vẫn còn quê. Trời ơi, đủ tôi cờ, đánh cờ đã rồi, giờ nói tôi vô văn quá. Trời, nói tôi vô văn quá, tôi làm cho không có văn quá luôn. Alo. Một hai một hai cho banh sát luôn. Rồi một chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước. Chàng hiu hắt đến nằm ca nhan sắc, tâm hồn đang trắng trong. Sao ông im re vậy ta? Qua bao năm rêu xanh còn phụ kinh. Cái gì vậy? Trời ơi, đang tắm chạy đâu phải chi vậy? Trời ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Tắm mà cũng không được với ông luôn á. Mình mấy xà bông không mà làm gì ra đây chứ vậy trời. Trời ơi, bên đi nhạc cà giật sao chịu nổi. Ông mắc kinh thông hả ông? Ông để cho yên ổn tôi tắm rồi. Tôi vô thay đồ lát ra liền. Trời ơi, vô đâu lái rồi. Trời ơi, vô tôi đi anh. Hàng sớm, cái gì cũng biết. Chỉ có biết điều là không biết hả? Ông là ông Năm thời sự hả? Được, tôi cho ông đầu năm có tin tức nóng hổi luôn. Được. Phone mới, sim mới. Lần này tôi cho nhà ông trái luôn. Anh Năm cưng, chiều mùng 1 chị Năm đi đờn ca tài tử, anh nhớ đến thăm em nhé. Gửi luôn. Ông Sáu, gì vậy? Làm gì đó? Hả? Cái điện thoại của thằng con gửi về ông cho tôi mượn đi. Mình mượn làm gì? Mình đâu có biết xài đâu. Cái này nó hiện đại lắm. Không biết xài mà ông cũng chỉ cho tôi xài. Tôi chụp hình cho lấy le Tết coi. Xài chút thôi nha ông. Ừ. Chờ chút.
Gì vậy? Để tôi mở khóa. Vậy hả? Nè. Ừ. Chụp hình. Cái này axi hình đẹp lắm á. Rồi 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 rồi, tôi thấy rồi. Nhớ cẩn thận nha mình. Ừ. Hai đứa vô một cái nữa. Ừ. Tự sướng. Cẩn thận nha mình. Ừ. Trời ơi, đã quá trời luôn. Cái điện thoại thiệt là đẹp vậy đó. Con của tôi đúng là được. Con tôi. Gì vậy anh Năm? Trả đồ chơi. Sao trả? Thôi, tôi không muốn con cháu tôi chơi đồ của mấy người ích kỷ tặng. Anh mới là ích kỷ nhỏ mọn đó anh Năm. Đồ này á, là vợ chồng tôi mua về để làm quà cho cháu ngoại anh. Có gì đâu mà anh trời phải... ơi là trời. Cái gì vậy? Trời ơi là trời. Trời, trời, ơi, trời, ơi, trời, ơi. Trời. Trời ơi. Trời ơi là trời. Gì nữa trời hả? Ơi. Trời ơi. Thay đồ mới rồi ha. À. Đứng lên coi. Sang trọng quá ha. Trời, tôi mặc bộ đi đúng cúng đình. Mấy người đàn bà giá dòm còn thèm chảy nước miếng á. Ờ, à, ngon cơm quá mà. Bởi vậy tao nói tưởng giếng sâu tôi nói sợi dây dài, hay đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Trời đất ơi, bà ca đã ha. Cái giọng này hồi xưa tôi mới cưới bà là số 1 á. Bây giờ có con khác nó hay hơn tôi phải không? Con nào, con này thôi, không có con nào hết á. Ba má ơi, hương hồn ba má có linh thiêng về để chứng giám. Hồi xưa ba má cản con lấy ảnh mà con vẫn trốn theo. Bây giờ con biết ba má cản con là đúng. Ba má tha lỗi cho con. Gì vậy trời, tôi là rể đông sàng tốt mà. Đông sàng hả? Chị Năm, chị Năm hả? Gì bình tĩnh nói gì? Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Bây giờ tức quá. Chuyện gì? Chị coi nè, con nhỏ nào nó gan nó dám nhắn tin vô cái điện thoại của ổng. Nó hẹn ổng đi gánh nước đêm trăng này chị vậy coi vậy hả? Đâu rồi tôi coi coi. Hả? Coi đi. Anh Năm cưng. Trời đất ơi. Anh Năm, tôi đâu có ngờ anh lại một người sẵn sàng phản bội vậy anh Năm. Không có ai cưng tôi, tôi có bà này cưng thôi, tôi không có biết là mấy người lầm rồi đó. Lầm cái gì mà lầm? Chị Năm ơi, tôi khổ quá. Sao khổ? Tôi khổ quá. Bình tĩnh chị Năm. Chắc là tôi phải đi. Chị Năm, chị định đi đâu? Lối đi đó tôi chưa định được. Hả? Nhưng tôi phải ra đi vì lòng tự trong. Trời đất ơi. Nhưng chị đâu phải là một cô gái giang hồ. À, gì mà có nửa đời hương thắng đây nữa. Trời ơi, sao ông nỡ lòng nào ông ta nhận. Bình tĩnh chị Năm, còn tôi đây nè chị Năm ơi. Tôi chịu hết rồi. Tôi nói bình tĩnh chị Năm ơi. Bà lầm rồi. Lầm cái gì mà lầm rồi. Trời ơi, ai nhắn tin tôi đâu có biết. Mấy bà lầm rồi. Tôi giận tôi rung tay hết chị. Chị bình tĩnh lại, chị đứng lên. Trời ơi, cái gì còn có tôi ở đây nè. Sao chị? Sao gì? Bây giờ cái tin nhắn của nó chị coi kỹ lại coi cái số điện thoại nào nhắn vô. Thì chị thấy đó là chị bấm qua chị hỏi lại nó coi. Rung đi. Số điện thoại rung đi. Coi bây giờ để tôi coi giùm cho. Chứ nếu mà chị trả lời là nó biết cái tiếng của chị, nó không có chịu trả lời. Bây giờ bấm. Bấm liền. Bấm ngay chỗ này số của nó nè. Rồi, đây nè. Đây. Rồi, tôi bấm rồi đó. Ông chết. Bấm. Tôi thề với bà luôn á. Điện thoại tôi rung. Điện thoại tôi rung chị Năm ơi. Trời ơi, đang dòng sôi lửa bỏng mà bỏ tôi vậy. Bà đi, bà tính vô đây đi. Bây giờ chị cầm. Chị cầm nó đi. Điện thoại tôi rung nè. Chuyện của bà đó bà tính đi. Anh Năm ơi, có ai giờ ai điện thoại cho chồng tôi giờ này anh Năm? Tôi có biết đâu mà hỏi. Bây giờ chị nghe của chị đi nghe. Rồi để tôi nghe cái của tôi. Nó gọi tới là alo phải không? Alo bà. Rồi. Alo. Alo. Mày là con nào? Hả? Nè nè. Nói chuyện với tôi là phải nói chuyện cho đàng hoàng tử tế chứ không có mày tao môi tớ nghe. Ê, mắc mớ gì tao phải đàng hoàng tử tế với mày. Mày nhắn tin mày rù quến chồng tao mày biểu đàng hoàng tử tế với mày sao? Nè, cô mới nói cho đàng hoàng tử tế nghe. Tôi bằng chứng đâu mà cô nói tôi nhắn tin cho chồng cô chứ? Bằng chứng đâu hả? Tin nhắn của mày nổi rành rành trong máy chồng tao mày nói bằng chứng đâu hả? Bớt lại. Tôi nói cho cô nghe nha. Bằng chứng đâu tôi không thấy mà tôi thấy giờ này nè. Cô điện lại cho chồng tôi đó. Ê mày nói láo à, tao gặp mày tao tán mày gã cái răng không còn cái răng ăn cháo nha mày. Hả? Ê mày á, nghe mày con kia, mày tưởng mày tán vô mặt tao tao đứng yên cho mày đánh tao hả mày? Rồi mày làm gì không? Tao mày ngon mày dám gặp bằng tao không? Mày ở đâu? Tao vô kế nhà sáu đổ nè. Tao ở nhà ông Năm thờ sự kế bên nè. Tao biết chỗ đó. Ờ bây giờ mày muốn gặp mặt tao không? Nhận dạng mày mặt sao mày hả? Gặp mặt tao đi. Mày nhận dạng tao đi sao? Mày mặc đồ gì? Tao quần đen áo bà ba bông cam nè. Tao quần đen áo bà ba bông hồng nè, bông đỏ nè. Bao lâu mày tới hả? Bao nhiêu phút mày tới? Mày muốn tới tao tới liền cho mày. Tao tới liền mày trong 3 tiếng đếm rồi á. Một hai ba là tao tới liền nè. Ồ yeah.
Vậy là mình gọi điện thoại cho nhau hả? Nãy giờ nói chuyện nha hả? À, biết rồi. À, cái chuyện này tôi biết rồi. Biết gì chị? Cái hồi trẻ mà Sáu để lòng tơ tưởng đến chồng tôi ha. Bảy. Bây giờ cũng chưa bỏ phải không? Tôi bây giờ với Sáu là gia đình mọi người yên ấm mỗi nơi rồi mà. Tại sao lại khơi ra cái chuyện này? Bảy. Bình tĩnh để tôi giải quyết. Sao? Chị Sáu. Hả? Tôi không ngờ chị là một kẻ háo sắc. Hả? Anh nói đi nói lại coi chừng á nghe. Tôi chừng gì? Anh có sắc đâu mà tôi háo. Trời đất ơi. Quá trời quá đất rồi. Để tôi giải quyết. Sáu. Tại sao Sáu lại chơi cái trò điệu hổ ly sơn? Đâu có. Sáu rủ tôi đi ca đần phi tài tử ha? Không phải. Để rồi ở nhà tới bữa đó Sáu nói Sáu đau họng ha? Để tôi đi hát một mình. Không phải. Còn tí chồng tôi. Không phải. Không phải tại sao có tin nhắn vô mày? Tin nhắn này đâu phải của tôi. Sáu không nhắn thì cái số này của ai nhắn vô? Cái số này là... Điện thoại của ai? Của điện thoại của chồng tôi. Hả? À, cái này là hệ quả của con cờ nữa nè. Ông Sáu ơi. Ông Sáu. Ra đây. Ra đây. Trời ơi, ông để cho xảy ra chuyện như vậy đó hả? Bước ra đây. Giỡn chơi tôi mày 50. Trời ơi, cái gì đâu dám giỡn chơi. Ông làm như vậy đó ông Sáu. Ông giỡn chơi cái mửng đó hả? Ông giỡn chơi cái mửng đó. Năm mà ông ăn dép nào nè. Cho ông ăn dép nào. Quang đừng dối giết quang một trang hào kiếp. Nghe lời em đình thô. Còn đâu nữa một thời ngang dọc quyết dây dùng cho rõ mặt núi sông. Nhớ năm xưa ta thề câu chỉ ngã em nâng, dẫu tử sanh quyết vẹn nghĩa kim bằng. Mà hôm nay u hiện đôi phen giữa giấc đường đành chia tay vĩnh viễn. Hay. Công nhận vợ tôi hát hay hơn vợ anh đó năm. Trời ơi, xin lỗi là cho nhà tôi tan quan ăn Tết này hả? Nhà tôi không bất ổn hả? Hả? Anh năm bình tĩnh anh năm. Sớm láng giềng anh năm ơi, môi hở răng lạnh. Cơ môi hở răng lạnh mà cái răng á trắng cái môi hoài à. Trời ơi, thôi Tết nhất mấy ông cứ giỡn như vậy hoài. Vui chứ mà sao anh kỳ quá. Thiệt là khổ ghê nơi. Ý, hình như là ông trưởng ban. Xin chào ông trưởng ban đàn ca tài tử. Dạ. Nhà làm gì mà vui dữ vậy? Vui hả? À, vui. Dạ. Ngay giờ mong mặc đồ tưởng ca bồi tép sát á. Mặc bộ đồ ra đồng đứng chim không dám lỡ ăn lúa tin không? Chuyện của tôi nghe. Nè. Anh Năm. Nói chung là bận cái bộ đồ, cái áo này là tôi thấy rõ giới tính nó lộ ra. Ấy, kiếm tới ông trưởng ban không cứ chịu nữa. Thôi. Em nói chơi cho vui. Trời. Quá. Dạ. Xong chưa? Dạ xong rồi. Bây giờ tôi mới nói nè. Dạ, dạ mời ông lại ngồi. Ngồi đàng hoàng. Dạ. Cái nón của ông Kim Tiến dữ vậy ha. Bà là có duyên lắm đó nha. Đây nè. Dạ. Tôi đi từng xa tôi đã nghe rồi. Nghe gì? Hai ông cộng lại 100+ tuổi. Hàng xóm với nhau mà lúc nào cũng gây lộn hết trơn. Không biết làm gương cho con cháu sau này. Hàng xóm là phải biết thương yêu nhau. Không có, vẫn chơi thôi mà. Vẫn chơi mà sao anh vẫn chơi đó. Cái gì? Hả? Tôi nghe rõ ràng. Dạ. Gây lộn nghe. Đâu có gây lộn đâu. Hàng xóm phải nhớ. Ông bà xưa ta có dạy. Cá không ăn muối cá ương. Con cãi cha mẹ tâm đường con hư. Ủa sao nó không có dính líu gì vô cái chuyện của hàng xóm? Bộ tụi tôi là con ông không là ông dạy câu đó không? Tôi lộn. Hàng xóm là phải nói như vậy. Sao vậy? Nói sao? Tay bưng dĩa muối chấm gừng. Hả? Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ nhau. Bậy cái đó. Đó là vợ chồng ông rồi. Cái đó còn xa. Đây ai vợ ai chồng. Cái đó là ông đi xa quá. Tôi giỡn thôi. Đây mới là chính. Sao? Bà con xa không bằng láng giềng gần. Đúng xác. Đúng chưa? Câu này đúng. Câu này hay nè đó. Nói rộng áp mình thôi. Còn nói rộng rãi hơn. Có nghĩa là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một nồi. Hả? Nữa. Một vàng. Trưởng ban gì mà nói trật ruột vậy ông nội? Trưởng ban này mà. Nếu mà không nói trật ruột lấy gì coi? Cười cái con khỉ. Bây giờ vậy. Dạ. Ngày mai. Sao? 2 giờ qua nhà tôi. Mùng một Tết. Làm gì? Mình tham gia cái giải đờn ca tài tử của ấp. Rồi. Tôi biết.
Rồi sau đó tôi sẽ vận động bà con. Sao? Nguyên góp tiền để mà xây cái cầu bê tông ở kênh số 3 cho con cháu nó đi học khỏi phải lội sông. Đúng rồi. Đúng rồi. Làm cái đó đúng đó. Làm nó hay nè. Tôi nói cái kênh số 3 là cầu khỉ. Bây giờ có cầu bê tông là ngon lành. Mấy đứa nhỏ đi học mấy năm trước nước lũ cuốn. Trời ơi, có nhiều phụ huynh tụi nó bỏ con vô bịch ni lông. Trời ơi, thấy tội. Giác là bịch ni lông lội qua sông, tôi thấy tôi ứa nước mắt luôn không? Đứt ruột, đứt gan vậy đó không? Ủa, 5 năm. Cái này sao anh biết hay vậy? Tôi báo luôn hả? Tôi coi trên mạng YouTube đó, ông nào giờ hỏi hoài. Ông sao nổ này, không có tin tưởng hàng xóm của mình. Anh là năm thời sự, đưa tin là phải chính xác. Tin nó có thiệt không? Rồi nữa. Ông hỏi vậy là tôi nói dắt ông nào ấy. Cái phụ huynh gì mà cổng con đi qua bỏ bao ni lông nó còn sống không? Nếu mà có chuyện gì thì ông có ăn cháo khuya rồi đó. Thôi thôi trời ơi thôi đi. Thôi thôi đi. Bây giờ vậy. Bây giờ đóng góp bao nhiêu đây ha? Ví dụ đóng góp là xây cầu hả? À. Tôi nói thiệt đây Việt Nghĩa mà tôi đóng 2 triệu đó. Rồi tốt. Tôi đóng 2 triệu mốt à. Tôi đóng 2 triệu rưỡi. 2 triệu 7. Tôi đóng 3 triệu. 5 triệu. 3 triệu rưỡi. Tôi đóng 4 triệu 1 sen. Đây. Chạy đua võ trang hả? Ông kích, ông phóng, ông kích, ông phóng hả? Chuyện nào mới sao? Ông à, làm gì ông có 4 triệu mà ông đóng. Anh đi mượn về đóng bỏ cho bỏ ghét. Nữa. Mới nói hả? Ông nói chơi cho vui. Tết nói chơi cho vui. Sớm mà cứ giỡn hoài. Đây, bây giờ tôi phải về trước ông bà. Tôi không có thời gian nói chuyện nhiều. Ok. Bây giờ trước khi đi tôi xin chúc Tết các người trước. Tôi chúc anh. Chúc cái gì? Sang năm. Đây nè, mình xây cầu. Mình xây cầu mình xây cầu là bên mình phân nửa là mình đóng góp. Đúng rồi. Nhắc tôi mới nhớ. Phân nửa là bà con đóng góp. Dạ. Phân nửa là công ty tài trợ người ta đóng góp. Ai tài trợ vậy ông trưởng ban? Công ty nhựa Chợ Lớn. Tất cả vì trẻ em thân yêu. Người ta làm ăn như vậy, người ta lớn, người ta đóng góp vậy, người ta còn không nói gì. Tự nhiên mấy ông có mấy triệu bạc cũng kiếm chuyện lên. Thôi tôi giỡn mà. Hôm năm mới chúc ông trưởng ban đơn ca tài tử mạnh giỏi, sang năm mặc áo chim cò. Tôi chúc ông sang năm đưa tin tức cập nhật chính xác. Cảm ơn. Và cũng chúc sáu nổ sang năm bớt nổ giùm. Và xin chúc tất cả bà con cô bác ở đây một năm mới sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Mỗi lần em cứ về cái nhà này là nhìn cái nhà cửa nó cứ vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy đấy. Nghĩ mà tội thân phận cho cái gia đình của em. Nhà có mỗi một mẹ một con thôi. Cứ đi làm cả ngày về là không bao giờ thấy bóng dáng của nó. Cái gì em cũng tự làm cả. Đi ra ngoài đường tự làm việc. Rồi về nhà em tự làm việc. Nói chung mọi việc là em đều tự xử giết em quen rồi. Ôi, đi về mệt chết luôn rồi còn phải tự may vá nữa này. Khổ thân em không. Không nhờ được con cái tí gì cả hết. Xe chỉ ơ mấy kim em luồn kim. Ơ mấy kim em luồn kim. Đấy. Mỗi lần em hát cái bài này em lại cứ nghĩ đến cái thân phận của em. Em cứ ví như là sợi chỉ mà chồng em cứ ví như là cây kim ấy. Mà cây kim nó chết quách đi rồi. Bây giờ bởi vậy nhiều lúc cần cây kim để dùng không có cái gì để dùng cả. Quá ư là buồn. Thôi hát bài khác cho đỡ buồn. Chị là chị hai sinh, tàng tình là chị hai đứng, đứng một mình. Nhiều lúc thấy sinh càng sinh, đứng đứng một mình. Nhiều lúc thấy sinh càng sinh. Công nhận đấy, mỗi lần em hát bài này xong em thấy em xinh thật đấy quý vị ạ. À. Xinh quá luôn ấy. Đấy em hát hình như có ai ủng hộ em ấy, cười khúc khích nữa cơ. Ô chết, nhà có khách à? Dạ, chào cụ ạ. Dạ cụ tìm ai ạ? Hậu phải không? Dạ. Không nhận ra anh hả? Dạ.
anh là Thọ nè, Việt Kiều Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ, từ Mỹ về kiếm em nè. Cụ ơi, chắc là cụ nhầm nhà rồi, chứ nhà con không bao giờ mà quen ai là Việt Kiều mà tên là Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ cả. Không có nhầm đâu. À, đây có phải là ngõ 6, dạ, khu phố 6, phường 6, số nhà 286, xẹt 66, xẹt 16, xẹt 6, đường Võ Thị 6? Dạ, bây giờ không phải trời tháng 6 mà tại sao mưa ướt áo ạ? Cái gì? Dạ, cũng đọc kiểu gì mà mưa nó tầm tã bay lên mặt con nè. Dạ, đúng đây là địa chỉ nhà con rồi, nhưng mà cụ tìm ai ạ? Ủa, nói vậy em không phải là Hậu vẫn hay chích chát hàng đêm trên internet chứ anh sao? Dạ, lúc nãy mưa tầm tã, bây giờ lại mưa lã chả. Chắc là cụ già quá nên nói tới đâu phun mưa đến ấy à. Dạ, đúng đây là nhà con rồi ạ. Nhưng mà cụ tìm Hậu. À, đúng rồi. Dạ, con là Hoa, con gái của con là Hậu. Cả cái làng này ai cũng kêu mẹ con là Hoa Hậu. Mẹ con là tự tin thế ớn, tự xưng mình là Hoa Hậu chứ. Dạ, vậy là cụ là khách rồi ạ. À, khách quý lâu ngày đến nhà chơi. Dạ, 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 mời cụ ngồi ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ, để con lấy nước cho cụ dùng nhá. Khỏi, 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 có nước suối rồi. Dạ, cụ ơi, không được đâu, người ta nói ấy, khách tới nhà không trà thì nước, để con lấy nước cho cụ. Chết, hết trà cụ ạ, cụ đợi con lấy nước khác cho cụ nhá. Ủa, nước dừa hả? Dạ không, đây là nước mưa mà đựng trong gáo dừa. Đấy, cụ biết không, mấy khi mà ông trời ông phun mưa xuống, vừa phun một khát là con phải lấy lu con hứng ngay. Cụ uống cái nước này ấy, nó ngon mà nó ngọt, nó còn tinh khiết hơn cả cái nước suối nhà cụ đấy ạ. Cảm ơn. Dạ, cụ dùng ngon nhá. Cụ ơi, cụ uống khéo khéo gạt mấy con lăng quăng ở trong lu ấy. Cụ ơi, cụ đừng phun, cụ đừng phun. Ông bà ta có nói ở dơ thì sống lâu, cụ cứ uống nuốt hết là cụ thọ lâu lắm cụ ạ. Dạ, dạ, cụ uống ngon nhá. Chết cụ ơi, cụ ngồi yên, cụ ngồi yên, cụ ngồi yên. Úi trời ơi, úi trời ơi, cụ ơi, con xin lỗi cụ, nhà ruồi muỗi nhiều quá cụ ạ. Để con đập tiên sư chúng nó. Muỗi dám bay vào mồm khách này, muỗi dám bay. Ôi chết rồi cụ ơi, nó lại vo ve vào miệng của cụ rồi. Cụ đứng đây đợi cho con đập đấy. Trời ơi. Dạ, dạ sao ạ? Cái này là một ruồi chứ đâu phải con ruồi đâu. Con nốt ruồi hả cụ? Ôi chết, thế Việt Kiều về là cứ phải có con ruồi đậu trên mồm đấy hả cụ? Phải, con mình tôi có hả? À, thế là cụ độc quyền chứ gì. Dạ, con xin lỗi cụ, tí thì nữa là cụ rụng hết cả răng rồi. Dạ, không còn cái răng ăn cháo. Dạ, à, cụ ơi, dạ, mời cụ ngồi. Dạ, con hậu đậu quá. Cụ ơi, thế hôm nay cụ đến nhà của con là hình như là cách Hậu nó có người ở nước ngoài gửi quà gì về cho nó hả cụ? Dạ, đâu có. Dạ. Con xin tự giới thiệu. Dạ. Con là người yêu của Hậu. Ủa, bác sao vậy bác? Dạ. Bác sao vậy? Dạ, không sao ạ. Dạ, bác sao? Ơi, bác là má của Hậu mà bác kêu con bằng cụ nghe kỳ quá. Dạ, thật sự tôi không biết ai kỳ, chứ tôi mà kêu cụ bằng con nó mới là tổn thọ tôi đấy cụ ạ. Thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ? Đấy, nghe cụ nói xong mà con ho sặc sụa luôn, sắp chết luôn. Cụ bao nhiêu tuổi ạ? Dạ... Cụ bao nhiêu? Khó nói quá, bác đoán thử coi. Cụ tầm 70 chưa? Dạ chưa tới. Chưa bao nhiêu ạ? 69. Cứ 70 với 69 cũng như nhau, còn rút bớt tuổi làm cái gì? Bớt tuổi nào hay tuổi đó. Thế sao mà... Tại sao cái con Hậu nhà con nó quen cụ từ lúc nào mà con không hay biết nhỉ? Thật sự là cụ quen với nó từ lúc nào hả cụ? Dạ, tại vì con với Hậu á hẹn nhau lúc giữa đêm không à. Cái gì? Cái Hậu nhà con và cụ quen nhau vào lúc nửa đêm? Cái con điên này nó dám hẹn cụ tò te tú tí vào nửa đêm hả? Dạ không phải, ý con nói là con với Hậu chích chát với nhau trên internet lúc nửa đêm.
bị lo bàn tính chuyện tương lai cho nên nói hơi lâu. Dạ. Dạ cụ ơi, con nói cụ nghe, tương lai cụ không còn nữa đâu, đừng bàn nữa nhá. Với lại ấy, con thấy là cái tình hình tại sao là con của con ấy mà con bán biết bao nhiêu heo gà lợn qué để mua cho nó mỗi một cái còm biếu tờ để nó học hành. Cuối cùng nó lại lên mạng nó chít chát quen ngay một cái ông già như là cái ông cụ cố tổng. Thương thật ấy. Mà cụ này, sao mà cụ già mà cụ lấy vợ muộn thế? Sao không lấy sớm sớm một tí? Cụ chọn người cho xứng đôi vừa lứa. Cụ lấy con gái nhà con, người ta nhìn vào người ta lại bảo cụ là già mà ham chơi chống bỏi đấy. Trống gì cũng được, miễn còn kêu là tốt rồi. Sớm có gõ được hay không nữa mà đòi kêu. Ôi trời ơi. Thôi mời ngồi cái. Để tôi kêu khách ra, tôi kêu con tôi ra nhá. Hảo ơi, ra có khách kìa. Mẹ gọi con à, đang bận quýnh cả tay xong nhà ấy. Ê chứ, nhà mình có khách hả mẹ? Dạ con bẩm cô. Cái bà nội bà ấy, người yêu của bà đấy, qua mà gặp gỡ giao lưu đi. Con làm gì cứ người yêu già thế? Này người yêu à? Người yêu gì mà già thế? Cái này người yêu. Người... trời ơi, đây phải Hậu không? Sao cầm mã tấu giống đầu gấu vậy? Dạ xin lỗi cụ, mà cụ là ai? Trời ơi Hậu, em không nhìn ra anh hả? Billy Nguyễn Trường Thọ nè. Billy Nguyễn Trường Thọ? Ừ, người vẫn chích chát với em hàng đêm đó. Tên nghe nom cũng quen, sao mà không giống hình internet? Thật. Chắc là anh có tấm mình 20 năm rồi phải không? Đâu có, 30 năm. Thế nickname của cụ là gì? Trẻ mãi không già. Đúng, trẻ mãi không già. Có bao giờ trẻ đâu mà bảo già. Chứ còn nickname của tôi là gì nào? Nhỏ hoài không lớn. Con này nó dở người. Đúng thật không? Ấy. Nhỏ hoài không lớn. Mình bé thì giấu đi còn vạch cho người ta xem. Con này con điên. Anh, đúng là anh Thọ của con rồi đấy mẹ. Anh Thọ, sao anh già thế? Thật sự mới nhìn hai người tình tứ nhau mà tôi cứ ngỡ như là ông và cháu. Mẹ này, con xin giới thiệu với mẹ nhé. Đây là anh Thọ, Billy Nguyễn Trường Thọ, Việt Kiều Mỹ đấy mẹ, vị hôn phu của con. Anh, chào mẹ đi anh. Dạ. Con chào má. Trời ơi, cao đất dài ơi. Mẹ, sao mà tôi không có phúc như thế này? Mẹ, mẹ gặp con rể tương lai sao lại buồn là thế nào? Mẹ đây, mẹ là người đầu tiên trong làng có rể Việt Kiều Mỹ. Mẹ phải hãnh diện lên. Hãnh diện cái gì mà hãnh diện? Mẹ nhìn con rể tương lai của mẹ, mẹ cứ nhớ gương mặt của ông ngoại con ngày sắp mất con à. Trời ơi, mẹ này, cứ linh tinh là nào? Anh, anh bảo em đấy, là tháng tới mới về, sao lại đổi ý đột ngột, làm người ta chưa có chuẩn bị gì hết. Anh cũng tính vậy quá, nhưng mà tại vì anh nhớ em quá, không ăn được, ngủ được, cho nên anh mới đổi đại vé về với em đó mà, honey. Dừng coi đi. Ủa, má em có bầu hả? Bầu cái đầu nhà ông ấy. Ông nghĩ sao mà bầu? Lúc tôi nhìn hai cảnh hai người ái ân nhau mà tôi nổi hết cả da gà đây này. Cơm bố không ra bố, con không ra con, chả ra cái gì cả. Anh đợi em xíu nhá. Em nói chuyện với má em. Mẹ này, từ nay đừng gọi anh ấy bằng cụ nữa nhá. Anh ấy là rể tương lai của mẹ đấy. Anh có chuyện gì nói với mẹ nói đi. Dạ. Dạ thôi, cụ cứ đứng một chỗ đi. Cụ mà di chuyển đến đây chắc là đến Tết năm sau đấy cụ à. Để con đến cho nhanh nhá. Dạ. Cụ có chuyện gì muốn nói cụ nói đi à. Dạ sao ạ? Dạ, con tính về đây gặp má để bàn cái chuyện đám cưới con với Hậu đó mà. Dạ thôi, khỏi bàn tính, cụ cứ đưa nó thẳng qua nước Mỹ hộ tôi nhá. Chứ cưới hỏi là tôi nhục như con cá nục nhá. Thôi.
Ôi giời ơi. Dạ nhưng mà ý con là... Này này xin lỗi nhá, tôi đây không dỗi hơi mà để khiêu vũ với bầy sói nhá. Mẹ ôi giời ơi là giời. Đời người con gái có một lần, con cứ tưởng là mẹ muốn một cái đám cưới thật linh đình để cho nở mày nở mặt với hàng xóm. Nở nồi thì có ấy cô à. Cô nghĩ sao mà cô đám cưới với cái ông già này. Cái ngày đám cưới đi ra đường, tôi với cô nhìn vô ai biết ai là cô dâu hả cô nỡm. Ôi trời ơi, tôi cứ tưởng tượng cái cảnh hai người cưới nhau, thật sự tôi lại cứ buồn nôn. Má ơi, má có sao không vậy? Cảm ơn anh, tôi không sao. Nhưng mà nhìn anh hình như có trăng thì phải đấy. Anh có vấn đề gì phải không? Sao má hay vậy? Ừ. Con muốn restroom. Cái gì? Trời mùa hè nóng nực mà bị rét run à? Mẹ quê quá. Restroom là đi tiểu tiện đấy. Dạ. Tiểu tiện thì đi nhanh đi, vãi hết cả ra nhà người ta nữa này. Em lấy giùm anh cái vali cái, trời ơi. Tôi lại còn vali nữa cơ, trời ơi. Nhanh nhanh đi. Lại lại em ơi. Công nhận đồ Mỹ cái gì cũng bự cả. Vali cao hơn em đấy. Ừ. Đây đây đây. Ơi. Cái gì nó đây? Chắc là lấy cái bô ra đi tiểu sao? Cái gì bô đâu mà để trong vali à. Má sao tưởng tượng quá. Trời ơi. Cái này là cái thuốc gì đây? Thuốc bổ thận, anh uống thế nước. Mà chắc anh mua lộn thuốc hay sao á. Anh mua toa vua Minh Mạng mà nó bán anh vua Tự Đức mới chết chứ. Cậu quá đi hết. Thôi anh đi. Đi đi nhanh lên, vãi hết cả ra nhà người ta kia kìa. Đi đâu đây? Dạ thì đi vô tiểu. Đấy phòng ngủ hai mẹ con tôi. Chưa tới toilet đâu. Ở đây không có nhà vệ sinh, đi thiên nhiên hộ cái. Đi ra bụi chuối kìa kìa. Nhanh nhanh cái đi. Ôi giời ơi. Đi cẩn thận đấy nha. Hôm nọ có ông hàng xóm hôm qua ông đi nhờ đấy. Đi kiểu gì cái con rắn hổ mang nó nhìn cái nó phập cái mắt luôn của quý. Trời ơi. Đi qua chỗ khác đi. Dạ đi đi qua đây nha. Qua cái bụi tre ngay góc bên này. Xin hỏi một câu tế nhị. Dạ sao ạ? Có bị tiểu đường hay không? Dạ không biết có hay không mà bác sĩ cấm ăn ngọt. Thôi đúng rồi, vậy là tiểu đường rồi. Thôi đừng có đi chỗ đấy. Nước tiểu nó ra nó ngọt rồi mấy con kiến lại tưởng cây mía nó bu vào nó rỉa cho bằng hết đấy. Trời ơi. Sao nhà này giống sở thú vậy? Toàn là động vật thích ăn thịt không à. Con đi ra đây. Lộ tôi cái đi. Ông đi từ đấy thì chắc mặc quần nó ướt hết. Cẩn thận nha anh nhá. Đấy. Trông giá anh ấy xinh mẹ nhé. Cứ vừa đi vừa khép y như là gái Nhật ấy. Yêu ơi là yêu cơ. Gái Nhật cái gì mà Nhật? Cô mắt cô bị lộn chồng rồi à? Cô nghĩ sao mà cô đi lấy một cái ông già, già khú, già khắm như thế? Cô lấy về mà cô gãi lưng cho người ta hả? À? Thì mẹ vẫn dạy con là gừng càng già càng cay. Cay cái nỗi gì mà cay? Này, nói có sách mách có chứng nhá. Người ta Việt Kiều về toàn đô, thằng cha này toàn thuốc là thuốc không thôi. Chả có tí quà cáp gì hết. Đây này, mới vừa mở ra là tao thấy ngay đây này, đấy thấy chưa? Hồ sơ bệnh lý. Bệnh nhân Billy Nguyễn Trường Thọ, căn bệnh suy thận kinh niên, triệu chứng 20 phút bị đi tiểu một lần. 20 phút bị đi tiểu một lần. Sao không mặc tã luôn đi? Cưng, con đi nhiều lần làm gì cho nó mệt? Ôi giời ơi là giời. Dễ với trẻ gì. Cái gì đây? Đông trùng hạ thảo, tam tinh bổ thận, hải cẩu hoàng. Toàn những cái thuốc gì. Còn cái gì nữa đây? Cương dương bền bỉ, có hiệu quả ngay từ lần uống đầu tiên. Úi giời ơi. Toàn ba cái thuốc linh tinh. Còn cái thuốc gì nữa đây? Vãi cả da. Đấy. Đúng rồi. Thằng cha này nó uống thuốc này chả chắc gì nó vãi hết cả nhà mẹ con mình con ạ. À. Cái thuốc này là Vigaza. Vigaza là chữa bệnh gì hả con? Hình như nó là tăng cường tâm sinh lý đấy mẹ. Tăng cường tâm sinh lý. À cái thuốc Vigaza này hợp với mẹ. Mẹ lấy. Được rồi. Con cất cái vali này con trả cho lão nhá. Rồi phế thảo lão ra khỏi nhà ngay cho mẹ nhá. Mẹ không muốn nhìn mặt cái loại người này tí nào hết. Không có phế thải được đâu mẹ ơi. Con ấy chỉ cần người làm hôn thú đưa con sang Mỹ thôi. Già thế này chứ mà còn già hơn nữa đưa con sang Mỹ con cũng bằng lòng.
Dạ cô ngồi đây để tôi đưa cô lên đầu của tôi thờ cô nhé. Cô nghĩ sao thế hả cô? Cô đi lấy một cái ông già như thế, ông khai với tôi năm nay ông 69 tuổi nhá. Nhưng mà thưa với cô nhá, Việt Kiều về đây là hay rút tuổi bớt đi bớt lắm đấy. Ông ấy không chừng là ông ấy là 80-90 rồi. Thôi mùi giời ơi, cô mà lấy cái ông già đấy hả? Về hả? Có mà mai mốt sống không bao lâu thì thành quá phụ ngây thơ, hiểu chưa? Tuổi tác đối với con không thành vấn đề. Nhưng mẹ vẫn hay dạy con á, là một, lấy người thật trẻ để ăn đời ở kiếp. Hai á, là lấy người thật già cho nó chết sớm, đặng đi lấy chồng khác. Cái con này con điên. Đặng thật già cho mau chết. Này, cái loại người đấy nhá, sống không chết, sống không sống mà chết không chết nha. Nó cứ ngáp ngáp rồi nó đơ củ tỏi ra đấy. Cô phục vụ người ta là cô phí cái tuổi xuân của cô hiểu chưa? Con xin mẹ cứ yên lòng, hễ mà lão ta bị bại liệt là con ly dị ngay. Ly dị cái gì? Cô thì cái gì cô cũng nói được thôi. Mà xem lại vấn đề người ta đi, có tiền bạc của cái vật chất gì hay không? Anh ấy khoe với con ấy là anh ấy ăn tiền bệnh mà mẹ nhá. Bên Mỹ anh nói là có bệnh là có tiền, cứ nằm ra là có tiền ấy. Sao cái con này nó dở người thật. Có bệnh là có tiền đấy, mày về mày phục vụ nhá. Sung nó rơi đầy mồ mày nhá. Sao mà tao mua cho mày cái computer ấy để mà lên internet chat chít thì cũng lựa cái người ấy cho nó hợp với mình. Lựa ngay cái ông già. Ui giời ôi là giời. Con mẹ cái trẻ tuổi nó thích con à? Con thử quen mấy thằng rồi mà cứ mỗi lần lên mạng là nó cứ bắt con cởi tuốt tuần tuột ra. Sao mày không cởi ra luôn đi? Này, kinh quá. Cái gì chết con ơi, mẹ nhìn kỹ rồi. Con đừng cởi nha, tuyệt đối không bao giờ được cởi. Tại vì khi con cởi ra thì nhìn trên internet người ta sẽ nhìn ra con là mặt thì phụ huynh mà thân thể thì sơ sinh nhá. Không nên con ạ. Ôi trời ơi, kinh quá con ạ. Đấy, mẹ thấy chưa? Cái gì trên người con cũng bé tí. Mày nhá, đàn ông bây giờ háo sắc lắm mẹ nhé. Đàn ông bây giờ háo sắc á? Đàn ông thời nào cũng háo sắc cả cô ạ. À, chả trách thế mà mẹ con mình ế chỏng gọng ra đây này. Ôi trời ơi là trời. Năm ngoái mẹ cũng có nhờ con lên internet tìm hộ mẹ một ông, nhưng mà con đâu có dám, lỡ mà người ta bắt mẹ tuốt tuồn tuột như con thì sao? Cấm tuốt tuồn tuột là cởi ra gì? Vâng đúng ạ. Úi trời ơi, cởi ra thật đấy. Con ơi, thôi đừng cởi. Mẹ mà cởi ra trên thân thể mẹ có mỗi hai con ốc vít. Chết mẹ xấu hổ lắm con ạ. Đây, mẹ mà cởi ra đi, hai con ốc vít làm nổ tung màn ảnh computer của con đấy. Ôi giời, thôi. Cô thì lý luận, lý sự, cái gì cũng nói được. Đi về đi ra ngoài xem cái thằng chồng tương lai của cô nó chết bờ chết bụi đâu rồi. Xem quần áo có cần thay quần cho nó không. Đi là vãi hết cả ra ngoài đường bây giờ. Anh Thọ ơi, anh Thọ có còn Thọ hay không anh Thọ? Công nhận cái nhà này có cái tượng giống người quá. Rõ ràng là mình đi đúng địa chỉ mà sao không thấy ổng đâu ta? Ủa kỳ vậy ta? Ổng đâu mất tiêu rồi. Này cô. Ý trời đất ơi, hết hồn. Cô hỏi người hay là cô hỏi ma? Ủa bác, con xin lỗi, nãy giờ con tưởng cái tượng. Cô nghĩ sao thân thể ta này mà bảo tượng à? Tôi là người nhá. Cô tìm ai? Dạ, tìm ông Billy Nguyễn Trường Thọ bác. Ừ, xin giới thiệu với cô là ông Billy Trường Thọ đang ở đây nhá. Ủa gì hả, ông đâu rồi bác? Và cô là cái gì của ông Billy Nguyễn Trường Thọ? Dạ. À, người ta bảo mà Việt Kiều về đây lắm đô là lắm đào. Vừa hẹn với con mình xong bây giờ lại hẹn thêm một con khác đến đây nữa. Để mình kêu con Hậu ra cho nó biết tay nhá. Hậu ơi, ra mà có khách nữa đây. Ra đây mà xem này. Ai đây? Đấy, mày nhìn đi, mày nhìn kỹ đi, mày so sánh đi. Ai? Giơ hai tay lên đi. Giơ hai chân ra đi. Đấy, thấy chưa? Chân mày cũng cụt hơn chân người ta. Tay mày cũng cụt hơn tay người ta. Mày thấy chưa? Người ta chân dài tới nách, còn mày nách dài tới chân. Mày nghĩ đi. Ai đây? Mày so bì được không? Xin giới thiệu với mày nhá, đây là con bồ nhí mới của ông Billy Nguyễn Trường Thọ nhá. Nó về đây để nó đánh ghen nhá. Này, tôi nói cô biết nhá, ông Billy Trường Thọ có đến đây
Nhưng mà nãy giờ tôi trân trọng báo cô biết là mẹ con tôi chưa hề đụng đến một cọng lông tay, cọng lông chân nào của ông đấy. Dạ. Nếu mà lông ông ấy có dụng thì do ông ấy già của ông ấy tự dụng nhá. Bác. Và tôi báo cho cô biết nhá, cô mà đụng đến mẹ con tôi nhá, cô đừng có hỏi tại sao mà đít cô cắm vào cổ mà mặt cô bổ làm đôi, răng môi cô lẫn lộn nhá. Bác bình tĩnh. Dạ, con xin giới thiệu, con là con của ông Biêu Liên Nguyễn Trường Thọ. Ồ, thế hả? Sao nãy giờ con báo sớm? Bác đâu có cho con nói đâu. Ôi trời ơi, chị nói khẩu rơi máu chảy ra đây rồi. Xin lỗi cô nha. Dạ, ba con đâu rồi? Sao mà cứ giang hồ thế nào? Anh đi đâu lâu thế làm người ta đợi mà. Ba. Trời đất ơi, phải đi cuối cái làng này mới có chỗ gì rảnh rẽ mới giải quyết được chứ. Ba. Nè, nãy bác gọi con á, bằng con, bây giờ gọi bằng ba nghe kỳ quá. Dạ phẩm thưa cô, cụ già quá, cụ lãng tai rồi, bị đi tiểu vặt bây giờ còn lãng tai nữa à. Con gái cụ đến tìm cụ đây. Con nè ba. Ủa Diễm, sao con biết ba đây? Thì con đi làm về, con nghe con Hương nó nói ba đi Việt Nam, rồi con phải sắp xếp hết mọi công chuyện bên Mỹ đi, con về con thua chuyện với ba đó ba. Chuyện gì? Tao với mày không có chuyện gì để nói hết trơn. Hồi tao ở bệnh á, mày với hai đứa em mày có quan tâm tới tao đâu hả? Bây giờ rước về tới đây đặng tính cản đường tao lấy vợ hả? Mày đi về đi, cấm xía cho chuyện của tao chưa? Ba hiểu lầm tụi con rồi mà ba. Dạ. Cô ơi, hình như là bố con nhà cô có việc riêng gì muốn nói chuyện đúng không? Dạ. Thôi cô qua đây cô ngồi cô nói chuyện với bố cô đi. Dạ con ngồi rồi, bác ngồi ở đâu bác? À, nhà tôi thì cũng nghèo lắm, có mỗi hai cái ghế thôi. Hai bố con cô ngồi đây nói chuyện thì hai mẹ con tôi vào nằm nhá. Vào nằm con ạ. Mẹ đợi con tí. Ừ. Anh ở đây nói chuyện với con, em vào với mẹ tí nha. Cưng lắm nhá. Cô lại đây tôi bảo này, cô nhìn lại cái dung nhan của cô đi. Cô đứng cạnh con của người ta đấy, cô còn bé hơn con của con người ta đấy. Bày đặt mẹ mẹ con nghe nỡ mấy cả người đây này. Đi vào. Ôi giời ơi, vào tôi huấn luyện tôi dạy cô lại tí. Ba à, tụi con nghe ba về đây cưới vợ, mà vợ của ba nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Tụi con không có thể nào chấp nhận được ba à. Không chấp nhận hả? Tụi bay ích kỷ lắm, chỉ nghĩ tới tụi bay thôi à. Má mày mất tao hơn 20 năm. Nếu tao ham lấy vợ, tao đã lấy lâu rồi. Tao có gì lo cho tụi bay? Đứa nào bây giờ gia đình cũng yên vui hạnh phúc. Nhưng có hạnh phúc rồi, tụi bay quên luôn ông già của tụi bay. Weekend không có đứa nào về thăm tao đâu. Một cú điện thoại hỏi thăm cũng không có nữa mà. Bây á, tao kêu về không có đứa nào chịu về hết trơn. Đứa nào cũng có kiếm lý do này lý do kia, không bận chuyện này thì bận chuyện khác. Tao có ba đứa con ở cùng một thành phố, mà lối xóm người ta cứ tưởng tao có một mình. Ba, tụi con bận thiệt mà. Ba biết rồi đó, ở bên Mỹ đứa nào ngày thường cũng làm 2-3 job hết á, còn ngày weekend tụi con ở nhà phải về nhà rồi hút bụi lau nhà, dọn dẹp nhà cửa, rồi còn phải lo cho mấy đứa nhỏ nữa. Tụi bay đâu có thấu hiểu nỗi cô đơn của người già như tao. Nuôi con khôn lớn á là muốn chia sẻ niềm vui với con, mà con không hề bận tâm. Tụi bay còn sợ trách nhiệm, đứa nào cũng lâm le đòi bỏ tôi vô viện dưỡng lão hết. Ba hiểu lầm rồi. Ở Mỹ á, con cái mà đưa cha mẹ vô nhà già là không phải trốn tránh trách nhiệm, mà vì vấn đề y tế. Ba biết rồi đó, người già thì lúc nào cũng nhiều bệnh hết trơn á. Mà nếu ba ở với tụi con đi, lỡ như ba bị bất trắc chẳng hạn như là tai biến mạch máu não, thì đâu có tụi con bên cạnh để cấp cứu cho ba, phải không? Còn nếu ba ở trong nhà già thì có nhân viên y tế, bác sĩ sẽ cấp cứu cho ba ngay nếu ba có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ ba đâu có vô nhà già đâu mà ba nói. Chưa vô nhà già
mà tối ngày nhìn quanh một mình, tao thấy cô đơn lắm mà tao không muốn quấy rầy tụi bay, cho nên tao phải bước thêm bước nữa, kiếm một người bạn ở tuổi xế bóng, hiểu chưa? Ủa bác, nãy giờ bác lén nghe ba con nói chuyện hả bác? Nói chung tôi cũng không muốn nghe lén gì đâu. Nhưng mà cô biết rồi đấy, nhà tôi là nhà tranh vách đất. Bây giờ tôi có nằm, có bò, có quỳ, có trườn bò gì kiểu gì tôi cũng nghe được chuyện bố con cô thôi. Nhưng mà nghe qua câu chuyện ấy tôi thấy đúng đấy. Cô phải lo cho bố cô đi. Ông ấy già rồi, cô đơn lắm. Tôi đây này, mới từng tuổi này đây này, đã cô đơn vò võ nằm một mình chịu không nổi đâu cô ạ. Thấy chưa, tụi bay không lo cho tao á, tụi bay phải xúi tao lấy vợ để có người khác lo cho tao chứ, cản hoài là sao? Ba à, con đâu có cản ba lấy vợ đâu. Đằng này ba lấy cái người gì đâu mà nhỏ hơn ba tới mấy chục tuổi lận. Ba, con nói nha, năm nay ba 74 tuổi rồi. Đấy, thấy chưa, tao nói mà, Việt Kiều về là kiểu gì cũng rút bớt tuổi. Đó, ba 74 tuổi rồi đó, con nhìn ba đó, con còn thấy ớn nữa đó. Muốn chi là cô hậu mới hai mấy tuổi, sao ôm ba được á ba? Con ạ, tắt đèn đi thì cũng chả có sao đâu con ạ. Gớm, bà lùn quá, có với nổi cây đèn không mà cứ đòi tắt. Chân thì ngắn, với tắt đèn. Nè, chị hỏi thiệt em nha, em yêu ba chị thiệt hả? Hổn mày, phi ăn xê của tao mày kêu bằng em hả? Kêu bằng má. Em nói thiệt với chị đi. Má. Dạ. À, má nói thiệt với chị đi. Trời ơi, bộ má yêu ba chị thiệt hả? Mà em má yêu ba chị vì tiền phải không? Này thôi cô đừng nói linh tinh nữa. Yêu làm sao được mà yêu? Cô nhìn đi, một người già và một đứa trẻ con yêu nhau làm sao được, mâu thuẫn quá. Nó, con tôi mà có yêu bố cô chỉ vì tiền với giấy xuất cảnh thôi. Mà tôi nói cô nghe, cái chuyện ông lấy vợ thì tôi ủng hộ ông ấy, tại ông ấy cô đơn quá. Nhưng mà cụ ạ, à, cụ lấy vợ cho nó xứng người với mình. Cụ lấy con nhà con ấy, người ta nhìn vào người ta bảo cụ là trâu già mà ham gặm cỏ non ạ. À, nè, nhưng mà chị nói cho em nghe, ba chị tiền dạng tháng có 1,000 thôi đó. Nói quá mày, có 900 thôi. Đó, 900 thì là không đủ ba chị xài nữa, làm sao mà lo cho em rồi lo cho má của em nữa. Tao lo không nổi, mày không lo phụ tao được sao? Mày làm ở công ty AMI Cargo ha? Cái công ty mà gửi hàng khắp nơi trên thế giới đó ha? Nhanh chóng rồi tận tâm bảo đảm nè. Thấy không? Thấy không? Gửi phao nào tính tiền phao đó, không gửi không tính tiền, đúng không? Dạ dạ, nhưng mà con nói ba nghe, con hối cấm cản ba lấy vợ, nhưng mà ba phải lấy cái người xứng đôi vừa lứa với ba hơn. Chẳng hạn như là, nhưng mà là bác đây nè. Cái gì? Mày giỡn hả mày? Đang yêu con tự nhiên nhảy lên lấy má hả? Phải không em hậu? Được mà. Làm gì có cái chuyện mà tình con mà duyên mẹ thế nào được. Không được. Không được. Hay được. Đây, sao mình không nghĩ ra nhở? Mẹ này, mục đích của con á là chỉ muốn đi Mỹ thôi, chứ làm gì con yêu thương cái ông già này. Hay là mẹ lấy ông Thọ đi cho con được đi Mỹ mẹ nhá. Này nhá, bây giờ tôi mới biết cái sự thật về con người của cô nhá. Công cốc tôi nuôi cô mười mấy năm ăn học, cô thành tài mà bây giờ con người cô cháo trở như thế à? Có cái loại con nào mà loại con muốn đi Mỹ vì cái mục đích đi Mỹ mà bán mẹ của mình cho một ông già hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ vì một cái mục đích đi Mỹ của mình mà lại làm như vậy? Nhưng mà vì cô, tôi phải đành chấp nhận thôi. Ủa? Ông Hai à, sự thật thì ông cũng nhìn rồi đấy. Nhà tôi thì cây độc một trái mà gái độc chỉ một con thôi. Con nó muốn như thế nào thì tôi phải chiều, chứ tôi cũng không muốn lắm đâu. Ông anh đấy, hôm nay ông anh đến đây nhìn đi. Nhìn vào trong căn nhà của tôi đi. Giữa Thúy Vân và Thúy Kiều, ông anh chọn ai? Ủa? Cái này phải nói là giữa Thúy Vân và Tú Bà anh chọn ai? Này này này, cơ hội chỉ đến một lần nữa đây nha. Tôi giỡn thôi chị ơi, nói nghe nè. Ừ. Tôi không phải là người mê sắc đâu. Tôi biết. Nếu mà tôi mê sắc tôi đâu có để nguyên cái đầu bạc của tôi về đây. Đúng rồi. Ông Việt Kiều nào về đây cũng nhuộm đầu đen cái dầu hát hết trơn á. À, thấy không? Tôi đâu có nổ đâu, có 900 tôi nói 900, thấy không? Ừ.
Ý của tôi là chỉ muốn một người cuối đời lo lắng và phục vụ cho tôi thôi. Thì tôi cũng hiểu, nhìn qua câu chuyện thì tôi hiểu. Nhưng mà tôi qua đấy thì tôi lo lắng cho ông anh thì được rồi. Dạ. Nhưng mà còn cái chuyện phục vụ ông anh thì để kiểm tra lại coi súng ống đạn dược còn dùng được không đấy. Chị ơi. Hả? Mai vẫn còn chạy tốt cưng à. Cưng. Mới lúc nãy vào thì xưng bác, xong rồi xưng má, xong bây giờ qua chị cưng, tí nữa em thì mà chết tôi nhá. Vậy là hay quá rồi. Ba. À. Ba. Bây giờ vậy hai người từ từ tìm hiểu nhau đi nha. Công nhận nhá. Sao? Cái gì cũng có định mệnh với duyên số. Cách đây mấy tháng nữa tôi đi xem bói. Ừ. Bà thầy bói bà phán với tôi, bà bảo năm nay tôi có người nước ngoài về đây cưới tôi. Ừ. Tôi bảo trời ơi tôi già này, có con ma nào nó rước tôi. Không ngờ ngày nay có con quỷ già để về nó sát tôi. Không sao con, quỷ cái nói đúng. Ba với bác, bây giờ hai người cứ từ từ tìm hiểu nhau nha. Cái dài năm sau cái mình làm đám cưới cũng được. Vậy đi. Tôi không là tôi nè. Gì nữa? Còn sống được bao lâu nữa mà từ từ cứ liền đi. Này nhá cô nhá, cô có cái lòng tham vô đáy quá đấy. Vạch áo cho người xem lưng thấy cái lòng tham của mình, mục đích đi mí của mình vừa phải thôi chứ. Ông anh ơi, cưới nhanh đi. Hả? Con nó đòi quá. Cưới liền á. Rồi cưới liền. Nó hối quá rồi. Vậy là hay quá. Trời ơi, cái gì mà nghe cái tiếng thấy ghê vậy? Hết chỗ họp rồi sao tự nhiên hẹn vô bệnh viện họp? Dạ, do thân chủ của tôi là bà Nguyễn Thị Trầm Hương muốn gặp các ông ở bệnh viện. Và tôi là luật sư đại diện cho bà Celine Hà. Ừ, chào luật sư. Bonjour luật sư. Khỏi bắt tay, mời ông ngồi. Ông ngồi luôn. Hai ông là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Trầm Hương. Tôi là chồng cũ của bà. Tôi lấy bà lúc bà còn ngây thơ. Lấy vợ mà nghĩ người ta ngây thơ thì ông mới là người ngây thơ đó. Sao kỳ vậy? Đàn bà con gái đi lấy chồng là không ai còn ngây thơ đó. Ồ, hèn gì. Bà bỏ tôi là vì bà chê tôi già. Ông đang ngây thơ rồi. Đàn bà mà bỏ đàn ông là không có phải chê già. 72 mà nó còn lấy được 27 mà. Sao già được? Vợ của ông bỏ ông là tại ông xấu. Bà chê tôi xấu? Dạ. Mà bà bỏ tôi, bà lấy thằng này hả? Ông này là không có xấu à. Ông này là trong mắt tôi, ông thuộc cái thành phần gớm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái nhan sắc của tôi là phải nhìn kỹ nó mới lòi ra. Tôi không biết ai có nhìn lòi ra không, chứ tôi vừa mới nói là nguyên bệnh viện vỗ tay, ta khỏi vô nước biển luôn á. Không, anh bình tĩnh đi, đó là con mắt của tôi thôi. Còn cái gu của vợ anh, ổng chừng cái mắt của ba khác. Nhìn anh thấy có cái gì đó lạ hoặc là độc. Đó, dạ. Luật sư nói chuyện như vậy tôi chịu. Yeah. Dạ. Nè luật sư ơi, nhưng mà bữa nay luật sư mời tụi tôi tới đó là cái gì, gặp bả đó là cái gì vậy? Dạ, nha. Dạ. Tôi không có thời gian. Dạ, rồi rồi. Tôi nhận được cái thơ mời của luật sư, tôi tưởng có thư kiện gì cho nên tôi mới tới đó. Dạ. Tôi cũng vậy. À, vô vấn đề ha. Ai là Trần Trung Thực? Tôi tên là Trần Trung Thực chứ không phải Trung Thực. Dạ, xin lỗi, vậy tên nó không có dấu. À, tôi xin lỗi nhưng mà nhìn cái tướng ông thấy Trung Thực hơn là Trung Thực. Dạ. Bà nói hồi bà trúng gió đó nha. Dạ. Xin lỗi. À, ông lấy bả được 3 năm 9 tháng 6 ngày. Đúng. Ông ở Võ Bình Định. Yeah. Ông lấy bả được 2 năm 7 tháng 6 ngày. Yeah. Bà này tới ngày thứ 6 là bà bỏ chồng rồi ha. À, ông Trung Thực. Ê, Trung Thực. Ông làm nghề gì ạ? Tôi làm ở trong ngành giao thông á. Ê, nãy giờ không biết. Dạ xin lỗi ông, chắc cũng giám đốc công ty điều hành giao thông vận tải. Dạ, xin lỗi ông. Dạ. Không phải. Tôi là tài xế taxi Uber.
thì nói mẹ nó là tài xế Uber đi. Con bày đặt cái trong ngành giao thông. Đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Dạ, vậy còn nghề tay phải ạ? Giao pizza. Bị xỉn hả? Dạ không, này trúng gió. À, ông Võ Bình Định. Dạ, xin chào võ sư. Yeah. Hey. Tôi đẻ ra ở Bình Định. Hồi nhỏ đi học thường hay bị ăn hiếp, cho nên lúc qua Mỹ vô quốc tịch đổi tên Võ Bình Định. Đặng hù người ta thôi, chứ đâu biết võ con mẹ gì. Trời đất. Mà nè, bà đến đây làm gì tự nhiên rồi cha hỏi nghề nghiệp của tôi là sao? À, tôi chỉ làm theo ý của bà Trầm Hương thôi. Bà muốn biết khả năng của tụi ông để giao việc. Giao công việc gì? Tụi tôi đâu có còn là chồng của bà đâu mà giao cái gì? Bà đâu rồi? À, bỏ nhau lâu rồi mà còn nghĩ đến chuyện sai khiến nữa chứ. Nè, bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bà đâu? Bình bà đâu? Đừng kêu bà ra đây gặp tôi đi. Bà trong nhà xác á. Cái gì? Không phải. Bà ở trong nhà tái khám, trong phòng tái khám. Trong lúc tái khám thì muốn chúng tôi truyền bà đạt cái mục đích để biết để giao việc cho các ông, có khả năng của ông tới như thế nào. Mục đích của bà là cái gì? Luật sư nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian. Xe Uber của tôi đang đậu chỗ cấm. Mục đích là cái gì? Nói đi, chứ tôi còn cả trăm cái giao dịch để làm. Tôi nói thiệt, tôi là vì tình xưa nghĩa cũ tôi mới tới đây nè. Dạ, thì bà Trầm Hương cũng vì tình xưa nghĩa cũ mới mời hai ông tới đây. Tình xưa nghĩa cũ thì hẹn cái chỗ nào cho nó lãng mạn, tự nhiên đưa vô bệnh viện cái chỗ lặng xe. Hai ông nghe đây, bà Trầm Hương bị ung thư. I don't care. Bà bỏ tôi là bà ung thư đúng rồi. Bà làm chemo 3 lần rồi, nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Bác sĩ nói là chắc khoảng 3 tháng bà sẽ đi về nơi xa. Đi về nơi xa là đi đâu? Ông đã dở dở mà còn dốt văn nữa. Đi về nơi xa là người ta mất đó. Chết đó hả? Nó mẹ nó chết đi. Trời ơi, còn bày đặt văn với chương. Thì bởi ba biết ba sắp chết cho nên mới mời tụi ông. Nè, bác sĩ còn bó tay, kêu tụi tôi tới làm cái gì? Bó chiếu hả? Đúng, bó chiếu thì kêu nhà hoàng, chứ kêu tụi tôi làm gì? Nè, bó chiếu thì gì? Ông hưởng bả đầu tiên, ông ở đây ông lo cho bả nha. Tôi đi về. Dẹp mày. Người ta nói đấy, nhà giàu út nhờ mà nghèo út chịu. Mày là chồng chót ha, ở lại bao đi mày. Sao ông ở lại đi. Này, đây là cái bệnh viện không phải cái nhà quàn. Các ông ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa? Ông đi về đi, để beautiful doctor tôi lo. Bonjour doctor. Bác sĩ ít khi nào bắt tay lắm, vì sợ nhiều vi trùng. Mời ông ngồi. Ông kia nữa, ngồi luôn. Mà cho tôi hỏi, ở đây ai là thân nhân của bà Nguyễn Thị Trầm Hương? Ở đây không ai là thân nhân của bà, tôi là luật sư đại diện của bà. Ồ, chào bà. Dạ, chào bà. Đây là hai ông chồng cũ của bà. Hả? Cả hai ông đều là chồng cũ à? Cũ thôi mà, có cần nhấn mạnh gì không? Hai ông này cũ, mà ông này cũ hơn. Bà bỏ ông này trước, tại vì ông già. Chắc hết sức rồi. Rồi sau đó bỏ ông này luôn vì ông trẻ. Chắc tại dai sức quá không chịu được. Bà Trầm Hương có bỏ hai ông này tôi chả có gì ngạc nhiên cả. Tôi thấy cái đó không có quan trọng. Quan trọng là tại sao cái bệnh viện này lại muốn bác sĩ trẻ đẹp như vậy. Trời ơi, nhìn cái làn da tao nó trắng miệng như da em bé vậy. Nhờ tôi dùng Chubby Skin Care, trắng da, chống nám, chống lão hóa là sức mạnh và cho sự tự tin mãnh liệt của phụ nữ. Cảm ơn. Ông bị điên nhìn hả? Bác sĩ trẻ đẹp cái tôi muốn bệnh luôn vậy à. Ông muốn bệnh chứ gì? Đây là cái bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối, cho nên bệnh viện này chỉ tuyển bác sĩ không cần giỏi, chỉ cần đẹp. Không nhận. Cái bệnh viện này sáng suốt dễ sợ luôn. Đưa ra cái policy tôi chịu hết sức luôn vậy. Đúng. Trước khi mình chết, mình nhìn bác sĩ trẻ đẹp nó cũng khoái khoái. Cái chết gì gái là cái chết thoải mái. Không thoải mái nổi đâu ông ơi. Đấy là ông chưa bị ung thư thời kỳ cuối, sắp chết thôi. Chứ bây giờ ông thử bị xem, ông nhìn tôi xem ông có ham muốn nổi không. Ông nhìn cái gì đấy?
Lê phải không? Cái gì đấy? Lê. Cái này đâu phải lê. Dưa hấu. Kêu kìa. Anh nói nhớ nha. Gì gì ông nội? Thì mày chỉ cái gì vậy? Tôi chỉ cái bản tên nè. Dr. Lê. Ai biết mà chỉ đúng chỗ. Luật sư kiện không? Kiện hai ông này không? Tôi làm luôn. Kiện cái gì? Gì? Tôi nhớ tên bác sĩ rồi. Dr. Lê. Kể từ hôm nay Lê làm ở chỗ nào tôi cũng lết đến chỗ đó để chữa bệnh. À, sắp tới tôi chuyển qua khoa tâm thần đấy. Hy vọng gặp ông ở bên ấy nhé. Tôi bên đi tâm thần. Cười gì ông nội? Bác sĩ ta vui tánh, ta nói chơi như vậy chứ bộ. Biết gì hết trơn à. Bác sĩ, hồi đó giờ tôi lười khám tổng quát lắm. Ông ấy hôm nay bác sĩ giúp tôi khám tổng quát được không? Được. Muốn khám tổng quát thì phải cởi hết quần áo ra, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cởi hết quần áo luôn. Đúng, 100... Cái gì đấy, ông định cởi thật đấy à? Ông mà khỏa thân ra, ông không thấy ngượng. Nhưng mà tôi á, khiếp lắm. Tôi ói ngay tại chỗ ngay. Thôi nhá, tôi không có thời gian ở đây để tầm sàm với hai ông nghe chưa? Luyên thoa luyên thuyên, vớ va vớ vẩn. Tôi nói cho hai ông biết là 5 phút nữa tôi cần một người nhà lên đón bà Nguyễn Thị Thầm Hương xuống để chờ kết quả. Sốt hết cả ruột. Thần kinh. Bác sĩ. Bác sĩ. Đây rồi. Cái gì vậy bún? Gì? Bún ra. Trời ơi. Ông kéo kéo nó đứt cái gì lưng cái nó tuột cái quần xuống. Bác sĩ đè tôi xuống khám bây giờ. Con khỉ. Bác sĩ, luật sư ta đang nói chuyện ở đây. Ta không có thì giờ rồi còn mà đặt thả dê không đúng lúc. Thả dê không đúng lúc nó không thành vấn đề. Mà thả dê không đúng chỗ. Nghĩ làm sao vậy? Ông có gương soi không? Chút tôi cho ông mượn ông soi. Giá gì vợ bỏ rồi mà còn tự tin. Ông vô ông hửi được cái ngón chân của bà bác sĩ của bà cho chưa mà nhau nhau lên vậy. Hai người biết cái gì hết á. Gì? Mình không thử làm sao mình biết. Người Mỹ người ta có câu, mình không mua vé số, làm sao mình trúng số. Mình không ứng cử làm sao đắc cử. Có ai tin là ông Donald Trump lên đắc cử làm tổng thống không? Đúng không? Đó. Yeah, thấy chưa ông á? Bình dân người ta cũng nói vậy kia kìa. You don't try, you don't know. Ông nói tiếng Anh đó hả? Chắc vậy á. Tưởng ông nói tiếng Thái không? Trời ơi, nói tiếng bồi quá, bớt nói cho nó lành. Mời mấy ông ngồi. Ngồi gì hết á. Bây giờ nè, bà nói cho tôi biết đi. Bà Trầm Hương kêu tụi tôi đến đây làm cái gì? Bà bệnh sắp chết. Mà người xưa có câu á, con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Tôi chắc là bà đã hối hận vì bỏ hai đứa tụi tôi, cho nên bữa nay mời tụi tôi tới để xin lỗi. Bỏ hai ông mừng gần chết ở đó kêu lại xin lỗi. Bà muốn biết khả năng của các ông, tại vì bà bị bệnh bất ngờ cho nên sẽ giao lại việc kinh doanh cũng như là business của bà. Cái gì? Cái gì? Quản lý kinh doanh hả? Trời ơi, 3 năm trước lúc mà bà bỏ tôi á, bà còn ăn welfare thế bà. Giờ ở đâu nhìn ra kinh doanh. Nè, bà Trầm Hương, bà luật sư, bà nói với bà Trầm Hương ha, có cái kinh doanh gì đó, giao cho ông nội này ông làm nha. Chứ còn tôi là tôi có cái business riêng của tôi rồi. Gặp tên tôi ra. Ok, đó là ý nguyện của ông, tôi sẽ viết xuống đây để báo lại với bà. Luật sư ơi. Dạ. Nói cho tôi biết là business của bà là business gì mà phải cần tụi tôi tiếp tục quản lý. Dạ, ông ngồi xuống đi. Bà Trầm Hương á, bà không có gì nhiều. Bà chỉ có một cái plaza. Người Việt mình á, thường gọi là thương xá. Gồm 28 unit mà không có bỏ trống một unit nào. Bà cho mướn 1 tháng, thu về ít nhất là 84.000 đô. What? Gì vậy? 84.000. 84,000. Ngậm miệng lại để rùi vô bây giờ. Ngồi xuống. Ông bình tĩnh đi. 84.000 đô. 84 × 12. Tô đồ. Tổng cộng 1 năm 1,008,000. Bình tĩnh đi. Các ông mà muốn không giữ lại đó thì có quyền bán. Giá hiện thời bây giờ nó là 11 triệu đô. Quý quá tỉnh luôn. 11 triệu hả? 11 triệu đô nếu bán liền. 11 triệu. Dạ.
11 triệu. 11 triệu? Tôi đang tỉnh hay mơ? Trời ơi! Đau không? Đau. Mày đang tỉnh đó. Mà mấy ông bình tĩnh đi, có phải của ông đâu mà mơ. Bình tĩnh, bây giờ mấy ông ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi đợi nghỉ mấy ông ngồi xuống chứ đây người ta cấp cứu hai người không có kịp đâu. Ngồi xuống đi và bây giờ nghe đây. Bà Trầm Hương còn hai căn biệt thự, còn tài khoản ngân hàng, tất cả đều do thân phụ của bà ấy để lại. Thân phụ của bà ấy đã mất cách đây 2 năm cũng do bệnh ung thư. Bây giờ ý nguyện của thân phụ cũng như ý nguyện của bà Trầm Hương đều muốn giữ lại toàn bộ gia tài đó, chỉ giao cho một người xứng đáng mà thôi. Và phải lưu truyền lại mãi mãi về sau. Bà sẽ cho xây một tấm bảng thật lớn để treo trước cửa của thương xá với ba chữ Trầm Hương Center. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi ông. Bình tĩnh. Trời ơi, tỉnh. Làm chủ một cái thương xá. Dạ. Trị giá 11 triệu. Dạ. Mỗi tháng thu nhập 84 ngàn. Bình tĩnh không? Mà sao em nỡ rồi chết đi? Việt Hương ơi. Cái gì vậy? Việt Hương gì đây? Cái bà đó tên Trầm Hương. Xin lỗi. Coi hại gì quá tôi nhảm. Trời ơi. Trầm Hương ơi. Đúng rồi Trầm Hương. Anh đau lòng lắm. Bây giờ em để lại hết tài sản cho anh. Anh xài tiền của em anh cũng không có vui. Nín ngay. Lúc này không phải lúc khóc. Đúng, 11 triệu là phải vui chứ. Nín luôn. Lúc này không phải khóc cười. Cái gì mà khó quá vậy? Khóc cũng không được, cười cũng không cho. Em muốn tôi sống sao? Ông nhiễm địa thi Nga lắm rồi nha. Giờ này ông còn Minh Tuyết ở đây nữa, muốn sống sao nữa hả? Không. Bây giờ mấy ông quyết định rất là nghiêm trọng cho mấy ông đây. Luật sư à, tôi tuy nghèo chứ tôi không có tham tiền. Đứng dậy tao biểu. Cái gì? Ở đây. Giờ tao tính gì? Tính sao? Cái thương xá 11 triệu. Ừ. Cộng thêm cái biệt thự với tài khoản ngân hàng, ít nhất cũng phải khoảng 3 triệu. Tổng cộng là 14 triệu. À. Tao không có lấy hết. Chia đôi, mỗi đứa 7 triệu, mày thấy sao? 7? Tôi cũng phải là người tham tiền. Ê, nhưng mà còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ sao không? Mấy người giàu có người ta hay mua bảo hiểm nhân thọ lắm. Mèo bèo cũng phải 6 triệu nữa. Cộng vô là 20 triệu. Chia đôi là đứa 10 triệu. Ông làm ăn mộng tính vậy chết tôi rồi. Luật sư nó ăn hết. Luật sư à, còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ của bà Trầm Hương đó, nhưng mà mấy cái thứ lẻ tẻ đó tôi không cần. Giao cho tôi cái plaza 11 triệu là đủ rồi. Đã đấy. Cái gì vậy rồi? Mày làm gì vậy? Chi đâu chứ tự nhiên làm mày nhai nút mình ông. Chi đâu cái gì chứ? Mày làm sao vậy? Mày bình tĩnh đi. Chưa có chi cho ai đâu. Bà Trầm Hương mới hỏi thôi. Và nên nhớ là bà nói bà chỉ giao cho một người mà thôi. Với cái tính khí của hai ông mà giao cho hai ông trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là mấy ông giết nhau để chia của bà rồi. Và bà ấy sẽ giao cho cái người xứng đáng nhất. Nãy giờ tôi cũng lưu hết lại đây rồi. Biết ai là người xứng đáng? Bà Trầm Hương sẽ biết người nào là người xứng đáng. Bà sẽ giao toàn bộ gia tài của bà cho người đó. Và đặc biệt là giao lại cái thương xá Trầm Hương Center. Thương xá mà làm như tịnh xá gì? Chuồng quá. Còn ai xứng đáng nữa? Ông, hồi đó giờ là ông có đi làm công thôi, chưa có làm chủ đứng quan bên. Luật sư. Dạ. Luật sư nói với bà Trầm Hương, ừ, người vợ yêu dấu của tôi đó, ừ, là tôi có kinh nghiệm điều hành. Ồ. Tôi có khả năng khuyến mãi. Ồ. Cái gì buôn bán là tôi có kinh nghiệm dữ lắm. Dạ. Tại vì tôi có business riêng mà. Ồ, cái business của ông là cái gì? Tôi bán nước mía. À, thì ra cái xe nước mía trước cổng chợ bên xa là của mày đó hả? Trời ơi, cái chỗ đó bán ế bùi rùi bu đầy.
Bữa nọ bán một tặng một tuần ngày rồi tôi uống về đó bụng thấy mẹ luôn. Ông nói đó lần sau tôi bán cái ly cho ông uống căm họng luôn á. À 300 hương. Đây đây đây, bà ngồi đây bà nghỉ. À tục tưng tục tưng tục tưng. Vợ yêu. Vợ yêu của anh. Ơi. Trời ơi. Anh nhớ em quá. Trời ơi. Bệnh sắp chế mà sao da đẹp dữ vậy. Ngồi đấy. Đẹp quá. Bà vui rồi nhá. Bà có đến hai ông chồng cũ đến chúc mừng bà, làm cho bà vui đấy. Thế là thăm nuôi bà thế là được rồi. Thôi tôi chúc mừng cho bà. 5 phút nữa tôi xuống rồi tôi đưa kết quả. Ôi giời, tôi trông gớm quá kìa khiếp. Eo ơi, sao tôi càng nhìn tôi càng thấy hai ông chồng của bà nó cũng giống như là bị sao nhỉ? Dở hơi cắm lợn ấy. Không phải đâu, nó nặng hơn một tí. Giống như là đang đi giữa đường xong bị ẩm một cái gì rơi vào đầu xong không bao giờ lành lại được nữa ấy. Kinh lắm, khiếp rồi, ôi, phạt ói. Nhìn gì mà nhìn. Ghê quá rồi. Kinh. Ê, vậy, từng đứa một, tao là chồng trước, tao phải nói chuyện trước. Còn mày, đi ra hành lang chờ chừng nào tao kêu vô mới được vô. Ông là chồng trước, nhưng chồng Hương thương tôi hơn. Đúng không, vợ yêu? Bỏ đi. Nhìn thấy mà gớm không? Bả là bả bỏ hai ông rồi. Quan trọng là bây giờ nghe bà Trầm Hương nói. Mời bà. Em không có bỏ ai hết. Tại hai anh chưa biết, ba má em rất là giàu có đó mà. Hồi lúc em lấy anh, má em từ em. Rồi lúc em lấy anh, ba em cũng từ em luôn. Cãi lời cha mẹ, ham chồng quá cho nên em mới trắng tay nè. Em đừng nói nữa, anh hiểu mà. Chỉ vì chữ hiếu mà em đành phải bỏ cả hai đứa tụi anh để trở về với cha mẹ, đúng không? Không, em không có gì chữ hiếu. Mà tại vì hai anh không có làm ra tiền, còn em không có quen cảnh sống nghèo nàn. Em à, anh nhớ mà, hồi đó nghèo đó, rồi em muốn đi sửa ngực, bác sĩ đòi 6,000 mà anh chỉ có 3,000 thôi. Anh ấy kêu em đi sửa trước một bên đó. Rồi một năm sau anh có tiền, anh mới đưa cho em sửa thêm cái phần bên là kia còn lại đó. Anh thiệt là kỳ khôi quá đi. Em bỏ anh rồi, anh đừng có giận em nha. Nói thiệt, mấy năm nay anh giận em hết sức. Nhưng mà giận không phải là vì em bỏ anh, mà vì em lấy cái thằng chồng sao xấu trai hơn anh. Đó là duyên phận. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cho nên đời em không có lấy được chồng đẹp trai. Hồi lúc em lấy anh đó, má em bà nói: tại sao mày lấy cái thằng chồng già hơn tao vậy mày? Rồi má em bà từ em. Bây giờ má em chết rồi, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Anh à, hôm nay em kêu hai anh tới đây là để bàn cái chuyện để lại gia tài. Em đừng nhắc ba cái chuyện gia tài nữa ha. Thương xá biệt thự tài sản ngân hàng gì đó nha. Ba cái bảo hiểm nhân thọ của em đó, anh không ham. Anh chạy Uber dư xài mà. Em muốn giao gia tài lại cho ai là tùy em. Nhưng anh chỉ nhắc em, chỉ có anh là người xứng đáng được hưởng cái gia tài đó. Vì sao? Vì lúc anh gặp em, anh còn là trai tơ. Bởi vậy em là mối tình đầu của em. Anh là người đầu tiên đến với em, và cũng sẽ là người cuối cùng lái Uber chở quan tài em ra nghĩa địa. Anh đã hy sinh cả đời trai cho em. Bởi vậy đời em mới xui nè. Ra đi. Gì? Còn người ông á, ông tham tiền vừa phải thôi. Ông thấy không, Trầm Hương bệnh như vậy, ông không có lo chăm sóc hỏi han, cứ lo gia tài gia tài. Mày ngu quá, không nói lẹ đủ bà bị coma sao? Đi. Trầm Hương, chỉ có anh thôi. Lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hình bóng em luôn lởn vởn trong óc anh. Em biết không, ngày đêm anh thầm gọi tên em. Hương, anh gọi tên em trong phút ngàn nỗi nhớ.
gọi tên em, gọi mãi không nguôi. Anh gọi tên Hương, mịt mù trong gió lòng. Gọi thầm nỗi nhớ băn khoăn. Hương, trời ơi, hát dở ẹt mà hát hoài. Hép. Cái gì? Hép. Tên là Hương chứ phải heo vậy. Tôi biết bà tên Hương mà tôi giật bẻ kéo tôi dậy con nọ. Giật bẻ nó, giật bẻ kéo lên. Hương ơi Hương, Có lẽ đây là lần gặp gỡ sau cùng. Hả? Trời, hôm qua tới nửa đời ưng phấn luôn rồi. Anh muốn nói với em chuyện gia tài, em cứ cất lại đi. Anh không có tham, anh cũng không có thèm. Anh chỉ cần có em. Em biết đó, từ ngày em bỏ anh có lấy ai đâu. Bởi không có ai thèm lấy anh. Ngồi vậy, cái tướng như con heo nọc mà cứ ngã ra hoài à. Nhìn thấy gớm à. Ông làm một hồi khi ông đi quay rồi bỏ lại bàn thờ cúng bây giờ nha. Mấy ông làm quá. Xin lỗi bà, tôi đã được chứng kiến nhiều cuộc tình lắm rồi, mà lần đầu tiên tôi mới thấy một cái cặp ông xã của bà mà tráo trở như vậy. Từ đó tới giờ tôi mê Nguyễn Hưng lắm. Tôi nghĩ là ông hát cái bài Hương đó là dành riêng cho tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ bỏ nghe cái bài này. Sau khi cha nội này hát, ông hát có một câu mà sáo tông luôn trời. Bà ơi, tôi xin phép bà tôi về văn phòng. Tôi sẽ lấy cái con mộc, con dấu mộc qua đây. Đây là tờ di chúc của tôi đã phát thảo sẵn. Bà cứ nghĩ là một trong hai ông, ông nào xứng đáng, bà ghi tên. Tôi sẽ quay lại đóng mộc cho bà. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Theo ý luật sư, hai ông chồng của tôi sẽ để tài sản lại cho ai? Tôi mà có hai ông chồng này á hả? Việc trước tiên là tôi bán sạch tài sản, rồi hiến tặng cho hội bạn người cùi. Cái gì vậy? Tự nhiên có phải cái người cùi là cùi gì? Hai anh nghe em đọc nè. Đọc đi em. Tôi tên là Nguyễn Thị Trầm Hương. Cái gì đây? Bà cái chúc. Em có chết rồi mày biết gì chúc? Nãy giờ anh gặp em, anh bối rối quá, anh xúc động quá, anh không có nhớ ra. Em bị ung thư mà, ung thư làm sao chết được. Đây, Sugoi Fukudan. Có rất nhiều loại Fukudan, nhưng tôi chỉ mua Sugoi Fukudan tại trung tâm Thúy Nga. Thần dược Nhật Bản, làm các tế bào ung thư tự hủy diệt. Uống liền đi em. Anh ơi, em bệnh nặng lắm rồi, không biết Fukudan có giúp ích gì được hay không nữa. Bình thường, một ngày mình uống 3 viên. Em nặng quá, chơi 30 viên đi. Không, em nuốt luôn cái chai đi. Ung thư nào mà chịu nổi em. Anh ơi, anh biết em bệnh nặng mà anh mua Fukudan đem tới cho em, em thật là xúc động. Anh ơi, cái chai này nuốt làm sao vậy anh? Kho qua bỏ qua đi, mình uống bình thường thôi em. Cái loại này tốt lắm, có 350 đô một chai à. Anh thiệt là chu đáo quá đi. Chu đáo mẹ gì, trời ơi, cái này nó đâu có mua. Gì vậy? Cái thuốc phan ca đu này là nó bán. Cái gì phan ca đu không nội? Thì mày mới nói Sugoi Fukudan. Fukudan phan ca đu gì có u được rồi mày. Đây nè, thằng này nó bán gạo. Trong túi nó lúc nào cũng có mấy chai. Đây nè. Cái gì vậy? Ở ngoài cốp xe nó còn mấy thùng luôn mày đó. Chơi bị ổi. Bị ổi con khỉ. Mày giả dối. Em à, chỉ có mình anh là thiệt thà. Đúng cái tên Trần Tung Thực. Em cứ giao hết gia tài cho anh đi. Sau khi em chết, anh cam kết sẽ dành nửa phần gia tài để làm một đám ma hoành tráng cho em. Ông xào đó, em đừng có nghe ông. Đi. Ông xào đó em. Nghe lời anh, một lời cuối thôi. Dù em có để lại gia tài cho anh hay không, không quan trọng. Anh vẫn tặng Sugoi Fukudan cho em uống miễn phí mà.
Em cảm ơn anh, anh rất là rộng rãi. Rộng mẹ gì, nó mua được giá sỉ thôi. Sỉ lẻ cũng là tiền chứ không? Chủ yếu là tấm lòng của anh đúng không em? Đúng không em, tấm lòng của anh đúng không? Chờ anh chút xíu. Nè, ra. Gì? Con mẹ này bây giờ bà uống thuốc nhiều quá bà khùng rồi. Hồi xưa bà đâu có nói cái giọng phim bộ đó. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tôi tính như vậy, như hồi nãy mình bàn. Bà nói gì kệ mẹ bà đi. Mình cứ cam kết với nhau, tài sản bà để lại đưa cho hai thằng, thằng nào cũng được. Mình chia đôi. Cái ung thư giỏi lắm, 3 tháng là bà chết queo rồi. Đúng không? Lúc đó mình bán luôn cái thương xá, mình cứ đôi. Mày không nhận, mặt xấu mà ốc sáng. Quyết định vậy đi. Yeah. Em à, bây giờ tụi anh tính như vậy nè. Là bà Trần Hương, tôi phải chạy như bay xuống đây để tôi thông báo cho bà một tin rất là quan trọng đối với bà. Chuyện gì vậy bác sĩ? Trời ơi, sung sướng không có gì bằng. Tôi không bị bệnh mà tôi nghe một cái tôi còn bay lên tận trời cao, huống chi là bà. Tôi đảm bảo bà ngồi yên trong cái ghế này là bà sẽ bắn một cái ra đằng kia ngay khi bà nghe tin này. Cái loại thuốc mà bà ký nhận và thử nghiệm trong tuần vừa rồi, bây giờ nó đã có kết quả. Và cái cục, à không phải, cái cục, cái u đó, cái cục u trong đầu của bà đó, nó đã dần dần teo hết và bà sẽ dần dần hoàn toàn khỏi bệnh. Chúc mừng bà. Thiệt không bác sĩ? Bà sẽ khỏi bệnh. Thiệt không? Yeah. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Bà... cảm ơn trời Phật, chỉ là tôi đâu có bệnh nữa. Tôi sẽ hết bệnh phải không bác sĩ? Đúng. Trời ơi bác sĩ ơi, sao bác sĩ giỏi quá vậy? Tự nhiên tôi nghe bây giờ tôi đi được luôn rồi nè. Đấy. Bác sĩ ơi, thiệt vậy đó hả? Tinh thần thấy quan chưa? Trọng lắm. Vâng. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Thử bao nhiêu thuốc, làm bao nhiêu kim môn cũng không hết. Rồi ông thầy bùa, ông bán cho tôi một lá bùa 1.000 đô, tôi đeo lỡ lưng quần luôn. Lỡ là tại vì là lười tắm cái gì không lấy ra đâu. Phải, tại vì tôi đeo để coi nó có linh nghiệm hơn, sắp chết rồi mà sợ bác sĩ không? Bây giờ tôi không ngờ chứ. Là thuốc nó thần nghèo như vậy, cảm ơn bác sĩ rất vâng. là nhiều. Tôi trời mừng ơi. Quá, chúc mừng bà, chúc mừng bà, vâng. Thì... quá là sung sướng rồi. Cái gì đấy? Bác sĩ, nói vậy là vợ tôi không chết nữa hả? Chết được sao được mà chết? Sao vậy? Ủa mà bác sĩ, sao mà lành bệnh hay vậy? Ơ, thế có vẻ không vui à? Vui gì nổi, bà hết bệnh là tụi tôi bệnh đó. Tao đó tao. Đúng rồi, suýt nữa chút xíu ông Diễn nữa là thành triệu phú rồi. Tự nhiên bây giờ bị tuột khỏi tay, tiếc chứ. Ôi ông ơi, đó. Người ta có số, có phần hết cả rồi, các ông cũng thế thôi. Bà Trầm Hương ơi, nói vậy là bác sĩ nói là bà. Luật sư ơi. Sao sao? Bệnh của tôi sắp khỏi rồi. Ôi, vậy hả? Rất là mừng bà. Ôi, vậy là những cái chuyện mà coi như là mấy cái chuyện mà tôi nhờ luật sư á. Di chúc là di chúc bỏ qua. Dạ, đóng hồ sơ này. Dạ, đóng hồ sơ chúc đi, mừng bà. Không cần nữa. Chúc mừng bà. Là bà mời hai ông này đến đây để viết di chúc đó hả? Đúng rồi. Dạ. Vậy là tôi đóng hồ sơ ha. Đóng hồ chúc sơ mừng đi. Bà. Dạ. Ủa vậy. Ủa nó nghe nè. Ôi về. Về cái gì nữa? À, tôi thấy người ta đang cẩu cái xe Uber của ai ngoại á. Cái gì? Lăn đó lẹ. Dạ là xe lăn cho bệnh viện, xe lăn bệnh viện này lấy. À quên, xin lỗi bác sĩ. Lẹ đây nó cẩu rồi. À còn ông ơi, à, bán nước mía phải không? Về bán thêm nước dừa đi, ông có cái bàn nạo tốt quá mà. Gán đi. Gán về bán. Tầm sang. Gán bán đi, khi nào đủ 1 triệu tới thông báo. Này. Từ hồi sáng tới giờ đứng đây cho giữ, không có một đồng xu nào hết. Trời ơi, tôi ở nhà tôi bán được 100 ly nước mía rồi. Đi về. Này, có nè. Gọi từ cái gì đấy là nhà quản ở cái thì cancel đi nhá, không cần dùng nữa đâu. Em, mấy cái vụ ung thư này nó có chữa khỏi, giỏi lắm là cũng 5 năm nó tái phát. Nếu 5 năm sau có gì, nhớ gọi tụi anh đến chia tài sản nha. Thôi, em nghe lời luật sư rồi. Chừng nào mà ung thư tái phát đó, em sẽ bán hết tài sản cho hội người cùi. Phải không luật sư? Thầy, chồng cũ không cho, cứ cho người cùi. Nghe xong cái muốn cùi luôn vậy. Thôi đi, ông á, ông làm quá lắm nha. Tôi từ đó tới giờ tôi thấy biết bao nhiêu cái người chồng là tôi làm biết bao nhiêu vụ mà tôi chưa bao giờ thấy cái người nào mà kinh tởm với ông này đó. Trời ơi, bà đẹp đẽ quá mà. Lấy làm chi cái thứ cô hồn cát đảng vậy? Cái gì vậy bà? Luật sư ơi, vợ chồng là duyên số. Không có ai vỗ ngực xưng tên là mình khéo chọn vợ hay là khéo chọn chồng.
Cho nên như luật sư nè, xinh đẹp, thông minh như vậy, hình như là chưa có chồng phải không? Ủa? Ê để tôi, tôi về nâng khăn sữa tưới cho bên ấy. Mày ơi, thời bây giờ làm gì có khăn đâu mà nâng. Celine Hà, về với anh đi. Anh sẽ bán Uber để lăn xe em thành Celine Dion. Trời ơi. Ôi. Nè nè, hai ông nội, tôi có ế suốt đời cũng không bao giờ dám lấy hai ông về đâu. Bỏ mộng đi nghe chưa. Ê, gớm. Này, tôi bảo hai ông ở đây làm cái thiết sự gì nữa. Đi về đi. Giờ hơi, biết bơi, bơi bướm nó còn bơi ngửa. Trời ơi. Đi về. Hãy trả lại sự bình yên cho chúng tôi và để cho những phụ nữ quyền lực xinh đẹp như chúng tôi chào khán giả và trả lại sự bình yên cho các bệnh viện này. Cảm ơn. Xin chào. Cô làm cái gì vậy? Dạ, em ra mở cửa văn phòng nha sĩ. Cô mở cửa phòng mạch hay là mở cửa động? Là cái gì mà nhí nhai nhí nhảnh vậy? Trời ơi, bệnh nhân tới đây nhổ răng là nhờ em không á. Ta tới là nhìn em, ta nhức răng qua, ta xít. Xong ta vô, ta nhổ không á. Biết bao nhiêu nha sĩ muốn mướn em về á. Bực mình. Em cầm cho, nhiệm vụ của em mà. Ủa, trời không mưa mà cũng mặc áo mưa làm chi vậy nha sĩ? Nha sĩ đâu còn gì nữa, bảo hiểm nó đâu mà cần phải mặc. Mặc trước chắc ăn cô ơi, nhiều chuyện xảy ra lắm. Dạ, hãy cởi cái đi nha sĩ. Ừ. Ê, từ từ. Trời sao? Ơi, có chừng rớt tóc giả của tôi. Yên tâm đi, nha sĩ đâu còn gì thiệt đâu mà không giả. Ngậm miệng lại. Chứ vậy? Có chừng rớt hàm giả luôn bây giờ. Ê. Ngày nào không làm chuyện này hết trơn á. Ừ. Làm như bị bại liệt hay sao á. Già dễ sợ. Ủa, mà sao hôm nay mặc nha sĩ buồn bộ gia đình có người chết hả nha sĩ? Nhà không có người chết. Dạ. Nhưng mà trong lòng tôi đang chết đây nè. Bộ ung thư ruột hả nha sĩ? Phải. Mỗi tuần á. Dạ. Trung bình tôi nhổ 10 cái răng. 10 cái răng. Một năm á là 540 cái. Dạ. 20 năm trong nghề á, tổng cộng là 10.800 cái răng. 10.804 cái răng. Mà sao lội ra có 4 cái nữa? Bữa có nhổ phi cho em 4 cái không có ghi. À. Đó. Vậy mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi. Trời ơi. Tôi biết chắc là nó không có mê bả. Dạ. Nó chỉ muốn hốt cái đống răng của tôi thôi. Trời ơi. Thằng đó chắc miệng nó bự lắm, nó mới mua nuốt được 10,000 cái răng vô bụng. Không phải, ý tôi nói là cái tiền á, nhổ răng tôi đưa hết cho vợ tôi giữ, nó muốn lấy đó mà. Trời ơi, bà bác sĩ thấy đàng hoàng lịch sự vậy mà trời cũng lăn loàn quá hả? Thôi đừng buồn, đừng có giữ người ra đi, hãy giữ người ở lại, bỏ đi lấy người khác. Lấy ai bây giờ? Em chứ ai. Trời. Tha là bò đi hết, ta làm lại từ đâu. Lát mở bài đó cho nghe hay. Lấy cô thà tôi ở vậy sướng hơn. Ủa sao ai cũng nói em câu này ta? Mà tôi tức lắm. Gì tức nha sĩ? Phải chưa, bắt cặp cái thằng nào đẹp trai tôi không nói. Đằng này bắt cặp cái thằng xấu quắc à. Đâu có gì đâu, cái đó là gu của bả mà. Gu bà bác sĩ bà khoái xấu xấu vậy đó. Chứ bà khoái đẹp ngày xưa bà đâu có lấy bác sĩ. Có duyên quá cho nên bây giờ còn ở không nữa nha. Sao ai cũng nói em vậy hết trơn người ta. Tức lắm, nó xấu lắm biết không? Biết, cho mượn coi coi có hình ảnh gì không? Đây, có nè. Đây. Thấy chưa? Đây nè. Đó. Không nãy hả? Ừ. Wow. Nhìn kỹ bây giờ mới thấy quen quen. Bạn trai của cô hả? Đâu có, bạn trai em là anh cào rách mặt đó rồi.
Thế sao cười? Ai vậy? Tào lao. Cười cho cố bác sĩ. Em tưởng có mình em vô duyên chứ. Bệnh nhân của mình. Cái gì? Ông này ông tên Nguyễn Công Hàm. Bệnh nhân của tôi? Dạ. Tại bác sĩ đông khách, bác sĩ không nhớ chứ em nhớ. Tại ông này không có cái nét đẹp xấu lạ. Nhớ dai. Nó tên Hàm à? Dạ. Bộ lúc mới sinh ra ba má nó biết trước là nó có cái hàm răng nạo dừa hay sao đặt tên Hàm vậy ta? Ba mẹ nào mà biết trước? Ba mẹ bác sĩ cũng đâu có biết bác sĩ bự con đâu, cho nên mới đặt là Quỳnh bé đó. Chứ đáng lý là phải đặt bác sĩ là Quỳnh bự hay là Quỳnh sệ gì đó. Sệ quá à, xuống cấp. Phải nâng lên, hiểu không? Có nhiều nâng nhiều. Em nâng dữ lắm, nâng lên sệ quá. Bệnh nhân của tôi ha? Dạ. Ủa bác sĩ mà bác sĩ định trả thù người ta bác sĩ? Thằng này đã tới đây là đã tới số đó rồi. Trả thù người ta hay gì mà tới số? Dĩ nhiên. Sách y khoa có dạy. Dạy gì à? Đừng bây giờ chọc giận nha sĩ. Dạ. Trừ trường hợp mình đã rụng hết hai hàm răng. Trời ơi, sách thì giết tào lao vậy trời, phải không? Tôi nói cho cô biết. Dạ. Trong lịch sử cổ kim không có bệnh nhân nào mà dám dê vợ nha sĩ hết. Ồ. Tại vì khi nó ngồi lên chiếc ghế này có nghĩa là nó đã phó thác cuộc đời nó trong tay nha sĩ. Chiếc ghế này có thể là một ngai vàng êm ái, nhưng cũng có thể là một cái ghế điện dành cho kẻ tử tội. Trời trời, đi nhổ răng mà làm như đi tử hình hả? Cô không biết đâu. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, người ta không sợ gặp bác sĩ mà chỉ sợ gặp nha sĩ thôi. À em biết rồi, vô đây hả họng đâu có được nói gì đâu hả mọi thấy bà nội. Ừ. Phải không? Đúng rồi. Thằng đó tới đây nó chết cho tôi. Dạ. Chỉ có điều tôi tức quá. Sao ạ? Không biết chừng nào nó mới tới đây chữa răng. Trời đất trời. Bác sĩ nghĩ sao vậy? Văn phòng này có hai người em còn sống đây là bác sĩ yên tâm. Y tá đi làm gì? Sao? Để đó em. Có em là có tất cả. Alo. Dạ. Anh Nguyễn Công Hàm hả? Dạ, em gọi từ văn phòng nha sĩ. Dạ, hôm nay bác sĩ vừa mới lật hồ sơ của anh ra coi. Chết rồi anh ơi, nguyên hàm băng đẹp của anh bỗng nhiên có một lỗ. Dạ anh phải tới liền, anh không tới liền là lây nguyên hàm đó anh. Dạ không sao, hôm nay may lắm nha. Tôi giúp anh á, có một người bệnh nhân cancel rồi cho nên tôi bỏ anh vô liền. Dạ, anh tới liền nha. Dạ không, anh phải tới trước 5 phút á. Dạ anh tới sau 5 phút là cái lỗ liên thông với bao tử nó đẩy qua gan. Thế nào anh cũng đuôi cặp mắt à. Dạ tới liền anh. Anh mà tới sau 5 phút là anh thúi luôn bộ móng á. Ờ, tới liền, cả anh tới trong vòng 3 phút hả? Dạ được rồi, cảm ơn anh nha. Tới liền nha, dạ tôi dành chỗ giùm anh. Dạ. Ai dạy cô cái chiêu này vậy? Bác sĩ chứ ai. Tôi dạy hồi nào? Trời em ngu lắm đâu mấy biết vụ này đâu. Mỗi lần trời mưa cái bác sĩ xuống em lấy hồ sơ ra. Ta răng cỏ bình thường, bác sĩ nói kêu nó tới đi, nói nó sắp thúi hai hàm rồi. Thôi, chỗ nào ế với chỗ này lúc nào cũng đông hết trơn á. Nhờ bác sĩ em mới học được cái chiêu gạt người đó chứ. Dạ. Quên. Ủa bác sĩ, trước khi em vô em chuẩn bị đồ nghề em hỏi bác sĩ câu này nè. Cái gì? Câu này chính đáng trong cuộc đời nè. Sao? Bác sĩ đã coi lại trong tài khoản của mình nó còn tiền không? Chi vậy? Thường thường mà mấy bà mê trai, bà hay lấy tiền cho trai lắm. Sao cô biết? Sao không biết, trong tài khoản em đâu còn đồng nào. Cô nói đúng. Dạ. Sáng này tôi coi lại trương mục của tôi đứng chung với bà. Dạ. Không còn một cắt. Vậy hả? Thằng này tới số rồi. Vô chuẩn bị hành động. Dạ. Bác sĩ yên tâm, em đã sẵn sàng tất cả. Tốt. Biến thái thì ghê quá. Bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi. Chết em rồi bác sĩ ơi, đau quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em đau quá, nhức quá bác sĩ ơi. Nó đó. Trời ơi, cái lỗ của em làm như bây giờ nó thông xuống cái bao tử rồi bác sĩ ơi. Nó chạy qua cái gan, đưa lên con mắt rồi. Bây giờ em không có thấy gì nữa. Em không thấy gì nữa bác sĩ ơi. Đụng vô đây một cái là sáng mắt liền luôn á. Mẹ, giả tứ chèo quá. Cô em đi bác sĩ. Nó đó. Dạ. Cô em. Chào anh Công Công. Dạ không. Công Công là thằng em của em. Em Công Hàm. Nguyễn Công Hàm. À, dạ. Công Hàm. Dạ. Công nhận ba má anh đặt một cái tên rất là ý nghĩa. Dạ. Tôi mừng quá. Anh này tới tôi quá mừng. Ô, bác sĩ ơi, mỗi ngày bác sĩ ít có cười lắm.
sao hôm nay bác sĩ làm gì mà cười dữ vậy bác sĩ? Anh không nghe thi sĩ Xuân Diệu viết hả? Viết gì bác sĩ? Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu gì sao tôi cười. Mấy cái thằng mà tự nhiên nó cười mà nó không hiểu gì sao nó cười, nó bị khùng á. Khùng á? Có câu thơ này tặng luôn cho bác sĩ. Sao? Đẹp trai mà lại bị khùng, bị khùng mới tưởng mình là đẹp trai. Hay, tôi thích những người làm thơ với anh. Chịu. Ôm hoài vậy hả bác sĩ? Ê. Thôi cứu liền em đi. Chửi, đau quá. Thôi đi anh, ở đây nè. Xẻ lên bác sĩ ơi. Cô y tá. Dạ. Ra ngoài khóa trái cửa lại. Dạ. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Dạ. Bất cứ ai tới cũng đều kêu đi về. Hôm nay tôi muốn dành hết thời giờ của tôi để tôi tiếp bệnh nhân Nguyễn Công Hàm. Yên tâm đi, một con kiến cũng có lọt qua được. Chuyện này là chuyện của em mà. Em cảm ơn bác sĩ. Có cái lỗ của em thôi mà hai người làm trịnh trọng quá. Em làm em thích dễ sợ luôn vậy đó. Chữa bệnh mà có cái tâm dễ sợ. Tôi sao? Em cảm động lắm. Dạ. Yeah. Tôi còn cảm động hơn anh nữa mà. Yeah. Bữa nay mà anh tới đây là tôi mừng hơn trúng số nữa đó. Yeah. Nhưng mà trước khi chữa đó, yeah, tôi muốn hỏi ý kiến anh một chuyện. Bác sĩ muốn hỏi ý kiến em. À. Bác sĩ tìm đúng người rồi. Xin giới thiệu với bác sĩ. Em biệt danh là chính biết. Ừ. Cái gì em cũng biết đó. Chỉ có biết điều là em không biết thôi. Nói nè bác sĩ nghe này đừng có buồn. Những người trong giới y khoa như bác sĩ vậy đó, chỉ có giỏi chuyên môn thôi, chứ ở ngoài đời không có biết cái gì hết á. Không có giống như em, cái gì em cũng biết. You là know nothing. Me, I know everything. Bây giờ nè, tình tiền tù tội nè, bác sĩ muốn cái gì hỏi đi, em cố vấn cho. Thấy cái mặt đau khổ vậy chắc hỏi tình rồi. Vợ bỏ phải không? Không phải. Mỗi tuần trung bình tôi nhổ 10 cái răng. Một năm là 540 cái. 20 năm hành nghề là 10.800 cái răng. Mình bỏ qua cái vụ này đi bác sĩ. Sao vậy? Cái này nó là phạm trù nghề nghiệp chuyên môn á. Em chỉ có cố vấn về tình tiền tù tội thôi. Mình chưa có nói hết. 10.800 cái răng mà bây giờ có thằng nó dám dê vợ tôi, ha? Tôi biết là nó muốn manh tâm hốt cái đống răng đó của tôi. Coi, nó hốt 10.800 cái răng đó về nó triển lãm răng hả bác sĩ? Không phải, nó hốt cái tiền nhổ răng của tôi đó, hiểu chưa? Hốt 10.800 cái răng, vậy chi là gần cả 10 triệu. Thằng quỷ nào mà nó giỏi quá vậy ta? Thằng này nó còn hơn là trúng số độc đắc nữa. Chắc thằng này phải đẹp trai lắm phải không bác sĩ? Nó không đẹp trai mà nó quá xấu đi. Mà còn nó còn là bệnh nhân của tôi nữa đó. Bệnh nhân của bác sĩ? Thằng này ung thư gan chắc luôn. Sao ung thư gan? Chỉ có ung thư gan gần chết nó mới to gan dám dê vợ nha sĩ thôi. Mà em nói bác sĩ nghe, em nhìn bác sĩ vậy em tội nghiệp bác sĩ lắm. Cái gì? Thấy thương bác sĩ dễ sợ. Cứ suốt ngày lo chuyên môn riết rồi đó, đó coi là đó. Bây giờ không có luyện tập cơ thể gì hết, để già cả ốm yếu đi, đúng không? Bồ lon con tán bây giờ treo lủng lẳng toàn ten chứ có làm ăn gì nữa đâu. Nói nghe, vợ của bác sĩ tuổi này là tuổi gì? Tuổi gì? Tuổi hồi xuân. Gặp mấy cái thằng phi công trẻ đó, nó sung sức, nó biết chiêu thức, nó biết ga lăng, lịch sự, nó đưa đi ăn uống, rồi nó mở cửa xe, nó đưa vô nhà băng, nó hốt đống tiền về đưa cho nó, rồi nó bế về nhà, để lên đầu, bưng đi tắm. Bà cha nó chịu sao nổi bác sĩ, chịu sao nổi. Không, có nhiều cảnh sau đó còn ghê gớm hơn nữa mà em không dám tả nữa, tại em thấy cái mặt bác sĩ sệ quá, tội nghiệp quá. Vậy theo anh, tôi sẽ làm gì? Bình tĩnh bác sĩ. Bình tĩnh, mình nóng nảy lắm nó hại não. Để đó em. Chính biết mà. I know everything. Bây giờ nè, em cố vấn cho bác sĩ. Bác sĩ phải làm sao dụ cái thằng đó nó tới đây. Ha, rồi nó tới đây nó nhổ răng. Để nó ngồi vô cái ghế này. Ngồi vô, đó. Ngồi vô giống như ngồi cái ghế điện vậy đó bác sĩ thấy không? Xong rồi mình đè nó xuống, mình nhổ sạch mấy cái răng không đau. Cái nào đau mình để lại nha. Không có được. Làm như vậy rồi nó thưa tôi mất bằng sao? Thưa sao được bà thưa? Mình có ghi rõ ràng kìa.
nhổ răng không đau. Tức là những cái nào đau mình không nhổ, mình chỉ nhổ những cái không đau thôi. Làm sao mà thua được? Hay hả? Hay, ý kiến anh rất là hay. Thôi, cảm ơn anh. Kính biết, I know everything. Đó, em nói bác sĩ nghe, cái này đó là mình chỉ cảnh cáo sơ sơ nó thôi. Ừ. Nếu mà bác sĩ thật sự muốn trả thù, em có chiêu này còn độc hơn nữa. Chiêu gì? Dứt khoát không được chích thuốc tê. Không chích thuốc tê. Lấy cái dao mổ rạch hai cái nú nó ra, lấy hai hàm răng để ra ngoài cho em. Trời ơi, tưởng tượng đi, đẹp trai cỡ như em mà không có hai hàm răng, tao cào cào tát chài, cào cào cài vô nó nhột chết. Đàn bà ấy đã bỏ chạy liền. Trời ơi, vợ bác sĩ sẽ về với bác sĩ không? Tại vì ông bà mình có câu sao, cái răng cái tóc là gốc của con người, không có gốc làm sao nó làm con người. Đúng không? Anh nói rất đúng. Đúng. Cảm ơn anh. Em chính biết mà. Anh chẳng những là một cố vấn giỏi, yeah, mà anh còn diễn kịch giỏi hơn nữa. Trời ơi. Anh làm như anh không biết chuyện gì xảy ra. Em không biết chuyện gì đâu. Anh không biết thiệt à? Dạ em không biết chuyện gì vậy chị. Ông này không hay lắm. Quỳnh Công Hàm rất là hay, anh rất là hay. Cái mặt của anh nó gọi là poker face. Ừ, cái mặt này lắm. Tôi thích đánh poker. Trời ơi, Hương Thủy Kỳ Viên rủ đánh hoài. Thích đánh lắm không? Ừ. Vô cuộc à, giao cuộc. Vô, vô, vô. Đi hình nào. Dạ. Làm liền, làm liền, làm liền. Đau quá. Đây, anh ngồi xuống đây. À. Lẹ 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 bác sĩ, 4 phút 59 rồi, qua 5 phút là em chết đó bác sĩ. Đồng nghề đâu bác? Dạ. Lấy cho tôi đồng nghề. Đau quá. Ê. Dạ đây. Dạ, đây, lẹ lẹ lên. Đây làm gì có tầm quá ta. Cái lỗ nó sâu lắm đó nha bác sĩ. À. À. Oh yeah. Trời ơi. Hai người làm như là coi phim ba ác chi trời. À, thì anh, vậy bác sĩ. Anh mướn ba ác chi gì? À. Có. Vui quá. Gì vậy? Bác sĩ, bác sĩ. Em chỉ có sửa nhổ răng thôi, đâu phải là tra tấn tù nhân đâu bác sĩ. Đâu có tra tấn gì đâu. Tôi chỉ chuẩn bị chữa răng cho anh thôi mà. Cái gì vậy? Ừ? Bác sĩ làm gì nhìn em đắm đuối vậy bác sĩ? Luật hôn nhân đồng tính nó mới vừa ban hành thôi mà, đâu có cần ác phê lẹ dữ vậy. Không lẽ bác sĩ thay đổi giới tính rồi hả? Không, tôi thay đổi rồi đó. Hả? Ừ. Bác sĩ ơi, nhưng mà em thẳng. Tôi biết anh thẳng mà. Em thẳng. Miễn cưỡng có đem lại hạnh phúc đó bác sĩ. Được. Rồi anh sẽ thấy hạnh phúc. Dạ. Nước. Dạ. Cái gì đấy trời ơi. Đi nhổ răng mình phải đi ăn coffee đâu trời ơi. Bác sĩ thì công nhận tiết kiệm tiền dễ sợ luôn. Cái gì vậy? Bác sĩ ơi bác sĩ. Cái này bình thuốc rầy mà bác sĩ. Nó đó. Hả à, miệng ra. Bác sĩ ơi. Cái gì? Em bị sâu răng chứ không có sâu rầy bác sĩ. Sâu nào cũng chữa được hết. Hả à, miệng ra. Bắp bắp bắp. Ao. Bắp. Cái gì vậy? Điện thoại tôi đâu? Ren rồi phải không? Dạ điện thoại. Để tôi đưa vào. Túi này có bác sĩ nè. À. Dạ. Bác sĩ ơi cái gì vậy bác sĩ? Hả? Rồi mình. Ơi. Ai? Trời ơi. Bác sĩ ơi, chị tôi đây chết con sâu đo bác sĩ ơi. Đâu? Xin lỗi. Trời ơi. Ông sách tầm bậy tầm bạ người ta tưởng tôi đá dầm chắc trời. Vậy vậy trời. Dạ. Không còn. Hả? Không còn. Thôi tôi kia kìa. Dạ đây. Ừ. Cái gì vậy? Hôm nay nhổ răng sắp à. Rồi cái miệng này chắc bỏ cả ký bông gòn rồi bác sĩ. Yên tâm. Dạ. Có 5-6 ký lần mà. Dạ. Hả miệng ra. Hả miệng ra. Nè, tôi nói cho anh nghe, không có cái nghề nào mà căng thẳng bằng cái nghề nha sĩ hết trơn á. Bác sĩ gặp bệnh nhân á thì chỉ nói sơ sơ rồi bác sĩ viết toa. Còn tôi gặp là phải làm. Khổ lắm mình biết không? Biết không? Đau răng, nhức răng, chứng răng bị ngứa, răng vàng. Tới thì kiếm nha sĩ hết. Tôi khổ lắm. Tám răng là niềng răng nè, thấy không? Đủ thứ tối ngày thấy toàn răng. Về làm mơ cũng thấy răng. Cho nên tôi bị dễ bị nổi điên lắm. Lâu lắm bác sĩ ơi, dạy cho lẹ nè. Rồi đó, rồi đứng yên đi.
vô phước cho thằng nào ngồi trước cái mặt nhà sĩ rồi nói đâu đi. Đừng có chống cự, nát chết bây giờ. Trời ơi, gõ mà nó gãy vậy chắc quanh banh hàm còn nhỏ quá. Nhổ trước đi bác, nhổ từ cái trước. Dạ. Dạ bác sĩ, cái kìm này em bữa nhổ cho gót guốc. Hãy khoan trước. Được rồi. Dạ. Cô nhắc tôi mới nhớ. Dạ, để em. Trời ơi, người làm gì khóa cửa? Anh ơi, anh làm cái gì vậy? Mấy người làm cái gì vậy? Trời ơi, đi ra coi cô. Anh ơi, trời ơi, anh ơi. Ủa anh Hàm, trời ơi, ướt hết, lấy khăn chậm. Cô ơi, anh Hàm ơi, có sao anh Hàm ơi? Nè khăn là bác sĩ. Trời ơi, ướt trời ơi, chậm ngay bùng binh quận nhất luôn rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, nó không nghe bác sĩ đâu, bác sĩ ơi. Tao chết rồi. Tôi còn sống hay tôi đã chết? Còn sống. Đây là đâu? Đây là đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Tán tôi bạc tay coi. Thấy trắng trắng, thấy thiên thần là biết thiên đàng rồi. Tán bạc tay coi. Tán bạc tay nữa. Mở ra cho người ta. Trời ơi. Cần em đạp vô mặt cho tỉnh không? Khỏi. Đau quá là tôi biết tôi còn sống rồi. Mừng quá tôi còn sống rồi. Trời ơi. Ôi cái hàng nào chỗ cho mình đuổi đó. Buồn ra. Em quá, em quá, em quá. Anh làm cái gì vậy? Anh á. Ai cho em mồm đó? Anh đi vô trong, anh Hàm ơi, anh vô trong. Anh vô trong anh rửa mặt cho tỉnh táo nha, tôi xin lỗi anh. Sao cô chị luôn ở đây? Vô trong. Ừ, anh đi vô trong anh rửa mặt cho tỉnh táo. Đường này là thiên đàng nè anh. Ừ, đường này là địa ngục, đường này thiên đàng. Trời ơi anh làm cái gì vậy anh? Còn hỏi nữa hả? Đừng có giả bộ ngây thơ nghe chưa? Em giả bộ cái gì chứ? Anh bữa nay anh ghê gớm dễ sợ luôn, bà gan quá. Bà dám hẹn tình địch ở đây. Tôi hẹn tình địch là ai? Tình của bà, địch của ổng. Trời, ai tình ai địch? Tôi đâu biết ai địch ai. Trời ơi, cô ấy nha. Tôi sao rồi có. Bà hẹn họ ở đây nè, anh ra ông bác sĩ mới làm vậy á. Hẹn họ ai? Hẹn họ ông Nguyễn Công Hàm. Rồi tôi hẹn ông Hàm, tôi đâu có chối đâu. Trời đất ơi. Cái gì? Trời ơi, ông nha sĩ thấy chưa? Hẹn họ, hẹn trai mà không có chối. Em nói rồi, lấy em chịu. Em không hẹn ai đâu nè, lấy em đi. Anh. Im đi. Em hẹn anh Hàm mấy tháng nay. Sao? Hẹn mấy tháng? Ờ? Hẹn một tháng là banh xác rồi. Hẹn mấy tháng, thằng quỷ nó có cái bàn nào thấy khủng khiếp không? Hẹn mấy tháng là nó bào tới cùi. Trời ơi, anh nè, anh Hàm á là chuyên gia địa ốc uy tín, cho nên em nhờ anh tìm một căn nhà ở biển yên tĩnh. Hả? Trời ơi, nhổ bao nhiêu cái răng bây giờ vợ lấy mua nhà ở với trai, mà trai trẻ nữa mới chết. Trời ơi, thì ra là cô nó lấy hết tiền riêng một tôi để mua nhà cho nó đúng không? Em mua nhà cho anh. Cái gì? Cho tôi. Em lấy tiền em đao tiền nhà. Tại vì 2 tháng nữa là sinh nhật 50 tuổi của anh rồi, anh biết không? Dạ khoan bà bác sĩ, cho em quay em nhìn. 50 đấy hả? Quay lại đi nhìn như sắp mấy 70 vậy cha. Sẽ dữ vậy, cắn lên. Tao mua nhà cho ông kìa, cắn lên. Anh á, em tính á là cho anh nghỉ hưu sớm, hoặc một tuần anh làm 2 buổi thôi. Tại vì nghề bác sĩ á 70 tuổi còn làm được, còn ngành nha sĩ như anh á lớn tuổi một chút là rung tay rồi, làm sao mà nhổ răng cho người ta được. Dạ đúng rồi đó, dạo này nha sĩ cũng rung dữ lắm. Bữa ông nhổ cho em 4 cái mà ông nhổ lộn thành 5 luôn á. Đó anh thấy chưa, tới chừng lúc đó là hai chồng mình có một căn nhà tại biển mà nghỉ dưỡng. Bây giờ anh làm hư chuyện của em, mất mặt anh là mất mặt em luôn nữa rồi đó. Mất mặt tôi luôn. Cô á nha, cô nói ra nó vô về chồng tôi như vậy nè. Em không có nói, em đâu có nói gì đâu, em chỉ có suối thôi à. Em biết gì đâu nói. Trời ơi, đi vô coi người ta làm sao dẫn ra đây coi. Anh Hàm, anh có sao không anh Hàm? Anh Hàm ơi, anh đừng có buồn, có gì em hiến thân đền đáp cho anh. Tôi đi bà nội. Trời ơi, thấy cái đẹp cái tùm tướp nhân cướp vậy à. Chân ngắn có hạn thủ đoạn bao la là cô á. Cô á, bây giờ còn phải đi thẳng tới viện chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Thanh Hằng Beauty Medi. Cô tốt lại đi, qua mai tôi suy nghĩ lại. Anh Hàm ơi, tôi xin lỗi anh đừng có giận nha anh Hàm. Xin lỗi cái gì? Cô đó, vì giúp cho cô mua căn nhà mà xích xúc tôi mất mạng, cô thấy không? Bây giờ cái tiền quê ông tôi phải lấy đầy đủ. Nói thiệt rồi, bực mình. Tôi là Công Hàm mà chồng cô xích xúc xuống làm tôi còn cái hàm không mà. Thôi mà anh Hàm, anh đừng có giận.
Tại vì tôi nóng nảy quá, tôi ghen thầm bậy. Tôi hiểu lầm, xin lỗi anh nha. Anh phải bỏ vậy qua giùm. Em à, em đừng có giận anh nha. Giận anh sao không giận? Hai vợ chồng 20 năm sống chung với nhau rồi mà anh còn nghi ngờ em nữa. Anh biết là em thương anh lắm không? Anh biết. Luôn cả cái tính mà lười thay đồ của anh em còn thương. Chịu cái mùi chua của anh 20 năm rồi em còn chịu mà. Em chịu 19 năm rồi đó. Chua dễ sợ. Vậy mai nghỉ đi. Dạ không, mai hửi tiếp, đừng đuổi em. Mai hửi tiếp yên tâm. Nhân viên của anh này vậy đó. Đó, không phải hở hở một chút cái là mình bỏ nhau. Bởi vì ông bà xưa mình có câu là chim quyên ăn trái nhãn lòng, lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Đây á là nét đẹp Á Đông đó. Anh biết mà. Thôi anh xin lỗi nha, đừng có giận. Nhưng mà anh tức. Anh vẫn còn tức một chuyện. Tức cái gì? Hồi đó giờ không bao giờ em giấu anh cái chuyện gì. Bữa đó em nhắn tin em lén lút ở trong nhà bếp, em làm vậy là sao? Trời anh ơi, em mà có tình ý gì em đâu có để điện thoại khơi khơi cho anh thấy. Người ta bây giờ đàn ông hay đàn bà mà có ngoại tình phải có hai cái cell phone. Một cái là để xài bình thường, còn cái thứ hai á để thách với gọi cho tình nhân, biết không? Bây giờ em có một cái à. Chừng nào em có hai cái á, lúc đó đó. Ủa sao bà kỳ, bác sĩ kỳ kìa bác sĩ. Tôi có sáu cái mà sao cũng chưa có ai trơn. Nhắn xói xả, trời ơi, nhắn banh sim luôn á. Cô có 100 cái, còn không có ai lấy cô đâu. Nè, bây giờ em có một cái thôi ha. Chừng nào em có hai cái á, lúc đó đó anh khóc hận là vừa. Anh biết rồi. Em là chung thủy với anh mà. Điện thoại rung quá bác sĩ. À. Alo. Hai cái. Em nghe nè. Hai cái lấy em là vừa. Hả? Em có hai cái phone. Anh chết rồi. Anh ơi. Ê, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ. Cho anh. Đó. Anh ơi, cái phone này em mua cho anh ơi, cứu. Hô hấp nhân tạo đi, phải hô hấp nhân tạo. Bắt thở rồi, phải hô hấp nhân tạo thôi. Phải thoát hơi. Trời ơi, cái gì thế ghê vậy? Em cứu bác sĩ. Trời ơi, tỉnh liền. Vô nghe cái hơi hơi tỉnh rồi. Chết tôi rồi. Làm sao khi khác đôi, võ chăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng, để trả thù riêng khỏi đi tù. Tuyệt tác, tuyệt vời, tuyệt tôn, tuyệt tự, tuyệt nọc. Trời ơi, lâu lâu làm được bài thơ mừng quá, nói hợp cái tiệc giống luôn á. Em là cô gái biết là thôn, đôi tán tròn trăng lắm kẻ già. Minh ơi Minh, em đi dự party đó nha. Minh ở nhà Minh giặt đồ cho em đó. À với lại cái áo mà linen của em á, Minh phải giặt bằng tay, ok? Đừng có giặt bằng xà bông giặt đồ à, bay xà bông gội đầu của con á. Với lại Minh lau nhà đi. Em đi em thấy cái nhà rít lắm rồi nha. À mà con mua mấy thối gà ác cho tối em về em bồi dưỡng. Minh, trời ơi Minh có nghe em nói gì không? Biết rồi. Biết cái gì? Minh à, em đi party đó nha Minh. Minh ở nhà Minh giặt áo giùm em nha Minh. Giặt bằng xà bông tắm của con đó nha Minh. Minh à, Minh lau nhà nghe Minh. Chân em đi rít lắm rồi. Minh à, Minh mua mấy thối gà ác tìm thuốc bắc nha Minh. Tối em về em mệt em ăn hết. Ủa sao hay vậy? Trời ơi, anh thuộc bài hết trơn rồi. Bây giờ nó biết tại sao thôi của anh bốc mùi rồi đó. Mùi gì? Trời ơi, mỗi lần anh làm thôi em cứ quăng ba cái mùi xà bông giặt giặt đồ nè, quăng ba cái gà ác tìm thuốc bắc vô không bốc mùi sao được. Minh rảnh không em mà? Minh đi làm về sớm hơn em, làm chút xíu công chuyện nhà không được hơn sao? Trời ơi, đi làm việc bên ngoài đó cực khổ lắm rồi. Không lẽ Minh còn bắt em giặt đồ nấu cơm nữa? Phải rồi, Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn em sống tàn tạ để Minh đi với người đàn bà khác phải không? Minh! Vậy? Trời ơi, có nghe em nói gì không? Biết rồi. Vậy? Minh! Minh đâu có tiếc ngọc thương hương gì đâu. Minh muốn mau tàn tải đi nơi dừng bà khác phải không? Sao hay vậy? Thuộc bài rồi. Em à, nói nghe nè. Em cần phải cho anh có thời gian anh thực hiện những ước mơ riêng của mình nữa chứ. Trời ơi, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng mà Minh còn muốn cái gì nữa Minh? Anh đâu có ước mơ cao sang gì lắm đâu. Anh chỉ ước bên trở thành một đại thi sĩ. Trời ơi, trời! Vậy? Làm gì vậy? Muốn xỉu. Em không được xỉu. Mỗi lần anh nói làm thơ em xỉu làm sao? Thái độ em vậy là sao? Trời ơi Minh ơi, em biết là bấy lâu nay anh muốn làm thơ, nhưng mà thơ của anh đặc kỳ quá, anh đâu có đặc đâu. Toàn là thơ ăn cắp không à. Anh cấm em nha. Anh cấm em không được dùng hai chữ ăn cắp nha.
em phải dùng hai cái chữ là tu chỉnh văn thơ. Thôi của người ta, anh lấy anh sửa khúc cuối, anh sửa dồn lên khúc đầu trở thành thơ của anh. Hả, thấy không? Trời ơi em ơi, nói nghe này, để cho anh làm thơ đi. Trời ơi Minh. Gì? Thơ bây giờ người ta đó thực tế lắm. Thực tế? Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà. Minh biết không, thơ thực tế là sao? Thí dụ như là: ôi tiệm nail hôm nay sao ế quá. Gì? Phải cúng thần tài thì khách mới vô. Trời ơi, sao thơ của em toàn mùi acetone không vậy? Trời ơi, thơ em làm trong tiệm nail thì phải nghe mùi acetone chứ sao? Vậy mới là thực tế. Nàng thơ sẽ xuất hiện khắp nơi. Nàng thơ sẽ xuất hiện trong công việc nhà của chúng ta. Ví dụ như sáng sớm anh làm gì nè? Sáng sớm anh giặt đồ. Anh giặt đồ phải không? Anh giặt đồ là phải có xà bông, phải có bọt phải không? Đúng rồi. Làm thơ. Giặt đồ cũng làm thơ. Chứ sao, thực tế nè. Từng bông bóng dở như tình tá tan dở. Trời ơi. Nhìn tháo nước đục ngầu mà lòng ta quặn cơn đau. Trời ơi. Hay chưa? Sao thơ của em nhức nhọt vậy? Trời ơi, thực tế xà bông nó phải nhớt chứ sao Minh? Trời ơi, Minh ơi, em nói Minh nghe. Còn thực tế hơn nữa nè, sau khi giặt đồ Minh làm cái gì? Chiên cá. Chiên cá. Em đừng có nói chiên cá cũng làm thơ được nha. Thì đúng rồi. Trời ơi. Chiên cá cũng có thể làm thơ. Sao? Từng giọt mỡ bắn vào giá khiến hồn ta băng giá. Trời ơi. Hai mắt cá mở xoé tròn soi thấu cả tâm can. Trời ơi. Thơ của em sao tanh rình vậy em? Trời ơi, thực tế cá nó phải tanh chứ sao. Bây giờ Minh muốn thơm phải không? Em cho thơ thơm. Sao? Bây giờ sau khi chiên cá Minh làm gì? Lau nhà. Lau nhà cũng có thể làm thơ. Lau nhà cũng làm chứ thơ. Sao? Sao? Nền gạch bóng loáng thơm thơm nha. Thơm mùi nước phai son. Anh hít một hơi dài để tưởng nhớ hương tóc em. Trời ơi. Anh nghe nội hai câu này thôi anh kiếm một đống tiền bảo trợ rồi. Ai bảo trợ? Tiền quảng cáo cho nước lau nhà. Trời ơi, dạo tôi làm thơ thực tế quá. Em hay lắm. Thực mà. Tế chơi trẻn đến độ trần trụi luôn vậy đó. Anh nói nghe nhau không? Thơ thực tế như em á, anh phọt ra chứ khỏi cần làm. Thái độ em vậy là sao? Mắt mở to nhìn anh đầy kinh ngạc. Vậy thì bây giờ anh chứng minh đây. Chứng minh đi. Anh sẽ làm một bài thơ tả về cuộc đời làm chồng của anh ở trong căn nhà này nè. Nghe nghe không? Ở xứ Mỹ đàn ông buồn quá nhỉ. Tại sao buồn? Sáng đi làm, chiều rửa chén, tối nấu cơm, cực như con chó. Dài 3 năm chắc chắn sẽ vô hòm. Làm vậy sống gì nổi trời. Tiền bảo hiểm. Ông tính sao, ông tính sao? Cuối cùng bà cũng lạnh. Trời ơi, hay quá, thấy chưa? Thấy chưa, thực tế là vậy đó. Anh thấy không? Hễ ở đâu hả có cái hòm là thấy bảo hiểm. Mà hãy thấy bảo hiểm là thấy cái hòm. Trời ơi. Anh thấy chưa? Em à, nhưng mà anh nói nghe nè, anh không có thời gian làm những bài thơ thực tế như em muốn. Trời ơi Minh, Minh làm gì mà không có thời gian chứ. Không có thời gian là em nè. Sao? Trời ơi, làm chức trợ lý giám đốc á cực khổ quá. Mình tưởng em sung sướng lắm sao? Em làm trợ lý giám đốc hồi nào anh không biết. Thì giám đốc là bà chủ tiệm nail. Còn em là phụ tá với bà, em là trợ lý giám đốc. Trời ơi. Trách nhiệm của em ở tiệm nail cực lắm Minh tưởng hả? Sao? Sáng em phải dậy sớm hơn ai hết trơn á. Ra mở cửa tiệm, xong rồi vô clean up everything. Xong rồi em cho con bà chủ ăn sáng. Xong cái em đưa tụi nó đi học. Xong rồi về em ngồi em giũa tới tối luôn. Đợi mấy bà thợ kia về hết em mới được đóng cửa tắt đèn đi ngủ chứ bộ. Ủa sao giống người ở vậy ta? Không có. Nói em làm việc vậy cực khổ lắm. Thành ra bây giờ anh cần thời gian làm thơ. Em thì đỡ cực khổ. Giờ anh quyết định nha, mình nhờ tới Oshin. Oshin là ai? Là một người con gái. Con gái mà tên Oshin? Tức là con gái Nhật Bổn. Gì? Mình, trời ơi! Vậy là mình lén lúc em mình qua lời với con nhỏ Nhật Bổn nào phải không? Bà nhớn! Ở đâu mà rồi ra nhỏ Nhật Bổn vậy bà? Thì con gái tên Oshin. Oshin là người ở đó bà nội. Mướn người ở đó biết không? Anh nói nghe nè, mình mướn người ở về đỡ cực. Không có Oshin, Oshin gì hết trơn á. Sao vậy? Rồi tiền ai trả? Ông còn nhớ cái phương châm của tôi không? Nhớ. Nói. Tiền của em là tiền của em, tiền của anh cũng là tiền của em. Đúng vậy. Anh nói nghe, không bao giờ anh đụng chạm tới tiền của em. Kể từ ngày hôm nay anh hứa với em là anh sẽ không hút thuốc, không đánh răng, không cạo râu, không đi tắm để dành tiền mướn Oshin. Sao em bịt mũi?
Ông đừng làm quá thì tụi nó ngủ vô ông cống á. Không, có tắm mà không có tắm với xà bông, có đánh răng mà không có đánh răng với kem để dành tiền mua mướn Oxyn cho em. Nhưng mà nói đi nói lại anh, ông cũng đòi mướn Oxyn là ông có ý đồ gì vậy Minh? Mình mười mấy năm trời chung sống với em, anh đã tận dụng hết sức lực và tài lực để chống đỡ em rồi. Ngày hôm nay còn sót lại chút hơi tàn hôi thóp sống qua ngày, anh đâu dám đem ra xài phung phí. Ông nói đúng đó. Mười mấy năm nay ha, tôi nghĩ tôi xài ông giống cái lùi vẽ rách lau nhà. Có con nào nó nhào vô cũng hốt nó đem giục thôi chứ làm cái gì. Trời ơi, tôi có còn là người nữa hay không? Hay là tôi là cái nùi vẽ đội lớp người? Thôi Minh ơi, Minh đừng có than thở, em động lòng rồi đó Minh. Thôi bây giờ vậy nè, em quyết định là em mướn Oxyn cho anh. Mướn Oxyn phải không? Nhưng mà để cho em phỏng vấn nó em mới chịu à nha. Làm hẹn với nó đi. Khỏi hẹn em, chút xíu nó ra em phỏng vấn nó giùm anh nha. Cái gì? Ôi trời ơi. Nó đang đi trong tham quan. Trời ơi, ông dẫn nó về nhà rồi hả? Không, có anh nghe nè, anh hẹn nó trước xong cái anh hỏi ý kiến em sao. Trời ơi, anh chịu cái anh lôi đầu nó ra. Trời ơi, trời ơi, ông nói tôi chi nữa. Trời ơi, ông đem nó về nhà rồi, chắc ông làm cho nó có bầu rồi. Ông đặt tôi vô chuyện đã rồi, rồi ông dẫn nó về nhà ông ở luôn cho mẹ con tôi chết cho rồi. Ôm sầm quá đây. Trời đất ơi, con gái con lứa gì mà giọng chua như là dắn vậy à. Trời ơi, sao dễ sợ, hai vợ chồng như cái thấm vậy chịu nổi không? Trời ơi, không mà cái mặt thì đẹp như cô thấm mà lúc bị ung thư. Hay nghĩ sao nhà có cách mà sùm có tôn trọng nhau là sao vậy hả? Thôi bây giờ tôi tham quan từ giờ trong nhà tôi cũng biết ngõ ngách rồi. Nhà nhỏ như cái lỗ mũi ở gì mà tưởng mũi ở không à. Thôi ngồi xuống đi, bàn trực tiếp với công việc đi. Đó, bàn với nhau đi. Đó, tôi mời ổng chứ không phải mời bà. Sao mà vô duyên quá à, đàn bà lớn tuổi rồi mà không có duyên chút nào hết trơn rồi. Bây giờ nhà này là thôi cũng được, nhỏ thì tôi đỡ phải là dọn dẹp, mà tôi chỉ lo hậu sự về sau thôi. Sao vậy cô? Nhà này có người chết là sắp khiên ra nè. Cô sao cô nói vậy cô? Trời đất ơi, phải nói tôi, tại vì con người ta sống ai không chết. Trời, nhiều khi bắt đắc kỳ tử làm sao trở tay cho kịp. Lúc đó là đỡ khoét cửa rồi này nọ kia nó xình mẹ rồi. Thấy không? Đó, thành ra là phải tính cái chuyện đó. Mà nếu tôi chịu chấp nhận làm trong nhà này thì phòng của tôi ở đâu? Ủa phòng gì cô? Trời đất ơi, tôi phải ở riêng chứ tôi ở trong chung với ông cô cắn lưỡi tôi chết mẹ nó cho đầu đi. Thôi mà phòng tôi phải có master bedroom nha. Cô ơi, bây giờ nếu như cô đồng ý làm việc trong gia đình tôi á, tôi sửa cái phòng làm việc của vợ tôi lại cho cô ở nha. Em không chịu. Ê bà có thẹn với tuổi tác bà không bà? Ê bà, người đàn bà có tuổi rồi nha. Bà làm gì thế ghê mấy em không chịu. Làm mà rúng động cả tâm tư tôi à. Trời đất ơi, nghĩ thì sao vậy? Thôi, bây giờ trong nhà này ai làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm, tao không có thời gian đâu nha. Đứa nào làm chủ? Dạ tôi. Tao mệt lắm nha, hội ý lại đứa nào làm chủ? Dạ vợ tôi. Trời đất ơi, vợ anh hả? Dạ. Cha này hèn dễ sợ đứng dậy coi. Bởi vì con người của anh sống giữa xứ văn minh lịch sự mà sao anh không có tốt với đàn bà, mặc dù vợ mình có già mà cũng là vợ của mình chứ. Sao đối xử tàn tệ vậy? Ê, dạ. Em xin lỗi chị bước xích ra đây, em xin lỗi chị. Dạ, chị xin lỗi chị bao nhiêu tuổi ạ? À? Chị 300 tuổi. Trời ơi, chị đừng nói với em chị 30 tuổi. Dạ. Dạ đúng rồi cô. Trời ơi, bà này bà nói giá nào chả cũng dính. Trời ơi. Nhưng mà không sao. Dạ. Chị em xin được giới thiệu, chị em tên là Hằng. Còn chị what's your name? Tôi tên Thảo. No, người ta hỏi what's your name chị phải trả lời my name is Thảo. Không có chuyện tôi tên Thảo mà mất lịch sự, làm lại của anh more please. What's your name? My name is Thảo. Yeah, good girl. Even good man. Lộn. Trời ơi, dễ thương ghê chị ơi. Thì em rất là phóng khoáng. Em nói cho chị nghe, chị có thể hút với em điếu thuốc được không ạ? À? Dạ không cô. Chị không hút thuốc, chắc chị uống thuốc hả chị? Thuốc gì? Thuốc lắc. Không có cô. Đúng rồi, phụ nữ đừng nên xài hai cái thứ đó. Chơi hai thứ đó là mất nửa đời người. Đó, mà không chơi hai thứ đó là mất nguyên một đời luôn. Tôi là tôi thích vậy đó. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn le lối suốt trăm năm. Trời ơi, làm thơ giống anh kìa mình. Tôi bạn ông mà, tôi biết ông nhà thơ mà. Dạ. Vô tặng hai câu xã giao vậy thôi. Dạ. Dạ, ở trong nhận em nhìn chị mặc đồ là em biết chị là coi như là thuộc hoàng thân quốc thích rồi đó. Ủa sao cô nói vậy? Vợ nhỏ Saddam Hussein phải không? Không dạ. Có cô, vợ tôi. Nó mặc đồ đẹp lắm, mặc y chang bên kia. Tôi tưởng bệnh quánh quá, bà chạy qua đây chứ. Tưởng, ủa sao ông đi rồi mà bà chưa đi nè. Vậy vợ ông, xin lỗi lộn. Nhưng mà đúng rồi, phụ nữ có tuổi phải mặc đồ vậy là tại vì chị biết sao không? Tuổi của chị bây giờ, chị biết chị đại diện cho con gì không? Con gì cô? Cô, cá đuối. Là sao?
Là tại vì khô cá đuối nhìn nó vậy đó, tưởng ngon lành, ai về đem lên lửa cái xé cái rách. Đúng rồi đó cô. Mấy cha nào nhậu là biết liền khô cá đuối này vậy đó. Dạ. Còn chị biết tôi là thuộc dạng gì không? Dạng gì cô? Con raw fish. Là sao? Giống thiệt. Raw fish đó, lúc sống thì nó tươi mà lúc nướng nó cũng đỏ lòm đó, thấy không? Mắc lắm đó cô. Trời ơi, 8 đồng mấy một phao đó. Mày nghĩ đi, nguyên một con raw fish này mày ăn loài hổng mày luôn bây giờ tao. Trời ơi, tao là đồ đắt tiền đó. Đồ hiếm ở Mỹ đó nha. À, thôi bây giờ nói chung là em nói hết rồi. Bây giờ chị có cần thiết những cái gì thì chị cứ hỏi em đi chị nha. Tôi muốn hỏi cô á, có kinh nghiệm gì? Cha xin lỗi, chị không chịu được mùi thuốc phải không? Dạ chị cũng phải chịu, tại vì tôi phải hút thôi. Cô bao nhiêu năm kinh nghiệm vậy cô? Tôi 3 năm kinh nghiệm và đã trải qua 6 đời chồng. Hả? Cái gì? Lộn, 6 đời chủ. Lộn đấy, chữ chờ lộn. Tôi sẽ kể cho nghe là tại vì sao? Tại sao tôi lại trải qua coi như là 6 đời chủ? Dạ. Tại vì tôi rất là khó tính. Tôi ở mà tôi thích tôi mới ở, tôi không thích tôi không ở. Hả? Tôi xin lỗi, mình ở có license nha. Hả? Mình là người quốc tịch rồi nó khác nha. Là sao? Ở mà 2 năm nó khác, 10 năm thẻ xanh nó khác, chờ approve thẻ xanh nó khác. Trời ơi. Thành ra mình có license, mình có quyền chảnh vậy đó. Thích thì ở, không thích đi vậy đó. Dạ. Dạ. Thành ra là mình sẽ kể cho các bạn nghe là vì sao mình trải qua 6 đời chủ. Hai người ngồi đi. Dạ dạ. Khát nước không? Dạ khát cô. Khát thì tự lấy uống đi ha. Tại vì trong nhà này tôi cũng chưa biết nước để đâu đó nha, thông cảm. Coi như là nói vậy. Người chủ thứ nhất của tôi, tại sao tôi ở? Trời ơi, ông ta phải công nhận là đẹp trai giàu có dễ sợ luôn. Mà tôi nói thiệt, tôi là nhìn tôi đi, tôi quá ướt át đúng không? Dạ. Mà ông nội này biết gì ông cũng biết, mà biết điều chả không biết. Sao lạ nhỉ? Trời đất ơi, tôi nói bao nhiêu người tôi cần, chả lãng mạn, chả không lãng mạn, chả lãng nhấp thì quá nhiều. Ướt át thì phải đi đâu với lãng mạn, chả không đi chung tôi làm sao tôi sống nổi. Dạ. Thế là thôi, tôi quyết định dứt áo ra đi. Cái tới đời chủ thứ hai. Đời chủ thứ hai của tôi, trời ơi, cái bà này được nước bà già mà bà thêm nước khó tính nữa chứ. Trời ơi, làm sao ở, mẹ già mày đặt khó tính. Sao? Trời ơi, mà bù lại cái trò cháu đẹp trai quá. Hả? Mà ở đời thường thường nó đi xong đôi hở đẹp trai, cái đi đâu với Sở Khanh. Trời ơi, nó Sở Khanh quá, em chịu không nổi, em không chịu đựng nổi nữa, sức người có hạn mà, đúng không? Dạ. Lụ đạn mà còn tiếng nổ nhỏ, tiếng nổ lớn mà, đúng không? Người làm sao chịu nổi. Trời ơi, thế là em dứt áo ra đi. Ra đi. Nó nói Sở Khanh em không chịu được. Trời ơi, thế là trở qua người chủ thứ ba, thứ tư. Dạ sao người chủ thứ ba, thứ tư, trời ơi, đặt tuyệt vời, không có gì hết trơn, mà phải công nhận mấy con mẹ đàn bà này ưa ghen là mấy mẹ đàn bà này nè, chỉ thẳng ở trong mặt luôn nè. Nghĩ sao ghen chồng mình, ví dụ người ta mượn người ta xài chút ta trả làm dữ vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Ví dụ nó có bệnh hay chạy rồi thì chích thuốc cho nó thôi. Đúng rồi. Thế không anh? Bây giờ em nói anh nghe, con mèo nó muốn ăn dụng mà con chó theo rình hoài sao ăn? Sao ăn? Nếu ăn không được thì ở làm mẹ vậy? Đúng rồi. Em dứt áo ra đi. Phải nghỉ thôi. Thế nào chạy qua đời chủ thứ ba, thứ tư. Dạ. Trời khổ lắm, chưa đâu tới đời chủ thứ năm. Em quyết định rồi, không ở với châu Á mà em đổi sang châu Mỹ Latin. Chết cha trời ơi. Em ở với người nước ngoài. Em tại vì em thấy người ta sẽ phóng khoáng dễ chịu hơn, là tại vì em rất là tự tin cái trình độ sinh ngữ. Em có học ESL nha. Hả? Em học chỗ đó dữ lắm à. Mà em không biết cái chỗ ESL nó dạy em có lộn không, mà em nói nó không hiểu. Chết cha. Em nó không hiểu em, nó có vừa bắt đầu em quơ phần trên anh. Em quơ phần trên nó không hiểu, em chơi luôn phần dưới. Trời ơi. Cuối cùng em quơ toàn thân luôn. Trời ơi, em quơ rơ rồi mà nó cũng chưa hiểu nữa. Trời ơi, con người ta sức người có hạn nữa anh. Dạ. Đành dứt áo ra đi. Rồi. Đi nữa. Tới người chủ thứ sáu của em. Trời ơi, ông này tuyệt vời, không có vợ theo rình luôn. Tớ muốn làm gì làm mà ngạt nổi, chả không còn cái răng nào hết. Trời. Ủa cô ơi, không còn răng, họ đâu có ăn nhập gì đâu cô. Sao không ăn nhập, mẹ bà không có răng lấy gì ăn cơm, mà tôi thuộc dạng dừa dày cơm mà. Trời ha. Đúng không? Tôi đi ở đợi hả cô, đi kiếm trai vậy? Hai thứ luôn cô. Trời ơi. Tại vì em rất là thật lòng, em rất là thực tế, là tại vì sao? À, tại vì cái cuộc sống nó phải đi đôi với tình yêu. Dạ. Phải có tình yêu thì cái cuộc sống mình làm việc mình mới hưng phấn được. Dạ. Tôi không có giấu mấy đứa kia mày đặt làm cái em cứ làm, cứ làm. Không, em làm gái, em nói làm gái vậy. Ê, gì cô? Trời, mình ta, mình thật lòng mà người ta tha thứ. Vậy thôi. Cô ơi, vậy cô thấy gia đình của tôi sao cô? Được, gia đình này được, tôi thích, mà nếu tôi làm thì trả lương tôi nhiêu? 500 được không? Vậy. 600. Vậy. 800. What? 900. Lương bạn nhiêu tháng? 2008. 2008 vì tình người phụ nữ với nhau, hai đứa cái gì cũng có với nhau, lấy 2500. Trời ơi, mắc vậy cô. Còn 300 tôi lấy gì tôi ăn? Ăn giống gì ăn dữ vậy, bà 300 bà ăn gì, bà ăn nhiều cần hút mỡ hả chị? Bà ăn chi cho dữ thằng ôn gì, bà ăn trên nhà hàng sang trọng, bà ra Food to Go mà mua đồng ăn từ sáng tới chiều kìa. Trời đất ơi, gái lứa ăn chi cho nhiều. Tôi lấy về là lương tâm của tôi, là tôi có lương tâm lắm. Cái ông kia ông mướn tôi 3000 mà tôi chưa làm. Trời. Một năm 4 bộ đồ hiệu, muốn hiệu gì cho hiệu đó. Son phấn là toàn mắc tiền tôi. Estée Lauder, Chanel, Dior, Seattle. Gì? Mỗi lần đánh mặt có phải qua tiểu bang Seattle hả? Cái lộn Seattle.
đồ. Nói lộn. Nó lộn tiếng Anh, lôi lúc nó bị béo béo vậy thôi. Dạ. Dạ. Hiểu không? Dạ. Hàng tháng hả, ngày lễ ngày Tết không cần phải làm, cho tiền đi về quê nghỉ luôn, mà đi rất là ngon lành. Đi bằng máy bay phải không cô? Ừ, máy bay ai cũng đi rồi. Đi chứ cái bản gì? Xe đầu hoàng. Hả? Trời ơi, một mình tao một chiếc xe đầu hoàng, có cái ổ bánh mì với chai nước nữa, tao ăn thấy bà nội luôn. Trời ơi. Nó bắt bằng thiên hà coi từ sáng tới chiều luôn. Bây giờ chuyên cái mặt đồ nào tao thuộc hết luôn. Cô ơi, nhưng mà sao cô lấy tới 2,500 lần cô? Trời ơi, 2,500 ngàn là bé basic, còn 1,000 là trợ lý việc nhà, 500 kia chích thuốc ngừa đó, ông nội ơi. Ngừa gì? Ngừa bệnh chứ ngừa gì? Bệnh gì? Cha nội là lãnh tháng 650 nè. Ờ, đâu có. Mày làm gì? Si khờ người già nè. Ờ, không có cô. Sao không có? Cái mặt mới còn hai mấy, người ta góp mà 70-80 tuổi, nhìn già quá hả? Trời, lâu 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 không có bà nhà, ông ba vô, ông cắn tôi rồi tôi phải chích thuốc ngừa chứ. Cô ơi, vợ chồng tôi cũng rất là thích cô. Vậy cô có thể bớt giá chút đỉnh được không cô? Bớt bao nhiêu lận? Tùy lòng hỏi tâm đi. Thì thôi xuống 1,000 đi. Hả? Sao bớt dữ vậy cô? Xuống lẹ vậy? Ờ, tôi thích. Ờ, tôi thích là tôi vậy, tôi ở, tôi thích là tôi bớt vậy đó. Với lại tôi thầy trong nhà có người bệnh nè. Đó, tôi bớt vậy thôi. Với cái nhà này nó sao sao á. Ở nhà mình sao sao, người ta thích sao sao vậy? Sao sao vậy cô? Nó không biết sao sao, không biết giải thích đâu bây giờ. Sao sao? À, bây giờ lấy giấy viết ra đi. Dạ chi vậy cô? Để mà kê khai tài sản mình bán cho nó dễ. Vậy? À, lộn, à, kê khai tài sản để tôi bố trí công việc một cách international. Hả? Professional. À đúng rồi, cái gì có nồ là quốc tế rồi, mệt quá. Là nồ rồ hay là in gì cũng được, ghi vô đây. Rồi. Có cái máy giặt không? Dạ không. Có máy rửa chén không? Dạ không. Hút bụi? Dạ không. Vì nhà có cái giống chó gì? Cô ơi, nhà tôi không có nuôi chó giống. Trời đất ơi. Vậy mà không chịu bệnh đó, trời ơi. Trời ơi. Vậy mà chưa chịu đi lãnh tiền nữa, chịu nổi không? Cô ơi, con. Nhà tôi có cái tủ lạnh. Đâu có tủ lạnh? Dạ. Có tủ lạnh để dành ướp xác hàng bà hả chị? Nguyên cái nhà bự có cái tủ lạnh một, bà nghĩ sao mà đàn bà không mua được gì trong nhà cho bà có thẹn không bà? Bà bởi vậy có bà, mà tôi nói thiệt, mà tôi nể bà có tuổi chứ bà bằng tuổi tôi quánh mà từ đó giờ rồi. Em ngon lắm anh, em vô côn lắm. Dạ. Mà có cái bồn tắm massage không? Ủa, sao cô cần cái bồn tắm massage chi vậy? Là tại vì em hay tắm đêm. Tắm đêm? Em tắm ngay giờ ngựa không à? Ngựa. Giờ ngọ. Ngọ là anh trai, còn gái là giờ ngựa. Hiểu không? Dạ. Em tắm phải 3 tiếng đồng hồ á. Phải có phòng mà có massage, em dẫn theo em chán em nhảy ra người ta đuôi mắt hết. À đúng rồi. Không? Dạ em hiểu rồi. Bây giờ tôi nói cô nghe nè. Cô ráng làm trong gia đình của tôi đi. À. Tôi hứa với cô tôi sẽ sắm sửa rồi. Đồ đạc đầy đủ hết. Nhớ nha. Rồi dạ. Bây giờ trong thành phần gia đình được mấy người con? Hai đứa con. Hai đứa lớn mấy tuổi, đứa nhỏ mấy tuổi? Đứa hai, đứa bốn. Đứa mấy? Hai tuổi, bốn tuổi. Đứa 2 tuổi, đứa 4 tháng. Rồi, còn làm lượt, hàng chi không có tiền mua đồ, đúng rồi. Rồi đứa lớn tuổi gì, đứa nhỏ tuổi gì? Đứa lớn tuổi dần, đứa nhỏ tuổi thân. Rồi hai đứa này tuổi gì? Đứa này tuổi tỷ, này tuổi hợi. Dần thân tỷ hợi, 4 tuổi này cũng không kỵ lắm đâu, chết thì chết chùm thôi. Hả? Không, không, nó là sắp số rồi. Nó là sắp số rồi, đó. Nếu mà 5 đứa ở thì kim mộc thủy quả thổ, kim mộc thủy quả thổ. Ê, bà làm nail phải không? Đúng vậy. Trời ơi, bữa nay bên bà làm nhiêu bộ ạ? 25 đồng. Trời ơi, nó làm tôi 35 đồng là sao bà, chỗ này mới nào qua làm free cho. Mày nhớ nha. Bạn bè mà. Nhỏ em ở bên Nhật nó mới qua chơi. Rồi rồi nha. Tôi thích ra cái đường sinh đạo mà ngắn quá. Sinh đạo là cái gì? Là đường này nè. Đường này là đường gì? Đường sinh đạo nè. Là đường gì? Là cái đường sinh đạo nè. Là sao? Là nằm đây sinh đạo, nằm đây sinh đạo, người ta nói vậy đó. Rồi là sao nữa? Rồi bà ngắn hơn của tôi. Là sao? Là tại bà lùn tôi cao, bà chú giếm à. Rồi sao nữa? Sao nữa cô? Mệt á. Làm bà ăn gái hồi có coi bói cái là nhầm à. Cái hỏi tới mẹ này bởi nhiều chuyện bà bằng phủ quánh từ giờ rồi. Đừng có hỏi nữa, tôi bực mình lắm. Bây giờ nghe hỏi nè, nghe để tôi biết cái tâm lý của con nít để mà tôi chiều theo nè. Để bé bị xích nó khó, không phải đơn giản đâu. 2 tuổi với 4 tháng là coi như nó đã tự clean up, nó tự tắm rửa, tự ăn uống, tự nấu đồ ăn được chưa? Chưa. Tại sao chưa? Dạ, sao không chưa? Biết cô. Trời ơi, coi như vậy là bất bình thường rồi chứ tại sao? 2 tuổi 4 tháng chứ đứa 4 tháng tôi không trách, tôi trách đứa 2 tuổi. Thôi, tại sao 2 tuổi rồi mà chưa biết nó phải là thằng anh, nó có trách nhiệm, nó phải lo cho nhỏ em, nó phải tự nhiều khi hâm đồ ăn, ba còn quê nướng đồ ăn cho em nó ăn. Nó không làm được điều đó là nó bị bại liệt rồi. Hả? Em ơi, con mình bị bại liệt. Đây nè, dầm con về bà đi. Bà nói bà phải giơ tay cái người lịch sự người ta đang nói. Bà cãi cái gì? Bà đã trải qua 3 năm kinh nghiệm và 6 đời chồng như tôi, quên 6 đời chủ như tôi chưa? Dạ. Bà đã từng chăn 30 đứa bé bị xích như tôi chưa? Dạ chưa. Bây giờ 30 đứa nó khóc một lượt, anh làm cái gì cho nó nín? Không biết. Làm sao làm được chỉ có tôi thôi. Cô làm sao? Tôi cho nó uống thuốc lắc. Trời ơi. Ở 1 tuổi cho 1 viên, 2 tuổi cho 2 viên, tùy theo độ tuổi. Trời ơi, nó lắc một hồi nó mệt, nó ngủ không đứa nào không nổi. Trời ơi. Dám làm với tôi không? Thôi, giỡn chơi hả? Đó, thành ra đừng có cãi tôi. Dạ. Muốn nói gì giơ tay tôi mới cho. Bây giờ vậy, hai đứa nó đã biết nói chuyện chưa? Chưa. Tại sao chưa? Thì không biết nữa cô. Vậy là bất bình thường rồi.
2 tuổi 4 tháng, cái đứa 4 tháng ta không trách đứa 2 tuổi nữa nè. Đứa 2 tuổi quá đáng trách rồi. Tại sao vậy? 1 tuổi là phải nói rồi, má tôi nói lúc tôi mới phóng ra tôi nói liền. Nói xong gia đình tôi bỏ chạy, tưởng tôi yêu tinh đội lớp người. Hả? Thiệt, nhưng mà cái đó mới là bình thường. Còn mà 2 tuổi chưa biết nói có nghĩa bị câm rồi. À, trời ơi mình ơi, con mình bị câm rồi. Ôi. Cô ơi. Vậy, dạ. Nói đi cho ý kiến, nói đi, đúng rồi. Cảm ơn. Ừ. Tao không nói mà tao chửi mày con quỷ. Trời ơi, con tao còn nhỏ xíu à, nhà tao không đủ tiền tao mới mướn mày. Trời ơi, mày kêu mày vô mày đụng tới tao được, mày đụng tới con tao không được. Con tao mới 2 tuổi 4 tháng mày bắt tao phải nói, mày bắt tao phải ăn, nó phải quỷ yêu như mày. Con quỷ cái, tức quá mạnh luôn. Ê bà làm gì, bà làm gì? Ê bà chơi gì, bà làm gì? Ông dạy tao ghim vô đầu mày cái. Ê mẹ này chơi vô chạy trời ơi. Ê em mà. Vợ chồng mày ơi. Quá kệ. Quá vô. Con này á, trước khi đi ở đợ nó đứng đường mà. Ê sao biết vậy? Thấy chưa? Em đứng ở ngoài đường bô xe. Mày biết. Con quỷ. Vừa ý ông chưa? Hả? Oshin oshin á. Trời ơi, đâu có đâu có ngờ ra nông nổi như vậy đâu mình. Anh tưởng là kiếm được một người ở về lo cho em, lo cho gia đình. Ai về đâu gặp con này nó lạ quá em ơi. Nó lạ tới nỗi mà anh hoàng hồn chưa kịp nữa. Thôi hú hồn anh ơi, bây giờ tôi nói anh nghe nè. Ừ. Tiền ai cũng ham hết á. Ừ. Nhưng mà mình đẻ con ra mình phải có trách nhiệm với nó. Đúng không? Rồi. Bây giờ tôi bỏ chút xíu thời giờ. Ông bỏ chút xíu thời giờ để có trách nhiệm lo cho con cái, thực tế lo cho con. Trời ơi, ông cứ mướn người hoài, gặp người có lương tâm đỡ nha. Ừ. Gặp cái con này hay con quỷ cái nó nuốt con mình hồi nào không biết đâu ông ơi. Thì đúng rồi. Thôi em ơi, trời ơi, con tiếng cứu hỏa. Con mình, trước khi nó đi, nó đốt nhà mình không? Con mình đâu? Trời đất ơi, bây giờ police nó đang lùng tôi dữ lắm. Sao vậy? Bữa đó tôi ở trong Mỹ Đen, tôi quánh hai đứa con nó chưa biết sống chết. Trời ơi. Ra ra tôi trốn đây chút đừng chỉ tôi đây nha. Trời ơi, em thấy chưa? Con Mỹ Đen mà nó quánh còn bán sống bán chết. Đừng có nói chi tới con của mình. Bây giờ mình trừng trị con nhỏ này sao đây em? Trời từng chửi hả? Nắm đầu giao cho cảnh sát chứ sao? Quyết định là như vậy để trừ hậu hoạn cho mọi người. Đúng vậy. Đi. Mệt. Hai chồng đầu giấu chút xíu chơi hèn đừng chỉ hả? Định đi lập công, xin lỗi tự thú, không để tôi tự thú đi. Tôi cũng coi như trong lòng tôi cũng xót xa, cắn rứt lắm rồi. Mệt con người tôi cũng có lương tâm chứ bộ. Mệt quá. Rảnh ông đứng đây coi. Làm gì? Kêu police cũng phải cho sang chứ. Phải đứng đi, đi đâu? Police, come in, I'm here. Mày hiếp, mày hiếp, mày hiếp. Bắt nó lại. Trời ơi, đau. Ủa trời ơi, có nhau. Tới rồi kìa, bắt nó dây cho cảnh sát lại đó. Phần kỳ trình diễn của Kỳ Hoa Lê Tính và Trang Thanh Lan đây là chấm dứt. Xin chân trọng kính chào tất cả quý vị.